Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 25. Đồng Tinh Thần không chút e dè lớn tiếng nói thắng trước mặt Đồ Trường Sinh và lời nói ấy cũng truyền vào trong tai mỗi một đệ tử bên ngoài. Mấy trăm đệ tử đều ức chế đến cùng cực. Nhưng lại không ai dám đứng ra. Yếu là phải bị người dâm lên đầu lên cổ. Yếu là sẽ bị người khác bắt nạt, xí nhục. Ha ha! Quỷ Lão Lục khá là hài lòng với tình hình ấy, nói. Với Đồ Trường Sinh, xem ra Lưỡng Nghi Tông mấy người thật sự không lấy ra được một người nào ra hồn, một nơi rác rưởi như này nán lại thêm một phút thôi cũng đã là một sự sỉ nhục với tôi rồi. Nghỉ ngơi mấy ngày thì thôi bỏ đi, mấy người đã không đưa ra được quyết định thì chờ Trình Lâm Phong về tôi lại đến thăm hỏi vậy. Chúng ta đi thôi. Quỷ Lão Lục nói xong bèn dẫn theo hai gã đệ tử đi ra ngoài, khi đi ngang qua Cung Trường Lâm thì liếc nhìn ông ta một cái. Cung Trường Lâm lén lút gật đầu, ba người kia mới rời khỏi Lưỡng Nghi Tông. Phù! Thấy ba người kia rời đi, Đồ Trường Sinh bèn thở phào một hơi, Trình Lâm Phong không có ở đây, vào lúc quan trọng như này, ông ta thật sự không muốn làm rối chuyện thêm. Vì vậy, mấy ngày nay, Lưỡng Nghi Tông hầu như đều trong tình trạng đóng kín, từ trên xuống dưới, không cho phép bất cứ ai rời khỏi tông môn. Và lại, những đệ tử đi tuần cũng làm việc ngày đêm, bất cứ lúc nào cũng chú ý đến tình hình trong tông. Có điều, trong lòng ông ta vẫn cứ có một cảm giác lo lắng không yên. Mãi đến khi ba người kia hoàn toàn rời khỏi Lưỡng Nghi Tông, Đồ Trường Sinh mới nhìn về phía Cung Trường Lâm. Trường Lâm, tại sao ông lại để họ vào? Lẽ nào ông không biết họ đến đây để gây chuyện? Đại trưởng lão, ông lo lắng quá rồi. Họ cũng chẳng làm gì mà, Cung Trường Lâm bình tĩnh nói, tông chủ không có ở trong tông, nếu giờ mà đắc tội Kình Thiên Tông thì thật sự không phải một quyết định sáng suốt nên tôi cũng là bất đắc dĩ thôi. Ông có từng nghĩ, cho bọn vào so với việc cho kẻ trộm vào có gì khác biệt, Đồ Trường Sinh nghiêm nghị nói, chỉ cần bọn họ ở bên ngoài tông môn thì Lưỡng Nghi Tông có đại trận bảo vệ, đắc tội với bọn họ cũng được. Nhưng nếu để bọn họ vào, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện. Lẽ nào đạo lý này ông cũng không hiểu sao? Đại trưởng lão, thôi bỏ đi, Trường Lâm cũng chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, Từ Thái Khôn khuyên nhủ, lần này không xảy ra chuyện là tốt rồi. Không được cỏ lần sau. Đồ Trường Sinh nói, bên phía Thanh Khư ít nhất cũng phải mất một tháng. Trong thời gian một tháng này, tất cả các vị trưởng lão đều phải cùng tôi bảo vệ an nguy của tông môn, không được gây thêm rắc rối. Ngoài ra, mặc dù lần này chính thái thua, nhưng dũng khí rất đáng khen ngợi. Mọi người nhớ bồi thường cho cậu ấy thật tốt. Đại trưởng lão yên tâm, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Lúc trước khi tông chủ đi vắng, không phải Vân Bình Yên vô sự sao, Từ Thái Khôn nói, ông không cần phải quá lo lắng, chúng tôi sẽ đi động viên cậu ta. Đúng vậy, đại trưởng lão, Lưỡng Nghi Tông có đại trận bảo vệ. Chỉ cần chúng ta không ra ngoài thì ngay cả lực lượng tam phẩm hạng 10 cũng chưa chắc có thể tấn công vào được, Lý Thanh Nguyệt cũng nói. Thanh Nguyệt nói đúng, Cung Trường Lâm tiếp lời, đại trưởng lão, ông yên tâm đi, xác chắn không có chuyện gì xảy ra đâu. Hai, có lẽ là do tôi nghĩ nhiều, mọi người đi làm việc của mình đi, Đồ Trường Sinh xua tay. Nghe vậy, Từ Thái Khôn, Lý Thanh Nguyệt và Cung Trường Lâm mới lần lượt rời đi. Trở lại chỗ ở, Cung Trường Lâm đóng cửa lại, xung quanh không có ai, ông ta từ trong người lấy ra một túi chữ vật. Cái túi này là của Quỷ Lão Lục giao cho ông ta. Hôm nay, bề ngoài Quỷ Lão Lục đến Lưỡng Nghi Tông muốn so tài đấu sức và gây chuyện như sự thật là vì đế liên lạc với ông ta. Mấy ngày nay, Lưỡng Nghi Tông cực kỳ cảnh giác, ông ta không hề có cơ hội đế tiếp xúc với Quỷ Lão Lục, nên Quỷ Lão Lục đã đích thân đến đây. Trong túi chữ vật chỉ có một viên đá màu xanh. Lục, viên đá đó được gọi là đá thông linh, trong vòng 10.000 dặm có thể giao tiếp với người chí định ngay lập tức, cực kỳ có giá trị. Cung Trường Lâm đặt ở trước mặt mình. Sau đó cứ nhẹ ngón trỏ, một giọt máu chảy xuống. Trong nháy mắt, đá thông linh lập lòe chiếu ra một bức màn sáng, bên trong bức màn sáng, Quỷ Lão Lục đang nhàn nhã ngồi trên ghế uống trà. Quỷ Lão Lục, ông to gan thật đấy, Cung Trường Lâm đợi Quỷ Lão Lục, lạnh lùng hừ một tiếng nói, hôm nay ông suýt chút nữa đã hại chết tôi rồi, ông có biết không? Cung Tông Chủ, tôi cũng hết cách, nếu không phải mấy ngày nay không liên lạc được với ông thì ông nghĩ tôi muốn đi sao? Quỷ Lão Lục nhẹ giọng nói, Kình Thiên Tông sẽ bắt đầu vào tối nay, đến lúc đó khi đá thông linh sáng lên thì ông hãy mở trận pháp của Lưỡng Nghi Tông để chúng tôi tiến vào,
trong ngoài phối hợp, giải quyết những lão già kia. Chỉ cần thu phục được Lưỡng Nghi Tông thì ông chính là đệ nhất thần công của Kình Thiên Tông, vị trí tông chủ của Lưỡng Nghi Tông chỉ có thế thuộc về ông mà thôi. Được. Trong mắt Cung Trường Lâm hiện lên một tia hưng phấn, nhưng ông ta không nói gì, tắt đá thông linh, khóe miệng hiện lên một nụ cười nham hiểm, mấy lão già ngu muội vô tri, hừ, các người cứ chờ chết đi. Cung Trường Lâm nhắm mắt lặng lẽ chờ đêm. Đến. Vầng trăng như một chiếc đĩa bạc, treo cao trên bầu trời. Lưỡng Nghi Tông, nơi đại trận bên trong tông môn tiếp giáp với bên ngoài, một bóng người đang di chuyển cực kỳ nhanh. Ai? 13 chấp pháp giả phụ trách khu vực này đang đi tuần tra thì nghe thấy tiếng gió thối khiến cỏ cây lung lay, lập tức đề cao cảnh giác, nhìn về phía trước. Là tôi. Khi tầm nhìn càng gần, bóng đen dần dần hiện ra. Người đứng đầu nhóm chấp pháp giả, Mạc Thú Ly, nhìn thấy người vừa đến, vội vàng cung kính. Chào, Trướng Lão Cung. Người đến không ai khác chính là Cung Trường Lâm. Mạc Thủ Ly nghi ngờ hỏi, Trướng Lão, đây là cấm địa đại trận hộ vệ. Trường Lão đồ có lệnh, trong thời gian đặc biệt này không được phép tự ý tới đây. Mời óng về nghỉ ngơi cho. Hừ, Cung Trường Lâm không nói gì, rút một trục cuốn ra và mở ngay tại chỗ. Khi trục cuốn mở ra, một gợn sóng kỳ lạ tràn ngập trong không khí. Trục cuốn cách ly. Ngay lập tức, sắc mặt của Mạc Thủ Ly thay đổi đột ngột, trục cuốn trong tay Cung Trường Lâm rất có giá trị, chức năng của nó là cách ly không gian, một khi đã bị cô lập thì bất cứ chuyện gì xảy ra ở đây đều không thể truyền tín hiệu ra bên ngoài. Mạc Thủ Ly cau mày, cảnh giác nói, Trưởng Lão Cung, sao ông lại phong ấn không gian này, ông muốn làm gì? Phập, chưa kịp nói xong, Cung Trường Lâm đã dùng đao chém vào không trung, đầu của Mạc Thủ Ly rớt ngay tại chỗ. 12 chấp pháp giả khác đều giật mình kinh hãi. Trưởng Lão Cung, ông làm gì vậy? Trưởng Lão Cung, ông muốn tạo phản sao? Vô số lời quát mắng vang lẻn, 12 bóng người nhìn chòng chọc Cung Trường Lâm. Tôi không muốn giết người, Kình Thiên Tông sắp đến Lưỡng Nghi Tông, thuận theo hay chống lại, các người tự chọn đi. Cung Trường Lâm chắp tay sau lưng, sắc mặt không hề thay đổi, không có chút gì gọi lè cảm giác tội lỗi. Trưởng Lão Cung, ông... Cấu kết với Kình Thiên Tông, một người nghiến răng nghiến lợi, lập tức rút binh khí ra, khí tức của Thiên Tôn cảnh bạo phát, dùng đao chém về phía Cung Trường Lâm. Ha ha! Cung Trường Lâm cười nhạt, giáng một trường vào hư không. Bùm! Một âm thanh dữ dội vang vọng, đối phương như bị một búa nặng đập xuống đất, cả người hóa thành một vũng máu, vô cùng kinh người. Tôi nói lại lần nữa, thuận theo thì sống, chống lại thì chết. Ánh mắt của Cung Trường Lâm cực kỳ u ám, những người đồng ý đi theo tôi thì tương lai chắc chắn là cánh tay đắc lực, không đồng ý thì giết ngay tại chỗ. Trưởng lão, tôi đồng ý đi theo ông, một tên chấp pháp giả sợ rồi, mồ hôi lạnh thi nhau túa ra, cho dù 11 người bọn họ liên thủ với nhau thì cũng nhất định không phải là đối thủ của Cung Trường Lâm. Tôi cũng đồng ý. Lại một người khác cúi đầu. Sau đó, 9 người còn lại cũng lần lượt hành. Thấy vậy. Cung Trường Lâm hài lòng gật đầu, nếu đã như vậy thì uống viên đan dược này đi. 11 viên đan dược bân ra khỏi tay Cung Trường Lâm, rơi vào tay mọi người. Nó có tên là phệ tâm đan, tương đương với một loại độc dược, cứ nửa giờ sẽ phát độc một lần, nhất định phải uống thuốc giải của tôi mới có thể giảm bớt. Sau khi 11 người nuốt đan dược xuống, Cung Trường Lâm mới nói, có điều, mọi người yên tâm, đợi mọi chuyện xong xuôi. Nhất định sẽ đưa thuốc giải vĩnh viễn cho mọi người. 11 người còn lại im lặng, ánh mắt ảm đạm, đấu tranh tư tưởng, không ai lên tiếng. Đột nhiên, đá thông linh trên eo Cung Trường Lâm hơi lóe lên, trong mắt ông ta lộ ra sự phấn khích, còn ngây ra đó làm gì, không mau mở đại trận hộ giáo ra, nghênh đón Kình Thiên Tông. Vâng, 11 tên chấp pháp giả trần chờ một chút rồi lập tức bắt tay đánh thức đại trận hộ giáo. Hư không vốn trống không thoáng chốc hiện ra từng đường hoa văn vô cùng phức tạp. Theo họ thi pháp, dịch chuyển một số vị trí quan trọng, một góc đại trận chậm rãi mở ra. Chỉ trong chốc lát, đã có thể nhìn thấy bên ngoài đang đứng một đám người đông nghìn nghịt. Chén người họ đều tỏa ra một luồng khí thế âm trầm đầy sát khí, dưới ánh trăng trông có vẻ hết sức nghiêm nghị. Mà đứng đầu, chính là Quan Vân Dương Tông chủ Kình Thiên Tông. Theo sát sau đó là ba bóng người lần lượt là Tam trưởng lão Quỷ lão Lục cao 1m5, Nhị trưởng lão Giao Xoa Cốt mặc một bộ trường bào hình đầu lâu và Đại trưởng lão Vạn Tân Hoa. Mà đằng sau ba người lại là 10.000 đệ tử của Kình Thiên Tông.
Bọn họ đứng chung một chỗ, không gian phía trước như sụp đổ, sức nóng cuồn cuộn ập vào mặt, dưới bầu trời đêm tĩnh mịch như một đám dã thú đang ngủ đông trông cực kỳ khủng bố. Hoan nghênh quan tổng chủ và ba vị trưởng lão, cung trường lâm nhìn thấy họ thì vô cùng kích động quỳ một gối xuống. Cuối cùng thì ông ta cũng sắp thành công. Sau ngày hôm nay, lưỡng nghi tông chính là của cung trường lâm ông ta. Ừ, đứng lên đi. Quan Vân Dương hoàn toàn không thèm nhìn cung trường lâm, trực tiếp dẫn theo ba vị trưởng lão vào lưỡng nghi tổng. Cung trường làm nhíu mày, thái độ của quan Vân Dương khiến ông ta cảm thấy vô cùng lo lắng. Cung tông chủ nhà tôi chính là như vậy, nhưng ông ấy rất thích ông đó. Sau chuyện này, ông chính là người có công lớn nhất trong Kình Thiên Tông chúng tôi, quỷ lão lục tự mình đỡ cung trường lâm dậy, an ủi. Thì ra là thế, cung trường lâm thở phào một hơi, quỷ lão, bảo các đệ tử bên ngoài tranh thủ vào đi, đừng làm mất thời gian. Được, quỷ lão lục dùng tay ra hiệu với bên ngoài, thoáng chốc, hơn 10.000 đệ tử chậm rãi, lặng yên không một tiếng động tiến vào lưỡng nghi tông. Còn cung trường lâm thì cầm hơn 10 tấm bản đồ của lưỡng nghi tông đã chuẩn bị từ trước dâng lên cho quan Vân Dương. Quan Vân Dương nhìn thoáng qua rồi nói, rất tốt, tam trưởng lão, phát bản đồ xuống đi, rồi đánh sập từng cái đánh dấu trên bản đồ. Đêm nay, cần phải chiếm lấy lưỡng nghi tông. Vâng, quỷ lão lục phát bản đồ xong, cung trường lâm chợt hủy bỏ cách ly của quyến trục, hơn 10.000 đệ tử Kình Thiên Tông chia làm mười mấy đội tán ra xung quanh. Trong đám người, một gã chấp pháp giá của lưỡng nghi tông thấy cách ly của quyển trục bị hủy bỏ, hai mắt chợt hiện lên vẻ độc ác, lấy một lá bùa. Từ trong túi chữ vật ra rồi đốt lên. Lá bùa vừa được đốt lên, bỗng nhiên. Đang. Một tiếng chuông chợt vang lên dồn dập giống như tiếng sấm ngân vang khắp toàn bộ lưỡng nghi tông. Lúc này, những đệ tử, chấp pháp giả, trưởng lão vốn đang nghỉ ngơi đều lập tức cảnh giác, bật dậy. Tại trưởng lão điện. Đại trưởng lão đầu trường sinh bỗng mở choàng hai mắt, chuông cảnh báo vang lên, không tốt, có kẻ địch xâm nhập, người đâu? Ông ta vừa nói xong, bên ngoài đại điện, hơn 10 bóng người chợt xuất hiện rồi quỳ xuống trước mặt. Lập tức triệu tập các đệ tử tập hợp ở trường luyện võ. Vâng, hơn 10 bóng người thoáng chốc tán ra, lao. Về những hướng khác nhau, chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Các đệ tử lưỡng nghi tông không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng họ biết cảnh báo ấy đại biểu cho cái gì, lập tức đề cao cảnh giác, không cần ai thông báo, mọi người đều tự giác tập hợp ở trường luyện võ. Lưỡng nghi tông có rất nhiều loại tín hiệu, mà loại trước mắt chính là đại biểu cho có địch xâm nhập. Vá lại, kẻ địch còn vượt qua đại trận phòng ngự, tiến vào trong lưỡng nghi tông. Lúc này, y thái cực xa ở núi thái cực cũng nghe thấy tiếng chuông kia, trong lòng chợt nảy lên một dự cảm. Vào lúc này tấn công lưỡng nghi tông thì chỉ có mấy tên Kình Thiên Tông kia, y thái cực nghĩ bụng, sau đó gọi tới một con chim lớn màu xanh bay về phía lưỡng nghi tông. Chuyện này là sao, quan Vản Dương nghe thấy tiếng chuông cảnh báo kia, trong mắt lóe lên dày đặc sát khí nhìn cung trường lâm. Cảnh báo, có người gửi tín hiệu cho lưỡng nghi tông, thoáng chốc, ánh mắt cung trường lâm lập tức nhìn sang một bên, thấy cho tàn của lá bùa vừa bị đốt đi kia, tức thì nhìn chòng chọc vào người nọ cậu thật to gan. Dám phán bội tôi. Tôi phán bội ông, gã chấp pháp giá kia cười ha ha, lão khốn nhà ông còn có mặt mũi nói hai chữ phản bội. Lưỡng nghi tông có ơn giúp đỡ, cứu mạng tôi, há là loại chó chết như ông có thể so sánh. Cậu, sắc mặt cung trường lâm âm u như màn đêm, một cơ hội tốt như thế lại vì một tên chấp pháp giả nho nhỏ mà thất bại, cả gương mặt ông ta đều đang run rẩy. Cung trường lâm, ông hẳn là hiểu được, giờ phút này. Hình ảnh nơi này đã thông qua lá bùa rơi vào trong mắt đại trưởng lão. Ông, đã không còn có thể giấu giếm được nữa. Người này vừa nói xong bèn trực tiếp ra tay, dùng hết sức mạnh đánh ra một quyền đập về phía cung trường lâm. Muốn chết à? Cung trường lâm nhướng mày, giơ một tay lên, dề như trở bàn tay bóp lấy cổ cậu ta, dùng sức vặn một cái. Rắc! Cố cố chấp pháp giả ấy lập tức gãy. Tôi chết, tông chủ, đại trưởng lão, họ. Sẽ không tha, tha cho ông, cho dù tôi có thành quỷ, cũng sẽ quấn lấy ông, chấp pháp giả nhìn chằm chằm vào cung trường lâm với ánh mắt tràn ngập ác độc, cậu ta nói xong câu đó thì hoàn toàn tật thớ. Khốn kiếp, cung trường lâm giận không thể át, linh khí đến cuồng như vũ bão đập xuống, trực tiếp giết chết 10 tên chấp pháp giả còn lại. Sau đó,
Ông ta quay sang Quan Vân Dương rồi quỳ xuống như một con chó. Quan Tông Chú, tôi có tội, lần này đã gây ra sơ sót. Không sao. Ánh mắt Quan Vân Dương đối tới đối lui, cuối. Cùng mới nói, nếu chúng ta đã vượt qua đại trận, dù không dùng được cách đánh úp thì Lưỡng Nghi Tông cũng chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Tam Trưởng Lão, lập tức gọi mọi người về, trực tiếp tấn công thẳng vào Lưỡng Nghi Tông. Vâng. Trên trường luyện võ của Lưỡng Nghi Tông, Đồ Trường Sinh, Từ Thái Khôn, Lý Thanh Nguyệt đều đã đến, 5.000 đệ tử, 1.000 đường chủ, 300 chấp pháp giả cũng đã từ các nơi tập hợp tới đây. Trên trường luyện võ đều là một mánh nghiêm nghị, toàn bộ Lưỡng Nghi Tông trực tiếp tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ngay cả thú cưỡi của họ cũng tới đây, sát khí ngùn ngụt, không khí hết sức áp lực. Trên đài của trường luyện võ, trước mặt Đồ Trường Sinh có một mặt gương đồng cao khoảng 5-6 mét. Trong gương đang chiếu lại mọi thứ mà tên chấp pháp giả kia nhìn thấy trước khi chết. Thanh Nguyệt, tôi nhớ cậu ta là đệ tứ của bà đúng không? Khóe mắt Đồ Trường Sinh đỏ lên hỏi cậu ta. Tên là gì? Thưa trường lão, cậu ấy tên là Tiêu Nguyệt An, là đứa trẻ mà năm đó tôi đã nhặt về nuôi. Dù sao Lý Thanh Nguyệt cũng là một người phụ nữ, giọng bà ta như đang khóc. Được rồi, mai táng cho đàng hoàng, sau này nhất định phải an táng thật long trọng. Người nhà của cậu ta mãi mãi sẽ do Lưỡng Nghi Tông chúng ta nuôi nấng. Con của cậu ta, tôi sẽ đích thân nhận làm đồ đệ, Đồ Trường Sinh nghiêm nghị nói. Cung Trường Lâm chết tiệt, tại sao ông ta lại phản bội Lưỡng Nghi Tông chứ? Từ Thái Khôn vốn luôn bình tĩnh cũng vô cùng tức giận, sặc mặt đỏ bừng, Đồ lão già chết tiệt. Tại sao? Bởi vì một đám lão già các người quá ngu muội vô tri, quá mức ngu xuẩn. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Sau đó, từ xa có vài bóng người bay tới. Năm người Cung Trường Lâm, Quan Vân Dương, Quỷ Lão Lục, Giao Xoa Cốt và Vạn Tân Hoa đi trước, tiếp theo là một đoàn người đông như kiến theo sau bọn họ. Tiếp đó, hàng ngàn đệ tứ bắt đầu bao vây trường luyện võ trên đỉnh núi kín mít, dưới ánh trăng, bọn họ giống như vô số con rơi mang virus kinh người, dày đặc đến đáng sợ. 5.000 đệ tử Lưỡng Nghi Tông ở trường luyện võ đề cao cảnh giác, vô cùng kinh hãi và chấn động. 10.000 người đấy. Lưỡng Nghi Tông bọn họ, tổng cộng có 5.000 đệ tử, cộng với chấp pháp giả thì cũng chỉ có 6.000 người, còn Kình Thiên Tông lại có tận 10.000 đệ tử đến đây. Quan trọng nhất là bọn họ là tông môn mạnh nhất trong thế lực tam phẩm hạng 18, đệ tử của Kình Thiên Tông đến lần này không hề yếu hơn người của Lưỡng Nghi Tông chút nào. Chết tiệt, sư tôn sao có thể phản bội tông môn chứ, Vương Chính Thanh nghiến răng nghiến lợi, hắn ta không thế nào ngờ sư tôn của mình lại có lòng muông dạ thú như vậy. Liều mạng thôi, dám xâm phạm Lưỡng Nghi Tông chúng ta, cho dù có chết cũng phải đánh một trận, giết một tên cũng không thiệt, hai tẽn thì hời máu rồi. Đúng vậy, mẹ nó chứ, ông đây đang ngủ với phụ nữ lại đột nhiên xông vào, nhất định phải đánh. Tê ý. Từng tiếng nói lần lượt vang lên, ba người Đồ Trường Sinh, Lý Thanh Nguyệt và Từ Thái Khôn cũng bay lên không trung hướng về phía trước, đối mặt với mấy người vừa đến. Cung Trường Lâm. Lưỡng Nghi Tông đối đãi với ông không tệ, vậy mà ông lại lựa chọn phản bội, Đồ Trường Sinh nhìn chòng chọc về phía Cung Trường Lâm, lẽ nào ông đã quên rồi, khi các tông môn lớn bài xích khinh thường ông thì ai đã tiếp nhận ông sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cung Trường Lâm, lão già chó chết lòng muông dạ thú, Kình Thiên Tông cho ông lợi ích gì mà ông lại chọn phản bội ổ chúng tôi? Từ Thái Khôn lửa giận hừng hực, như có một con rồng lửa va vào người. Mặt đỏ bừng, từ trước đến nay tôi đều coi ông như huynh đệ, vậy mà ông làm huynh đệ như thế này sao? Sắc mặt Cung Trường Lâm không chút thay đổi, ngoài mặt giả vớ tươi cười, ha ha, các người đây là đang mua dây buộc mình, tôi hỏi các người, một đứa tiểu bối như Đoạn Nguyên, dựa vào cái gì mà hướng thụ đối đãi ngang hàng với tôi? Còn tên Trần Bát Hoang chó má kia nữa, hân là cái thá gì? Đáng đế các người coi trọng như vậy sao? Tôi không phải phán bội Lưỡng Nghi Tông mà. Là đang giáo hóa Lưỡng Nghi Tông, các người nghe cho rõ đây, chỉ cần các người đồng ý trở thành tông môn dưới trướng Kình Thiên Tông, vậy thì tông chủ quan sẽ không giết các người vẫn có thể giữ vững vị trí hiện tại, chỉ cần một mình Trình Lâm Phong chết là được. Cung Trường Lâm, ông quá khiến người khác thất vọng, Lý Thanh Nguyệt lắc đầu, vẻ mặt vô cùng chán chường. Năm đó sư tôn thu nhận một tên cặn bã như ông, quả thực là mua dây buộc mình. Một đám lão già ngoan cố vô tri. Cung Trường Lâm hoàn toàn không có hứng thú tranh luận với mấy người này, quay đầu nói với Quan Vân Dương, tông chủ, hạ lệnh tấn công đi, nếu chậm trễ, cục diện có thể sẽ thay đổi. Được.
Quan Vân Dương lớn tiếng nói, đệ tử Kình Thiên Tông nghe lệnh, tất cả mọi người, giết. Một từ giết mở đầu cho trận chiến chết chóc, ba vị trưởng lão Quỷ Lão Lưu, Giao Xoa Cốt và Vạn Tân Hoa lao thẳng về phía ba người Đồ Trường Sinh. Cùng lúc đó, 5.000 đệ tử và 1.000 chấp pháp giả của Lưỡng Nghi Tông lúc này cũng đang gầm rú, lao về phía những đệ tử của Kình Thiên Tông đang từ chẽn trời hạ xuống. Cuộc chiến, chạm vào là nổ ngay. Thực lực tổng thế của Lưỡng Nghi Tông không bằng Kình Thiên Tông, chỉ mới trong nháy mắt mà đã có hơn 10 người chết, còn Kình Thiên Tông chỉ có một người bị thương nặng. Sự chênh lệch về sức mạnh quá lớn. Đệ tử cốt cán có thực lực địa tôn tầng 5 tầng 6 thì còn có thế xông lên chém giết một phen, còn đệ tử có cánh giới thấp hơn một chút hoàn toàn không thể trụ được trước số lượng lớn như vậy. Tiêu Chính Thái phái không? Trước đây không phải mày muốn thách đấu tao sao? Trong đám người, Đồng Tinh Thần bật cười hạ xuống trước mặt Tiêu Chính Thái, cười dữ tợn, nào, tao sẽ thỏa mãn mày. Đồng Tinh Thần không cho Tiêu Chính Thái cơ hội phản ứng, vung tay tát liên tiếp vào mặt hơn chục bạt tai. Trong toàn bộ quá trình, Tiêu Chính Thái không tránh được chút nào. Không phải hân không muốn tránh mà là tốc độ của Đồng Tinh Thần quá nhanh, lạp lòe như một bóng ma, hắn ta không giết Tiêu Chính Thái, mà chỉ không ngừng tát vào mặt đối phương. Dù đã cố tình giấu mặt đi nhưng Tiêu Chính Thái vẫn bị tát liên tục. Sự khác biệt giữa cả hai quá lớn. Đồng Tinh Thần ở Thiên Tôn tầng 3, trong khi Tiêu Chính Thái chỉ ở Địa Tôn tầng 8. Khoảng cách giữa hai người cách nhau một đại cảnh giới. Đối với những võ giả bình thường mà nói, đây là một khoảng cách rãnh trời không thể vượt qua. Sư đệ Chính Thái, huynh đến giúp đệ, lúc này, một bóng người hạ xuống bên cạnh Tiêu Chính Thái, đó là Vương Chính Thanh. Hắn ta vung ra một tấm thái cực đồ, hai luồng khí âm dương lượn lờ xung quanh, bao trùm khắp người Đồng Tinh Thần. Chuyện này quá bất ngờ, Đồng Tinh Thần hơi lùi lại hai bước, trong cùng một giây, một thanh kiếm mềm bay ra khỏi tay hắn ta, càn quét về phía thái cực đồ. Thái cực đồ giống như một mảnh vải vụn, trong phút chốc bị đập tan thành từng mảnh. Sư huynh, hai má của Tiêu Chính Thái sưng lên đỏ bừng, hắn vô cùng uất ức đau khổ, Vương Chính Thanh đến giúp đỡ. Hắn cảm động đến rơi nước mắt. Đừng nói nhảm, cùng nhau chiến đấu đi, ép sắc mặt Vương Chính Thành u ám, giết. Cả hai đứng cạnh nhau, bất ngờ lao về phía Đồng Tinh Thần. Khóe miệng Đồng Tinh Thần có một tia chế nhạo, thay vì rút lui, hẳn ta lại tiến lên. Kiếm quang cực kỳ chói mắt, ánh sáng lập lòe lóe lên. Hai người Vương Chính Thành hoàn toàn không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, binh khí trong tay bọn họ bất giác rơi xuống, cánh tay rướm máu. Da thịt rách toạc. Không chịu nổi một đòn. Đồng Tinh Thần cười dữ tợn, không vội giết hai người bọn họ, vô cùng thích thú nói. Lưỡng Nghi Tông mấy người chính là một cái đống rác, dựa vào cái gì chiếm nhiều tài nguyên như. Vậy, chỉ vì Lưỡng Nghi Tông bọn tao là môn phái thánh nhân chính thống, Vương Chính Thanh nghiến răng nói, nếu không phải do lão khốn cung Trường Lâm kia thì sao đám tụi mày có thế xông vào được. Sắc mặt Vương Chính Thanh đỏ lừ. Tuy bình thường hắn ta thích tranh giành hiếu chiến, nhưng trước giờ đều coi Lưỡng Nghi Tông là nhà, nếu không có Lưỡng Nghi Tông thì sao hắn ta có được thành tựu như ngày hôm nay. Sư tôn phản bội khiến hắn ta cảm thấy xấu hổ, căm hận, trong lòng đầy ấp lửa giận không chỗ xả. Thế nên, dù đối mặt với cao thú như Đống Tinh Thần, hắn ta cũng không chút sợ sệt. Ồ, môn phái thánh nhân! Đồng Tinh Thần cười cợt, giơ tay bấm ấn, xúc thế lại xúc thế. Rồi bố thẳng một trường về phía Vương Chính Thanh và Tiêu Chính Thái. Dù hai người chung tay cũng không thể đỡ nổi. Một trường này, bị đánh ngã xuống đất, hộc máu. Đây mà gọi là môn phái thánh nhân. Chắc là môn phái thánh nhân ẩn hại nhất trên đời hả? Đồng Tinh Thần cười khẩy, chẳng phải môn phái thánh nhân châu bò lắm sao? Đứng lẻn coi. Khụ. Vương Chính Thanh giận điên người, khụ ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ ác độc. Cần răng, run rẩy chậm rãi đứng dậy. Trông rất khó khăn, nhưng hắn ta vẫn đứng lên. Lưỡng Nghi Tông chính là môn phái thánh nhân, cho dù tao có chết cũng là môn phái thánh nhân. Đồng Tinh Thần, Kình Thiên Tông tụi mày có giỏi thì cũng mãi kém hơn Lưỡng Nghi Tông bọn tao. Tao nói cho mày biết, tao và Tiêu Chính Thái không phải mạnh nhất, đệ tử mạnh nhất của Lưỡng Nghi Tông họ Trần tên Đức Tự Bát Hoang. Vương Chính Thanh là người duy nhất từng đánh nhau trực tiếp với Trần Đức trong Lưỡng Nghi Tông nên hắn ta biết rõ Trần Đức khủng bố cỡ nào. Hắn ta nghiến răng, hung hăng nói, ở trước mặt Bát Hoang sư huynh, Đống Tinh Thần mày còn. Không xứng xách giày cho anh ấy nữa là, đợi anh ấy trở về,
mày xác chân sẽ tan xương nát thịt. Trần Bát Hoang. Đồng Tinh Thần nhướng mày, có chút hứng thú. Châu lắm hả, chắc đi theo Trình Lâm Phong đến Thánh Khư rồi nhỉ. Nhưng cũng không sao, tao sẽ không giết hai người bọn mày, tao muốn cho chúng mày tận mắt nhìn thấy cái gọi là người mạnh nhất Lưỡng Nghi Tông sẽ bị tao dẫm nát dưới lòng bàn chân. Đồng Tinh Thần nói xong, giơ tay tát bay Vương Chính Thanh rồi xông về phía những đệ tử khác của Lưỡng Nghi Tông. Rác rưởi, rác rưởi, đều là rác rưởi. Đồng Tinh Thần vung tay kiếm bổ, mỗi lần ra chiêu đều có một người chết dưới kiếm của hắn ta. Hắn ta giống như một kẻ cuồng giết người, miệng nớ nụ cười lạnh như đang chế giễu sự cố chấp của Vương Chính Thanh. Máu tươi trên toàn bộ trường luyện võ giống như suối phun, chảy cuồn cuộn, trong không khí tràn ngập xương máu sộc thẳng vào mũi. Mà ở giữa không trung, chiến đấu giữa ba gã trưởng lão cũng cực kỳ khủng bố, gió nổi mây phun, đất trời chấn động. Tấm bát quái trong tay Đồ Trường Sinh tỏa ra ánh sáng huyền ảo khó lường đang đánh nhau với đại trưởng lão của Kình Thiên Tông. Cả hai đều có thực lực xấp xỉ nhau, trong lúc chiến đấu qua lại nhất thời khó phân thắng bại. Lý Thanh Nguyệt và Từ Thái Khôn một người đối phó Giao Xoa Cốt, một người đối phó Quỷ Lão Lục. Tình hình chiến đấu cũng không mấy lạc quan, hai người rõ ràng không phải đối thủ của bọn họ, trên người đã có hơn trăm miệng vết thương cá lớn cả nhỏ. Ba vị sư huynh sư tỷ, cần gì phải phí công phản kháng chi vậy, Cung Trường Lâm đứng bên cạnh Quân Vân Dương. Lạnh lùng nói, đầu quân cho Kình Thiên Tông thì các người sẽ có tiền đồ rộng mở, việc gì phải tự tìm lấy cái chết cơ chứ? Phụt! Loại rác rưởi như mày không xứng nói chuyện. Lý Thanh Nguyệt nhổ một bãi nước miếng về phía Cung Trường Lâm, nước miếng mang theo linh lực, trực tiếp phun lén mặt ông ta. Gương mặt Cung Trường Lâm lập tức trở nên dữ tợn, run rẩy, lau khô nước miếng trên mặt quát, còn đĩ chó, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ông ta tỏa ra sát khí cuồn cuộn. Đạp không nháy lên, xông thẳng về phía Lý Thanh Nguyệt, giơ tay chụp lấy bả vai bà ta. Rắc! Xương vai của Lý Thanh Nguyệt lập tức lõm xuống, da thịt rồi xương cốt thoáng chốc nát bấy, cả cánh tay hoàn toàn biến mất. Nhưng mà, Cung Trường Lâm lại vẫn chưa dừng lại, giơ kiếm chọc một phát vào bụng Lý Thanh Nguyệt. Xương cốt xen lẫn với hắc khí cuồn cuộn bên cạnh giống như có muôn ngàn ác quý gào thét, có một số bóng người như âm hồn hiện lên, nhân cơ hội đó nhào tới, bám vào cánh tay. Gặm cắn máu thịt trên người bà ta. Cút! Lý Thanh Nguyệt hét lên một tiếng, linh khí bùng nổ, tự chặt đứt một cánh tay, lùi lại cả cây số, được một con chim màu vàng nhạt đỡ lấy mới đứng vững được. Cung Trường Lâm, Giao Xoa Cốt lại bật đầu tấn công. Lý Thanh Nguyệt liên tục lui lại, chưa đến 10 giây đã bị thương cực kỳ nặng. Chết đi! Một kiếm của Cung Trường Lâm nhanh như chớp, không chút nương tay đâm thẳng vào đầu Lý Thanh Nguyệt. Khuôn mặt Lý Thanh Nguyệt tràn ngập tuyệt vọng, nhắm mắt lại, chờ đợi thần chết đến. Đùng! Đúng lúc này, bỗng dưng, một cái bình ngọc tịnh màu trắng chợt giáng thẳng xuống từ trên trời bao phủ lấy Lý Thanh Nguyệt, cất bà ta vào. Sau đó, quay đầu bay về phía một chỗ khác. Cùng lúc đó, một bóng người cũng nhanh chóng đạp không bước đến, vững vàng chụp lấy bình ngọc tịnh. Sư Tôn! Sư Tôn! Từ Thái Khôn! Đồ Trường Sinh nhìn thấy người đến thì sắc mặt lập tức cứng lại, sau đó gò má chợt hiện lên vẻ kích động. Người đến không phải ai khác chính là Y Thái Cực Tông chủ tiền nhiệm của Lưỡng Nghi Tông. Cung Trường Lâm, mày thật to gan, dám phản bội Lưỡng Nghi Tông. Một, đôi mắt Y Thái Cực tràn ngập tức giận, thuận tay bổ về phía trước. Thoáng chốc, gió nổi mây phun, mây mù cuồn cuộn trên trời như bị một trưởng này bố làm đôi, một sức mạnh vô hình chợt hạ xuống, Cung Trường Lâm bị chẻ đôi. Máu tươi túa ra như mưa, ầm một tiếng rớt xuống. Một tiếng nổ lớn vang lên, thoáng chốc đã khiến cho trường luyện võ rối loạn phía dưới hoàn toàn im lặng. Mọi người đều ngừng tấn công, vô thức nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Chỗ đó xuất hiện một cái hố to máu me be bét, Cung Trường Lâm chết mất xác, hóa thành một bãi thịt nát trộn lẫn với bùn, chỉ để lại một đống bầy nhầy trông hết sức khủng bố và rợn người. Ầm, Y Thái Cực không chút do dự ra tay tiếp. Là sư tôn của đám Trình Lâm Phong, ông ta cũng là người còn sống duy nhất trong thế hệ trước. Năm nay, ông ta đã gần 500 tuổi, nên thực lực đương nhiên cũng khỏi phải bàn, thông thần tầng 8, đã coi như là kẻ xuất sắc trong thế lực hạng 3. Ông ta đứng trên đám mây, bấm tay một cái, ánh sáng lóe lên, Đồ Trường Sinh, Từ Thái Khôn đều dẫy thoát khỏi nguy hiểm, đi đến bên cạnh Y Thái Cực. Sau đó, Y Thái Cực nhìn chằm chằm vào Giao Xoa Cốt. Quỷ Lão Lục và Vạn Tân Hoa rồi bỗng
Dương. Một chiêu võ kỹ vừa ngưng kết, một lòng bàn tay đan xen hai màu đen trắng cũng xuất hiện từ trong hư không với khí thế che trời lấp đất, nó giống như mây đen lấp đỉnh, từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Một chưởng rơi xuống này khiến không gian trào dâng từng tầng sóng lớn, tiếng rít gào đinh tai nhức óc giống như mười mấy cơn lốc xoáy đang quét tới, bụi mù cuồn cuộn giữa đất trời. Tông chủ cứu tôi với, sắc mặt của ba người Giao Xoa Cốt đột ngột thay đổi, đối mặt với y thái cực bọn họ chỉ còn sót lại nỗi tuyệt vọng, giống như bị tử thân trùm kín không lối thoát, nhìn không thấy hy vọng. Thú vị đó, không hổ danh là tông chủ đời trước của Lưỡng Nghi Tông. Lúc này, Quan Vân Dương người vẫn luôn yên lặng quan sát bỗng nhiên bật cười, cũng không chút hoảng loạn mà đưa tay nghênh đón. Bùm! Tầng mây sao động, không gian vỡ lìa, một đám mây hình cây nấm khổng lồ lan tràn như thác lũ, mặt đất rộng khắp xung chuyến ầm ầm, trong bán kính 10 dặm, ngoại trừ đài diền võ, những ngọn núi xung quanh đều đang sụp đổ, sạt lún, cho bụi mù mịt bay tán loạn xốc lên cơn bão cát, từng gốc cây cổ xưa cũng bật rễ bay vọt lên rồi nát vụn trên không trung. Đây chính là cường giả cảnh giới thần thông cửu trọng sao. Chỉ cần vỗ ra một chưởng liền gây lên động tĩnh lớn như vậy, thực sự là quá khủng bố rồi. Lão già khốn kiếp ông ra tay với thế hệ chúng tôi không thấy xấu hổ sao, áo choàng của Quan Vân Dương bay phấp phới, cho dù người đối diện là Vê Thái Cực vẫn vô cùng cao ngạo không coi đối phương ra gì. Lão già khốn kiếp, đối thủ của ông là tôi, tông chủ Kình Thiên Tông, Quan Vân Dương. Gương mặt y thái cực xa sầm. Biếu cám trở nên cực kỳ khó coi, Quan Vân Dương tuy còn trẻ mới hơn trăm tuổi nhưng thực lực của ông ta đích xác là thần thông cửu trọng. Còn cao hơn ông ta một tầng. Khi bước vào độ tuổi này của ông ta, cảnh giới thực lực tự nhiên cũng chênh lệch như trời với đất, không tồn tại khái niệm chiến đấu vượt cấp. Rốt cuộc nếu như thực sự có thể chiến đấu, vượt cấp cũng không thể ở độ tuổi 4-500 tuổi vẫn dậm chân tại thần thông bát trọng, ông ta có thể đi tới bước này đã kiệt quệ tất cả tiềm năng. Nếu không có gì bất ngờ, thì hết phần đời còn lại của ông ta cũng chỉ thể đạt tới trình độ như Quan Vân Dương trước mắt này. Ông ta không phải là đối thủ của Quan Vân Dương. Trường Sinh, Thái Khôn, các ông nghĩ biện pháp đưa các đệ tứ phía dưới chạy trốn, đừng lưu luyến bất cứ thứ gì, điều quan trọng là mạng sống, tới Vương Triều Vô Cương tìm tông chủ rồi kiếm một nơi khác gây dựng lại Lưỡng Nghi Tông, ánh mặt y thái cực thận trọng ôm theo một tia kiên quyết, giao lại bình ngọc tịnh cho Đồ Trường Sinh. Đồ Trường Sinh, sư tôn, vậy người. Ta sẽ giữ chân mấy tên này câu giờ cho các người, y thái cực đáp, chỉ cần mọi người sống sót, vậy Lưỡng Nghi Tông vẫn sẽ tồn tại. Sư tôn, tôi không đồng ý, gương mặt già nua của Từ Thái Khôn đỏ bừng, ông ta là người đầu tiên phản đối, một mình người đối phó với bọn họ ắt phái chết không còn nghi ngờ. Đừng nói nhảm nữa, cút. Mặt y thái cực đỏ lựng. Cơ thể ông ta run lên sau đó một luồng linh khí đẩy mạnh Đồ Trường Sinh và Từ Thái Khôn ra xa, nhớ kỹ, nhất định phái bảo vệ Đoạn Nguyên còn có Trần Bát Hoang cho tốt. Nếu đổi lại là mấy ngày trước, y thái cực chắc chắn sẽ luyến tiếc từng cành cây ngọn cỏ của Lưỡng Nghi Tông, càng không cam tâm dương mắt nhìn tông phái cứ bị chiếm đóng như thế này. Tuy nhiên Đoạn Nguyên giờ đây đã giành được huyết mạch của tổ tiên, còn Trần Bát Hoang đã tiến vào núi Thái Cực, đủ loại dấu hiệu chứng tỏ Lưỡng Nghi Tông sẽ quật khởi. Tâm nguyện cả đời của ông ta chính là được chứng kiến Lưỡng Nghi Tông khôi phục lại thời kỳ Hoàng Kim, hôm nay hy vọng đã xuất hiện, trong tình huống nguy nan này cho dù ông ta phải chết cũng không hối tiếc. Sư Tôn, Từ Thái Khôn muốn quay trở lại, nhưng lại bị Đồ Trường Sinh kéo chặt lấy, Thái Khôn, đại cuộc hệ trọng, có Đoạn Nguyên, Trần Bát Hoang ở đây, một ngày nào đó Lưỡng Nghi Tông sẽ lấy lại hào quang, đến lúc đó chúng ta lại vì Sư Tôn báo thù. Ông nhất định phải bình tĩnh lại, Thái Khôn à. Lời nói của Đồ Trường Sinh văng vẳng bên tai, Từ Thái Khôn cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, sau đó lập tức cùng Đồ Trường Sinh bay về phía võ đài, đáp xuống vào trong đám người. Đều ngẩn người ra đó làm gì, chém giết Lưỡng Nghi Tông, không lưu lại bất kỳ mầm họa nào, Quỷ Lão Lục phát ra mệnh lệnh rét lạnh đối với đám đệ tử đang còn ngơ ngác của Kình Thiên Tông. Sau đó ông ta cùng Giao Xoa Cốt và Vạn Tân Hoa truy đuổi theo hướng của hai người Đồ Trường Sinh. Chỉ là bọn họ vừa hành động. Y thái cực trong chớp mắt đã đứng chắn trước mặt bọn họ trực tiếp ra tay, một chiêu liền đẩy lùi họ. Quan Vân Dương cười gằn một tiếng, ông ta đạp lên không trung phát động tấn công bất ngờ, giáng một cú đấm lên người y thái cực khiến ông ta liên tục lui về phía sau, thân hình cũng loạng choạng hơn 10 bước. Lão già khốn kiếp, tôi đã nói rồi, ông không phải là đối thủ của tôi, Quan Vân Dương chắp tay đứng thẳng lưng đến trước người y thái cực,
một thanh trường kiếm màu đen bay vút khỏi túi trữ vật, khi thân kiếm di động và vung tới, hư không cũng phát ra âm thanh ong ong, nó hóa thành một tia sáng và lao thẳng vào Y Thái Cực. Đồng thời ba người Giao Xoa Cốt, Vạn Tân Hoa, Quỷ Lão Lục cũng cùng lúc ra tay, vừa bố tới đã thi triển ra võ kỹ tuyệt thế, đất trời rung chuyển, giống như ngày tận thế mà bắn ra những chùm sáng huyền áo chói mắt. Phụt! Y Thái Cực dồn toàn lực chống cự nhưng vẫn bị thương, trên ngực xuất hiện một lỗ máu, máu tươi trào ra giống như thủy điện xả lũ, nháy mắt đã nhuộm đỏ quần áo. Xem ra, chỉ có thể dùng chiêu đó thôi. Sắc mặt Y Thái Cực âm trầm đến cực điểm. Ông ta vẫn đánh giá thấp thực lực của mấy người Quan Vân Dương, Giao Xoa Cốt Vạn Tân Hoa, Quỷ Lão Lục, đối đầu với một kẻ như Quan Vân Dương đã quá chật vật, nay lại cộng thêm ba vị trướng lão của Kình Thiên Tông, sợ rằng chưa đến 100 nhịp thở ông ta đã bị đánh bại hoàn toàn. 100 nhịp thở có đủ để mấy người Đồ Trường Sinh trốn thoát? Hiển nhiên không đủ. Sư huynh sư đệ, sư muội sư tỷ, tôi vốn không muốn quấy rầy mọi người nhưng mấy tên này thực sự ức hiếp người quá đáng. Nếu hôm nay mọi người không ra mặt, Lưỡng Nghi Tông khó vượt qua nối kiếp nạn này. Y Thái Cực hít một hơi thật sâu, tự lẩm bẩm một mình rồi lấy ra hơn 10 mảnh giấy bùa màu tím, vèo một tiếng châm lửa, đồng thời hiến tế một bàn bát quái trỏng có vẻ tàn tạ xưa cũ. Thuật Lưỡng Nghi Chuyến Sinh. Lời này vừa vang lên giữa đất trời gió tà rít gào giận dữ, mây đen che dập, lại thấy võ đài vẫn luôn vẹn nguyên bấy lâu nay bỗng nhiên nứt toác. Răng rạc. Răng rắc. Ở trung tâm của đài điển võ hình tròn hiện ra một vết nứt sau đó nhanh chóng lan rộng ra theo hình chữ S, toàn bộ đài diền võ phảng phất như hóa thành một tấm thái cực hai đầu. Ầm ầm. Mà tại vị trí của cá âm dương trong tấm thái cực đó lần lượt nổi lên hết cỗ quan tài này tới quan khác. Bên trái là màu đen, bên phải là màu trân. Những chiếc quan tài đen trắng vô hồn tỏa ra mùi chết chóc nặng nề, ngay khi vừa xuất hiện, cả đất trời đều chìm vào khoảng lặng quỷ dị. Sự im ắng giống như tử vong đang rình rập kéo. Đến. Không phải là không có âm thanh, mà là không gian này đã mất đi âm thanh, không chỉ như vậy, ngay cả sắc màu cũng đều biến mất. Giữa trời và đất chỉ còn lại hai màu đen và trân. 10 chiếc quan tài năm trân năm đen tĩnh lặng nằm trên đài diễn võ, toát ra hơi thở tử vong nồng đậm. Đây là, ánh mắt Đồ Trường Sinh tràn ngập nét kinh hãi, ông ta gắt gao nhìn 10 cổ quan tài đó. Vẻ mặt già nua lộ vẻ xúc động. Ông ta nhớ rất lâu về trước. Trình Lâm Phong từng nói Lưỡng Nghi Tông sở hữu một lá bài tẩy, lá bài này tuyệt đối không được sử dụng nếu chưa tới thời khắc sinh tử, chỉ có mỗi đời tông chủ mới nắm rõ cách lá át chủ bài này được vận dụng như thế nào. Trình Lâm Phong cũng từng cảnh cáo ông ta, một khi Lưỡng Nghi Tông xảy ra bất chợt nhất định phải gấp rút tập hợp các đệ tử tới sân đài diền võ trong khoảng thời gian ngân nhất. Vào khoảnh khắc này Đồ Trường Sinh cuối cùng cũng hiểu được hàm ý của những lời nói đó. Nhưng ngoài những điều này, trong ký ức ông ta vẫn in sâu một câu. Thực ra lá bài tẩy của Lưỡng Nghi Tông là một loại cấm thuật, bất luận là ai sử dụng nó nhất định đều sẽ bị cắn trá một cách nghiêm trọng, nhẹ thì bị thương nặng, vĩnh viễn không thể tu luyện, mà nặng chỉ có một con đường chết. Đồ Trường Sinh nhìn chằm chằm lên trời cao. Bàn bát quái phản chiếu ánh sáng chói lòa. Là màu sắc duy nhất tồn tại trong phương đất trời này, Y Thái Cực dùng máu làm vật dân, vận chuyến pháp thuật, máu tươi của ông ta giờ phút này giống như miễn phí, không ngừng tràn ra từ đầu ngón tay, từng tia sáng đỏ mảnh nhỏ cũng theo đó lưu chuyển, ấn chú dần hiến lộ. Có thể thấy rõ ràng rằng nước da của Y Thái Cực ngày càng tái nhợt tới trắng bệch, còn khó coi hơn người chết gấp nhiều lần. Chuyện gì vậy, Quan Vân Dương, kẻ vốn còn đang hờ hững cuối cùng cũng có chút hoảng loạn. Ông ta cũng cảm nhận được một tia đáng sợ từ trong chiêu pháp thuật này. Quan Vân Dương trực tiếp ra tay tính toán muốn chặn đứng quá trình thi chiến của Y Thái Cực, thế nhưng xung quanh cơ thể của người này giống như đã tiến vào một không gian đặc biệt, ông ta căn bản không có cách nào tiếp xúc tới. Rắc rắc. Đột nhiên, trên bầu trời giáng xuống 10 tia chớp, giống như những thanh kiếm sắc bén đâm thẳng về phía 10 cỗ quan tài kia. Bang! 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 Khi mọi tiếng động đều tĩnh lặng, quan tài trắng đen hoàn toàn bị nổ tung, trời đất cũng khôi phục lại sắc màu và âm thanh tại giây phút này, trên đài diễn võ cũng gợn lên một mảnh bụi đất. Tuy bụi mờ mịt nhưng lại thấy ở chính giữa, sau khi quan tài bị đánh vỡ nát thành bột phấn, thình lình xuất hiện 10 bóng người. 5 người mặc áo choàng đen, 5 người mặc áo choàng trần. Dung mạo những người này vàng bủng héo khô, quần áo thậm chí còn có chút ấm ướt, rách nát, trong mắt là một mảnh tĩnh mịch.
Đây là, nhìn thấy những bóng dáng này, Đồ Trường Sinh, Từ Thái Khôn, bao gồm cả hàng ngàn đệ tử Cố Lưỡng Nghi Tông đều bị kinh ngạc đến khiếp sợ. Bởi họ đều từng nhìn thấy chân dung của 10 người này tại tông đường Cố Lưỡng Nghi Tông. Bọn họ là các sư huynh muội một thời của Y Thái Cực. 10 người mạnh nhất của thế hệ đó. Nhưng ngay từ 300 năm trước họ đều bỏ mạng trong một trận tai ương. Lúc này họ lại đầu bù tóc rối mở đôi con ngươi. Sư thúc! Sư thúc! Hai người Đồ Trường Sinh, Từ Thái Khôn đồng loạt thi lễ, chúng đệ tử phía dưới cũng nhao nhao gặp người, cảnh tượng chấn động lòng người này khiến họ cảm thấy kinh hãi không thôi. Cái này! Giao Xoa Cốt, Quý Lão Lục, Vạn Tân Hoa cùng hơn 10.000 người của Kình Thiên Tông thấy một màn này đều tê dại ra đầu, sống lưng lạnh toát. Sư tỷ, sư huynh, sư đệ, sư muội, Lưỡng Nghi Tông gặp nạn lớn, xin hãy đốt cháy chấp niệm cuối cùng của mọi người để bảo vệ Lưỡng Nghi Tông, bảo vệ lấy đệ tử của tông chúng ta. Y Thái Cực ngã xuống đất, phịch một tiếng quỳ trên nền đất, nhìn đồng môn mà tâm tư rối bời, nước mắt lưng tròng. Lão già chết tiệt, cho dù ổng dở trò bịp bợm gì, hôm nay cũng nhất định phải chết. Cảm giác được sự biến mất của năng lượng đặc biệt trước người Y Thái Cực, Quan Vân Dương lo lắng đêm dài lắm mộng lại một lần nữa hành động, quét tới một kiếm. Y Thái Cực không né cũng chẳng tránh, thậm chí còn không có động tác đánh trá hay phản kháng, ông ta cứ như vậy quỳ tại chỗ, không hề di chuyển. Bởi sau khi thi chiến cấm thuật, lực sinh mệnh của ông ta đang dần hao mòn, với thực lực của bản thân đã không còn cách đối kháng Quan Vân Dương. Một kiếm này càng ngày càng tiến đến. Gần. Sấm sét vần quanh, trong nửa nhịp thở đã ép tới trước mặt Y Thái Cực, đột nhiên, ngay khi thanh kiếm của Quan Vân Dương chỉ còn cách Y Thái Cực 1/100 mm, một lòng bàn tay gầy gò, khô quạt bất ngờ đáp xuống thân kiếm của ông ta, tay không nắm lấy nó. Cùng lúc đó, cánh tay lạnh băng còn lại cũng chớ tay vung tới, một cô tử khí mênh mông lập tức lan tràn, ùn ùn ập về phía Quan Vân Dương. Giả thần giả quỷ. Quan Vân Dương có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ dày dặn, trong nháy mắt đã kịp phản ứng lại liền phán kích với một đòn ấn chứa 500.000 lực long tượng. Bang! Hai bóng người đồng thời lui lại về sau, Quan Vân Dương chí với ba bước chân đã vững vàng dừng lại, nhưng thân hình bao trùm hơi thở chết chóc dày đặc kia lại bị đẩy về sau hơn 10, 20 mét. Đã là người chết còn muốn vùng dậy, vậy bổn tọa liền khiến ngươi phải chết thêm một lần nữa. Quan Vân Dương đứng thẳng người, sau đó một lần nữa xông về phía trước, linh kiếm trong tay giống như sống dậy, kiếm ý thấu tận trời cao. Ông ta lấy tốc độ sét đánh chỉ trong nửa nhịp thở đã hạ xuống hàng trăm chiêu thức, bóng dáng nồng đậm tử khí kia trực tiếp bị cắt thành lát vụn, vỡ thành hàng nghìn mảnh. Y Thái Cực thấy cảnh này thì nghiến chặt răng, sắc mặt càng thêm âm trầm, ông ta hiểu rõ với thực lực của Quan Vân Dương, cho dù sử dụng chuyến sinh thuật Lưỡng Nghi cũng chỉ có thể trì hoãn một chút thời gian, mà Lưỡng Nghi Tông không chiến thắng nổi. Chuyển sinh thuật hồi sinh đồng môn tuy rằng mạnh mẽ nhưng phần lớn đều chỉ là cảnh giới thần thông thất bát trọng, cộng thêm việc không có ý thức và hoàn toàn dựa vào một loại bán năng oán hận để chiến đấu, căn bản không thể thực sự chống chọi lại Quan Vân Dương. Mau đưa tất cả người Cố Lưỡng Nghi Tông rời đi. Y Thái Cực dùng toàn bộ sức lực quát lớn với Đồ Trường Sinh, Từ Thái Khôn ở phía dưới. Hai người phía dưới xứng lại, vành mắt Đồ Trường Sinh đỏ bừng, đứng thẳng người, hét lớn, tất cả đệ tứ Lưỡng Nghi Tông cùng tôi xông lên giết ra khỏi vòng vây. Rời khỏi nơi này. Giết. Hai người Từ Thái Khôn, Đồ Trường Sinh dần đầu hơn 4.000 người còn lại, toàn lực xông đánh về một hướng. Muốn bỏ chạy, ha ha, Quan Vân Dương cười dữ tợn, ra lệnh. Giao Xoa Cốt, Quý Lão Lục, Vạn Tân Hoa, ba người liên thủ, ứng phó với 4 thi thể, 5 người còn lại đế bản tôn xử lý. Những đệ tử khác, toàn lực giết đám người của Lưỡng Nghi Tông, người nào có thể giết chết Đồ Trường Sinh, Từ Thái Khôn. Thưởng ngàn cân tử linh thạch, giết đệ tử bình thường của Lưỡng Nghi Tông, giết một người, được một cân tử linh thạch. Rõ. Ba trưởng lão Kình Thiên Tông, hàng vạn đệ tử đồng thanh đáp lại, tiếng hô giết kinh thiên động. Địa, đệ tử nào cũng như châu chấu vượt biên, chi chít chen nhau lao về phía Lưỡng Nghi Tông. Giao Xoa Cốt, Quỷ Lão Lục, Vạn Tân Hoa lại chọn chiến đấu với 4 người chuyển sinh, Quan Vân Dương lấy ra uống một viên đan dược, thực lực bùng phát. Đối kháng với 5 người còn lại, hơn nữa, ngấm ngầm chiếm thế thượng phong. Dưới tình hình này, hàng vạn đệ tử Kình Thiên Tông bừng bừng ý chí chiến đấu, Lưỡng Nghi Tông hoàn toàn rơi vào trong hỗn chiến, tiếng hô giết vang trời, người nào cũng giết đỏ cả mắt. Bầu trời mưa bão như chút nước,
sấm chớp ầm ầm, dường như bị chấn hãi bởi cảnh tượng này, lại như đang giương cờ cổ vũ cho trận chiến này. Lưỡng nghi tống rơi vào hồn chiến, trong thời gian ngắn, đám người Đồ Trường Sinh không thể chạy thoát, tuy Kình Thiên Tông đông người, nhưng vì còn có hai người Đồ Trường Sinh và Từ Thái Khôn, nên chúng cũng bị tổn thất nghiêm trọng. Nhưng tình hình của Lưỡng Nghi Tông cũng không được lạc quan lắm, hoàn toàn rơi vào nguy hiểm. Núi Thái Cực, trong không gian càn khôn, Trần Đức không hề hay biết về chuyện ở bên ngoài, anh bị liệt hỏa bao trùm, phải gánh chịu nỗi đau sống. Không bằng chết, sự kiên nghị, khuôn mặt anh Tuấn thường ngày cũng trở nên đỏ bừng. Hàng tỷ cân linh thạch điên cuồng cháy trong đại trận khô hàn cũng tiêu tốn một nửa lớn, lại hai tháng rưỡi lặng lẽ trôi qua trong nỗi đau và khó chịu như vậy. Cuối cùng, ngày hôm nay, khuôn mặt căng thẳng, méo mó của Trần Đức nhếch lẻn một đường cong nhẹ. Đó là một nụ cười, rất khẽ, nhưng lại hiện lên rõ ràng, cùng lúc đó, có thể nhìn thấy rõ ràng, ly hỏa cuồn cuộn, lúc này lại trở nên hiền hòa hơn rất nhiều, thuận theo lỗ chân lông của Trần Đức chui vào trong cơ thể anh. Thành công rồi, thấy cảnh này, trên đại trận khô hàn, Linh Lung điều khiến hồ lô đen hiện lên vẻ quỷ dị, tiếp đó là kinh ngạc, vui mừng, anh chàng này, đáng lẽ phải mất 6 tháng, anh ta chỉ dùng 5 tháng rưỡi, cũng coi như không ngâm lửa vô ích. Với kinh nghiệm của Linh Lung, đương nhiên là nhìn ra ly hỏa đã hoàn toàn bị Trần Đức nuốt chửng, hợp nhất một thể với anh. Vì vậy, cô ta cất hồ lô đi, dừng nguồn nước biển chết, hồ lô khổng lồ trên bầu trời nhanh chóng nhỏ lại, rơi vào trong bàn tay thon dài của cô ta. Đã dùng hết 90% nước biến chết. Linh Lung cảm nhận được nước biến chết còn lại trong hồ lô đen, cảm khái một hồi, nhưng cũng không cảm thấy tiếc, nếu không có nó, Trần Đức không thể nào nuốt chửng ly hỏa thành công. Trung tâm đại trận khô hàn, ly hỏa tan biến, Trần Đức vẫn chưa tính, lúc này trong cơ thể anh rực nóng vô cùng, như núi lửa sắp phun trào, cùng với ly hỏa sôi sục, hoàn toàn phù hợp với thế chất thuộc tính hỏa của anh có thể cảm nhận được rõ ràng cảnh giới sắp tăng lên lần nữa. Địa tôn ngũ trọng, phá! Trần Đức hét lớn một hồi trong lòng, cùng với đó, xung quanh cơ thể anh, lốc xoáy linh khí hội tụ, trong đại trận khô hàn, những linh thạch linh khí chưa dùng hết điên cuồng cuốn về phía anh. Cùng với đó, cảnh giới của Trần Đức cũng điên cuồng đột phá dưới linh khí cuồn cuộn như thủy triều, địa tôn lục trọng, địa tôn thất trọng, bát trọng, cửu trọng. Sau địa tôn đỉnh phong, khí tức đáng sợ đó vẫn điên cuồng ngang ngược, xông lên cảnh giới cao hơn. Sau 10 hơi thở đạt đến địa tôn cửu trọng. Bành! Một tiếng vang bức bối truyền ra, Trần Đức đột phá lần nữa. Bước đến cảnh giới thiên tôn. Hơn nữa, vào khoảnh khắc đó, cảnh giới của anh như nước lũ vỡ đê, điên cuồng dâng lên. Thiên tôn nhất trọng, thiên tôn nhị trọng, thiên tôn tam trọng, thiên tôn tứ trọng. Ngũ trọng, lục trọng, thất trọng. Lúc này, Linh Lung cảm nhận được cảnh giới và khí tức lên cao cũng phái ngây người, đôi mắt mở to, nghẹn họng, nhìn chằm chằm Trần Đức. Biến thái, biến thái. Thiên tôn bát trọng, một phát đạt đến thiên tôn bát trọng. Bành! Linh Lung vừa dứt lời, trong tích tắc, Trần Đức lại đột phá thêm một trọng, trực tiếp đến thiên tôn cửu trọng, đạt đến đỉnh phong. Cứng đờ, mặc dù Linh Lung là hồn thế, lúc này cơ thể cũng phải cứng đờ, ngưng lại. Cô ta biết sau khi Trần Đức có được ly hỏa, cảnh giới sẽ tăng lên đèn cuồng, nhưng bất luận cô ta tính toán thế nào, suy đoán thế nào, cho dù là nâm mơ, cô ta cũng không ngờ Trần Đức sẽ đạt đến thiên tôn cửu trọng. Trong một ngày, từ địa tôn ngũ trọng đạt đến thiên tôn cửu trọng. Đây không phải con người, mà là ma quỷ. Tốc độ này quá khủng bố, đáng sợ. Cũng may Trần Đức không dọa cô ta tiếp nữa. Sau khi cảnh giới của anh đạt đến thiên tôn cửu trọng, khí tức đó cũng dừng lại, có thể nhìn thấy rõ ràng, linh thạch xung quanh đã khô cạn hết toàn bộ, hóa thành thạch đá bình thường. Không phải anh ta không thể tăng cấp thêm nữa, mà là không đủ tài nguyên ư, Linh Lung bĩu môi, cô ta không thể hiểu nổi, sự biến thái, đáng sợ. Của Trần Bát Hoang đã, vượt qua hiểu biết của cô ta. Thế giới đại thiên. E rằng chỉ có mấy con cháu đời sau của truyền thừa khủng bố đó mới có thể sánh được với anh ta đấy. Phù! Linh Lung thở dài, hóa thành một luồng ánh sáng u ám bay về vị trí tiên đài của Trần Đức. Hình như điểm đen lại lớn hơn chút. Linh Lung phát hiện trên thần thức màu vàng của Trần Đức, cùng với việc Trần Đức tăng cảnh giới, điểm đen đó to lên mấy vòng. Tuy vẫn rất nhỏ, nhưng đã trở nên vô cùng bắt mắt. Nhưng, cô ta không hiểu là chuyện gì. Cũng không nói thêm gì. Cô ta biết,
Trần Đức cũng chắc chắn chú ý đến, không cần cô ta nhắc nhớ. Nửa tháng sau, cuối cùng Trần Đức cũng khẽ mở mắt. Ánh tím lấp lánh trong đôi mắt, nồng đậm cả một vùng, rất nhanh những hào quang đó tan biến hết, trở lại vẻ thâm sâu như biển thường ngày. Phù, đây chính là thiên tôn đỉnh phong ư. Trần Đức đứng lên, cảm nhận sức mạnh dâng trào đáng sợ trong cơ thể, có cảm giác dễ chịu, khoan khoái khó mà diễn tả bằng lời. Bản sao đâu, ra đây chiến một trận với tao. Trần Đức hét lớn, anh vừa dứt lời, quả nhiên, hình bóng hình thành từ đạo của thánh nhân đi ra từ trong khí xương. Cảnh giới của bản sao hoàn toàn ngang bằng với Trần Đức lúc này. Lại đây, Trần Đức không nói nhiều, hưng phấn xông lên, trận chiến này diễn ra gần một tháng, cái đầu chọc lốc cũng mọc ra lớp tóc đen, đồng thời, cửu trọng cực ánh tăng đến thất trọng, 300 lần hỗ trợ từ ban đầu, tăng đến 500 lần. Bóng hình huyền hóa ra từ đạo của thánh nhân, hoàn toàn không phải là đối thủ của anh, một tháng nay, vẫn luôn bị anh đàn áp, tấn công vỡ vụn hàng. Ngàn lần. Được rồi, cậu nhóc, anh đã luyện khá ổn rồi, tuy còn có thể ở lại nơi này hơn 2 tháng, nhưng việc đỏ cũng không có ý nghĩa với anh nữa và cũng không thể tăng cấp nữa. Cùng một ngày cửu trọng cực ảnh đến trọng thứ 7, trong thức hải, Linh Lung nói, không cần thiết lãng phí thời gian ở đây nữa. Lãng phí thời gian sao? Sao tôi không cảm thấy thế? 2 tháng trong này cũng chỉ bâng hơn một ngày ở bên ngoài thôi, Trần Đức nói, tôi muốn luyện tiếp. Linh Lung nói nhẹ bẫng, được. Nếu anh không sợ sau khi ra ngoài, nhìn thấy thi thể người Lương Nghi Tông chất thành núi, toàn bộ huynh đệ đồng môn của anh chết hết, thì anh cứ ở đây thêm một ngày cũng không sao. Cái gì, Trần Đức nghi hoặc, thấy kỳ lạ hỏi, Linh Lung, cô, có ý gì? Nói một cách đơn giản, Lưỡng Nghi Tông đang gặp nạn, tai họa sinh tử, nếu anh còn không về, e rằng Lưỡng Nghi Tông sẽ bị san bằng, người trong tông sẽ không còn một ai sống sót. Lưỡng Nghi Tông và Linh Lung có thâm tình. Ngày đến Lưỡng Nghi Tông, cô ta đã quyết định quan tâm đến Lưỡng Nghi Tông, vì vậy đã để lại một thần niệm. Khoảng thời gian này, cô ta vẫn có thể cảm nhận được chiến loạn của Lưỡng Nghi Tông, nhưng Trần Đức đang trong thời kỳ quan trọng, cô ta không muốn nói ra việc này. Lúc này, thời cơ đã đến, cô ta mới nói chuyện này cho Trần Đức. Cung Trường Lâm đáng chết. Sắc mặt Trần Đức sầm lại, trở nên vô cùng khó coi, nối giận ngút trời. Trần Đức đến Lưỡng Nghi Tông chưa được bao lâu, nhưng, ân tình, nghĩa trọng của Trình Lâm Phong đối với anh đã khắc cốt ghi tạm, không dám quên. Càng huống hồ anh đã nắm giữ truyền thừa thánh nhân của Lưỡng Nghi Tông, ăn một quả trà cục vàng, anh sớm đã coi mình là một thành viên của Lưỡng Nghi Tông, coi Trình Lâm Phong là người vô cùng quan trọng. Lúc này, được biết rõ mọi chuyện của Lưỡng Nghi Tông, làm sao anh có thể bình tĩnh? Lập tức, anh nhanh chóng cất những thứ như cấn sơn, kiếm long ngâm, hồ lô đen vào trong đỉnh Long Văn, sau đó đi ra khỏi động Càn Khôn. Lúc anh đi ra, đột nhiên, núi Thái Cực xuất hiện chấn rung, sau đó lập tức đổ sập. Những thứ trong 8 cánh cửa, là trận nhãn của đại trận thánh nhân, những thứ này bị anh lấy đi hoặc là tiêu hao, đương nhiên núi Thái Cực cũng không tiếp tục tồn tại nữa, Linh Lung giải thích cho Trần Đức. Trần Đức không có tâm trạng lo nhiều như vậy, triệu hồi hỏa diêm phi long, phi đến Lưỡng Nghi Tông, đồng thời, bàn bạc đối sách với Linh Lung, bàn xem đối phó với Kình Thiên Tông thế nào. Theo như lời của Linh Lung, tình hình Lưỡng Nghi Tông rất không lạc quan, mặc dù có 10 người thế hệ trước thông qua thuật chuyến sinh tham gia chiến đấu, đám người đồ trường sinh vẫn không thể giết ra khỏi vòng vây trùng trùng. Kình Thiên Tông có quá nhiều đệ tử, phải gấp đôi bọn họ, trong hơn 3 ngày giao chiến, hai bên thương vong nghiêm trọng, không bên nào có thể làm được gì, rơi vào thế cân bằng, nhưng thế cân bằng này rất nhanh bị đánh vỡ. Giao Xoa Cốt, Quỷ Lão Lục, Vạn Tân Hoa đối phó với 4 thi thể, đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, đàn áp chặt 4 người chuyến sinh, cùng với tiếng ầm ầm vang lên, 4 người chuyến sinh đã chết 2 người. Chưa đến thời gian trăm hơi thở, 2 người còn lại cũng hóa thành cho bụi. Tiếp đó, 3 người quay đầu xông về hướng Quan Vân Dương, 4 người liên thủ đối phó 5 người chuyển sinh còn lại, sau nửa khắc, 5 người chuyển sinh hoàn toàn không chống lại được. Bị một quyền của Quan Vân Dương đánh thành cho bụi, tiêu tan giữa trời đất. Người chết sống lại thì đã làm sao? Gặp phái Quan Vân Dương tôi cũng phải chết. Quan Vân Dương ý chí lên cao, cực kỳ ngạo mạn, đứng trên không trung, cúi nhìn bốn phương. Tông chủ vô địch! Tông chủ vô địch! Các đệ tứ Kình Thiên Tông phấn chấn, hô lớn. Quan Vân Dương cười lớn ha ha, dẫn theo 3 người Quý Lão Lục, Giao Xoa Cốt,
vạn tân hoa, đáp xuống võ đài vỡ nứt. Bốn người dâng lên khí tức hào hùng, giơ tay lên là giết hơn trăm người Lưỡng Nghi Tông, máu chảy khắp mặt đất, thi thể chất thành đống. Rút! Đồ Trường Sinh cõng Y Thái Cực giờ đã như nỏ mạnh hết đà, lớn tiếng hét, chỉ huy đệ tử Lưỡng Nghi Tông kéo dài khoảng cách với đệ tử Kình Thiên Tông, Quỷ Lão Lục vừa vung tay, lập tức các đệ tử Kình Thiên Tông cũng không tiếp tục ra tay nữa, mà bao vây chặt Lưỡng Nghi Tông, phong tỏa đường lui, khóa ở chính giữa, đồng thời, quỳ một chân dưới đất, nghênh đón bốn người Quan Vân Dương từ trên không trung hạ xuống. Có thể nhìn thấy rõ ràng, 5-6 ngàn người ban đầu của Lưỡng Nghi Tông, hiện giờ chỉ còn lại 2/3, tổn thất trầm trọng, tuy Kình Thiên Tông cũng có rất nhiều người chết, nhưng số người vẫn nhiều hơn bọn họ gấp 2 lần. Kình Thiên Tông chủ động dừng tấn công, người của Lưỡng Nghi Tông có thời gian để thở, tập trung lại với nhau, tràn đầy tuyệt vọng. Đặc biệt là Đồ Trường Sinh, Từ Thái Khôn, Y Thái Cực đã thả ra bốn người Lý Thái Tinh từ trong bình ngọc tịch, không ai ngoại lệ, sắc mặt bọn họ xám xịt, âm trầm như sắp nhỏ ra nước, người nào cũng bị thương nặng, ướt đẫm máu tươi, dìu đỡ lẫn nhau. Trải qua 3-4 ngày chiến đấu, bọn họ thực sự đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ dựa vào một hơi thở chống đỡ cho họ không ngã xuống. Nhưng lúc này, bốn người Quỷ Lão Lục, Giao Xoa Cốt, Vạn Tân Hoa, Quan Vân Dương dừng tay, bọn họ đâu còn có sức chiến đấu. Nhìn bốn người từ trên cao hạ xuống, bước từng bước lại gần, sắc mặt đám người Y Thái Cực khó coi hết mức, phía sau bọn họ, các đệ tử Vương Chính Thanh, Tiêu Chính Thái đều hoảng sợ, nỗi sợ cảm nhận được cái chết. Mưa bão như chút nước, dưới mây đen che phủ, Lưỡng Nghi Tông trở nên hỗn loạn, trong tông từ trưởng lão đến đệ tử đều vô cùng khốn khổ. Nhưng mặc dù bọn họ cảm thấy sợ hãi từ tận trong lòng, cũng không có ai khuất phục, phán bội. Một đám rác rưởi. Đống Tinh Thần đứng trước các đệ tử, tràn đầy vẻ khinh thường, hài hước, thú vị, nhìn chầm chầm hai người Vương Chính Thanh, Tiêu Chính Thái với ánh mắt coi khinh. Lão già, thuật chuyến sinh Lưỡng Nghi của ông không tệ đấy, đến trước mặt Y Thái Cực, Quan Vân Dương ngạo nghễ cúi nhìn, ngang ngược nói, giao bộ võ kỹ ra, tôi có thể giữ cái mạng của ông. Y Thái Cực trầm mặc, không nói một lời. Thuật chuyến sinh Lưỡng Nghi là võ kỹ thiên giai duy nhất của Lưỡng Nghi Tông, mức độ khủng bố của nó, thực tế còn vượt xa. Phải biết rằng, thuật chuyển sinh này, luyện đến đính cao, có thể khiến người đã chết sống lại theo cách khác, làm sai dịch cho mình. Người chết càng mạnh, sau khi chuyến sinh cũng rất mạnh, luyện đến trình độ cao nhất, vốn không cần thi triển trận pháp giống như ông ta. Đây còn là võ kỹ duy nhất còn sót lại trong truyền thừa thánh nhân Lưỡng Nghi Tông. Là tôn nghiêm, giới hạn của Lưỡng Nghi Tông. Không nói phái không, Quan Vân Dương cũng không vội, nho nhã và ung dung, với ông ta, Lưỡng Nghi Tông đã như cá nằm chẽn thớt, ông ta có thể từ từ chơi đùa, tóm lại thuật chuyển sinh Lưỡng Nghi, ông ta phải có chắc rồi. Võ kỹ thiên giai, kể cả Kình Thiên Tông bọn họ cũng không có võ kỹ đẳng cấp như vậy. Cho ông thời gian 5 hơi thở, không nói, tôi sẽ giết toàn bộ mấy đệ tử này của ông, Quan Vân Dương nối lên nụ cười dữ tợn, không hề kiêng sợ đếm ngược 5, 4, 3. Tao liều với mày, 1. Đúng lúc này, đột nhiên, Từ Thái Khôn nối loạn xông về phía Quan Vân Dương, linh khí trong cơ thể sôi lên, một luồng khí tức đáng sợ, mang tính hủy diệt bùng nổ, tự hủy. Từ Thái Khôn muốn tự hủy. Hành động của ông ta khiến tất cả mọi người sợ giật mình, kể cả ba trưởng lão Kình Thiên Tông như Quý Lão Lục, Giao Xoa Cốt, Vạn Tân Hoa cũng kinh sợ, bọn họ vốn không kịp phản ứng. Đáng chết, ông ta muốn chết cùng với tông chủ, Quỷ Lão Lục nhảy lên như sấm, muốn ngăn cản, nhưng lại không kịp. Trong chớp mắt, Từ Thái Khôn đã đến phía trước Quan Vân Dương, cách ông ta chỉ trong gang tấc. Nhưng, cũng đúng lúc này, Quan Vân Dương ung dung, nhẹ nhàng, bình tĩnh đưa một tay ra, kẹp chặt cổ của Từ Thái Khôn. Lập tức, linh khí ngang tàn, điên cuồng trong cơ thể Từ Thái Khôn giống như chú cừu nhỏ ngoan ngoãn, bỗng trở nên yên tĩnh, lặng lẽ. Từ Thái Khôn giống như con gà con, bị Quan Vân Dương tóm lên. Vô cùng dễ dàng. Vô cùng đơn giản. Sao, sao lại thế? Đúng là Từ Thái Khôn muốn tự hủy, nhưng lúc này, ngay cả linh khí mà ông ta cũng không thể điều động. Xương cốt, kim đan linh hải trong cơ thể bị một luồng năng lượng khủng bố đàn áp, phong ấn. Không thể phản kháng. Sao lại không chứ? Quan Vân Dương nhấc Từ Thái Khôn lên bằng một tay, ngạo mạn nhìn ông ta. Khóe miệng hiện nụ cười thú vị trêu đùa, loại rác rưởi như mày, mà có tư cách tự hủy trước mặt bản tôn.
Vừa dứt lời, Quân Vân Dương tấn công một chưởng lên lồng ngực của ông ta, xuyên qua da, khung xương, cơ thịt của ông ta, nằm đấm kèm máu thỏ ra từ sau lưng ông ta. Tiếp đó, buông tay, ném ông ta xuống đất, bước chân dẫm lên giày vò khuôn mặt của Từ Thái Khôn. Đang thoi thóp thở, nhớ kỹ, bản tôn muốn mày chết, mày mới được chết, bản tôn không muốn mày chết, mày, không có bản lĩnh chết. Quan Vân Dương không giết chết Từ Thái Khôn, mà dẫm ông ta dưới chân, giày vò, sỉ nhục, vẻ mặt hống hách. Từ Thái Khôn nằm trong vũng máu, cũng không thốt được ra lời, máu tươi ào ào trào ra khỏi miệng, thê thảm, đáng thương, nhìn mà đau lòng. Quan Vân Dương, ông sẽ không được chết tử tế đâu, dù sao Lý Thanh Nguyệt cũng là phụ nữ, nhìn thấy cảnh tàn khốc thế này, nước mắt liền tuôn rơi. Người không được chết tử tế là tôi sao? Quan Vân Dương cười nói, các người nghe kỹ đây, chỉ cần y thái cực giao ra thuật chuyển sinh, tôi có thể giữ lại mạng sống cho tất cả các người. Ông ta không giao ra, vậy thì các người sẽ phải chết trước mặt ông ta. Dường như để chứng minh cho lời nói của mình, ánh mắt Quan Vân Dương nghiêm lại, lập tức, một luồng áp lực hung dữ như hồng thủy, cùng ập về phía năm đệ tử Lưỡng Nghi Tông. Phụt, 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 trong phút chốc, năm người bông nổ tung, tứ vong. Máu tươi tràn khắp đất, không còn mảnh xác. Cơ thể y thái cực cứng lại, khí huyết sôi trào, ho ra máu tươi, nếu không phải Đồ Trường Sinh dìu đỡ, ông ta đã sớm ngắp xuống. Quan Vân Dương, y thái cực run lên, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Quan Vân Dương, chỉ cần tôi giao cho ông sẽ tha cho họ, phải không? Đúng thế. Quan Vân Dương cười âm hiểm nói, Quan Vân Dương tôi, trước nay không nói hai lời. Được. Y thái cực hít sâu một hơi, đau lòng, nghẹn giọng nói, thuật chuyển sinh Lưỡng Nghi, tôi giao cho ông. Sư tôn, sư tôn, Đồ Trường Sinh, Lý Thanh Nguyệt kinh hãi, không, không được cho ông ta, chúng con không sợ chết. Sư tổ, chúng con cũng không sợ. Đệ tử Lưỡng Nghi Tông đều gào thét, không muốn y thái cực giao bí tịch cho Quan Vân Dương, thà chết cũng tuyệt đối không khuất phục. Tốt, các con đều là niềm kiêu hãnh của Lưỡng Nghi Tông. Y thái cực gần như đã đến bên bờ nguy hiểm, nói cũng vô cùng vất vả, cho nên, ta không muốn nhìn thấy các con chết. Thuật chuyển sinh Lưỡng Nghi đúng là bí thuật của Lưỡng Nghi Tông, nhưng nếu người của Lưỡng Nghi Tông chết hết, Lưỡng Nghi Tông không còn tồn tại, thì bí thuật này còn có giá trị gì chứ? Quan Vân Dương, ông, nghe kỹ đây. Khoang mắt y thái cực đỏ bừng, đọc ra từng chữ quyết pháp của thuật chuyển sinh Lưỡng Nghi, Quan Vân Dương thi triển bí thuật, ngăn cách hai. Người với mọi người, yên lặng lắng nghe. Nửa canh giờ sau, Quan Vân Dương cười lớn, đôi mắt lấp lánh vẻ hưng phấn. Tốt, ha ha, võ kỹ như này mà để ở chỗ Lưỡng Nghi Tông các ông đúng là phí của trời. Tôi đắp giao thuật chuyến sinh cho ông, Quan Vân Dương, phải thực hiện lời hứa của ông rồi. Y thái cực dường như già đi trăm tuổi, cảm nhận sâu sắc tội nghiệt, nhìn chằm chằm Quan Vân Dương. Ông yên tâm, Quan Vân Dương tôi trước nay luôn giữ lời. Nói đến đây, Quan Vân Dương đá Từ Thái Khôn đến trước mặt mấy người, sau đó, thay đổi giọng điệu, nói. Nhưng, các ông tự hủy kim đan, linh hải, tự chặt hai tay, hai chân, tôi có thể tha cho các ông một mạng. Cái gì? Quan Vân Dương vừa nói ra, tất cả đệ tử Lưỡng Nghi Tông đều chấn động. Tự hủy kim đan, linh hải, rồi tự chặt đứt hai chân hai tay, đúng là sẽ không chết, nhưng sống không bằng chết. Sống không bằng chết hơn cả sống không bằng chết. Quan Vân Dương, ông. Y thái cực đỏ bừng mặt, miệng phun ra máu, buồn đau nhìn chằm chằm Quan Vân Dương, bờ môi run run, một chữ cũng không thốt ra nổi. Mọi người Lưỡng Nghi Tông đều tức giận, không cam lòng, uất hận. Nhưng có tức giận, không cam lòng cũng vô dụng. Trước thực lực tuyệt đối, bọn họ đã rơi vào đường cùng, không còn cách nào. Lưỡng Nghi Tông các người không chỉ là rác rưởi. Tôi thấy còn đều là lũ ngu xuẩn, đần độn ngây thơ, đồng tinh thần khoanh hai tay, nổi hứng phá lên cười. Tinh thần, con học theo đi, sau này không được ngu đần giống như đám người này, quỷ lão lục cười khà khà, tràn đầy sát khí. Ha ha, đám ngu dốt này. Chẳng trách từ một môn phái thánh nhân lụi bại đến mức này, đáng đời. Giao xoa cốt, vạn tinh hoa, tất cả đệ tử Kình Thiên Tông đều như nhìn một lũ ngu ngốc, tiếng cười chấn vang khắp trời. Không kiêng nể gì. Cười. Đúng lúc đám người Kình Thiên Tông đang dương dương đắc ý cười lớn, giữa trời đất, đột nhiên vang lên giọng nói lãnh đạm, lạnh lùng. Không được sự cho phép của Trần Bát Hoang tao,
dám ngạo mạn, cười điên cuồng ở Lưỡng Nghi Tông, là ai đã cho chúng mày dũng khí thế hả? Cùng với tiếng nói truyền ra, đột nhiên mây đen cuồn cuộn, phía chân trời một mảng đen xì, bỗng xuất hiện hào quang đỏ, trong mây đen cuồn cuộn, hào quang đỏ lửa nhanh chóng lan rộng về phía bên này. Cùng một lúc, tất cả mọi người đều ngước mắt nhìn lên bầu trời. Gru! Dưới tầng mây, một con phi long rực cháy lửa đỏ lao về phía bên này với tốc độ cực nhanh, những chỏ nó lướt qua, lửa cháy bùng bùng, lan rộng và thiêu trụi. Lại thấy chẻn hỏa diễm phi long đó có một bóng hình cao gầy, tay cầm trường kiếm, áo bào tung bay, nhìn xuống không trung. Vù vù! Chưa đến nửa giây, đã bay đến không trung trên đỉnh đầu mọi người, bóng hình đó tung người nhảy xuống, đáp xuống vững vàng trước mặt mấy người Đồ Trường Sinh, Y Thái Cực, Lý Thanh Nguyệt. Bát Hoang sư huynh, sư huynh. Nhìn thấy người đến, đám người Đồ Trường Sinh, Y Thái Cực đều ngẩn người, sau đó, từng giọng nói vang lên. Bát Hoang, cậu, sao cậu lại đến đây, mau đi đi, nhìn thấy Trần Đức, đầu tiên Đồ Trường Sinh rất vui mừng, sau đó liền cau mày. Cậu, không nên quay lại. Đúng thế, Bát Hoang, cậu, không nên quay, sắc mặt Y Thái Cực trắng bệch, giọng như đứt hơi. Lúc này, hàng ngàn đệ tứ Lưỡng Nghi Tông cũng bình tĩnh lại từ trong nỗi kích động, đúng thế, tuy Trần Bát Hoang mạnh, nhưng đối diện với Quan Vân Dương, Quý Lão Lục, Giao Xoa Cốt, Vạn Tân Hoa, và hàng vạn người Kình Thiên Tông, anh có thế. Làm gì? Cho dù anh thực sự có được truyền thừa thánh nhân, nhưng trong thời gian ngắn, cũng tuyệt đối không thế nào là đối thủ của những người này. Anh quay lại thì có tác dụng gì chứ? Tăng thêm thương vong mà thôi. Hàng ngàn đệ tử Lưỡng Nghi Tông đều rơi vào trầm mặc, rồi lại rơi vào căng thẳng, tuyệt vọng. Đại trưởng lão, các vị trưởng lão, sư đệ, Trần Đức quay đầu, lướt nhìn cảnh nhếch nhác, sa sút của hàng ngàn người, đau lòng nói. Xin lỗi, tôi đến muộn, mọi người yên tâm, sau đây, mọi người chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, đám chó gà này, cứ giao cho tôi. Đôi mắt Trần Đức rất bình tĩnh, tận sầu trong đáy mắt lại đã nối lên tia lạnh giá như băng. Sát khí như sóng biến trào dâng cuồn cuộn. Mọi người chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, đám chó gà này, cứ giao cho tôi. Bồng! Quỷ Lão Lục cố ý học theo lời của Trần Đức, lặp. Lại một lần, nghe rõ chưa? Lợi hại quá, tên nhóc này muốn giải quyết tất cả người Kình Thiên Tông chúng ta. Ha ha, mẹ kiếp, quá ngu dốt rồi đấy. Vãi, tên rác dưới Lưỡng Nghi Tông, mẹ kiếp, đúng là không biết trời cao đất dày. Tôi đã từng thấy kẻ ngu, nhưng ngu như này, đây là lần đầu tiên tôi gặp. Các đệ tử Kình Thiên Tông phá lên cười lớn, không có chút kiêng sợ, tiếng cười vô cùng nhức tai, tràn đầy ý chế giễu. Ôi, mày chính là đệ tử mạnh nhất Lưỡng Nghi Tông mà Vương Chính Thanh nói, đột nhiên, Đồng Tinh Thần nhếch mép lên cười lạnh lùng, đi ra từ đám đông, Trần Bát Hoang. Là tao. Sắc mặt Trần Đức Vân bìn thán, ánh mắt lãnh đạm. Không hổ là đệ tử mạnh nhất Lưỡng Nghi Tông, điên cuồng, lợi hại, ánh mắt Đồng Tinh Thần. Chuyển sang Quan Vân Dương, tông chủ, giao tên nhóc này cho tôi giải quyết. Được, bản tôn cho phép, nhưng, phải nhanh lên chút, tôi muốn thanh lý Lưỡng Nghi Tông. Lời của Quan Vân Dương nhẹ như không, trong mắt ông ta, người như Trần Đức cũng chẳng bằng con kiến, chỉ là một tên nhãi, nói muốn giải quyết tất cả bọn họ ư. Ha ha, đúng là mắc chứng ảo tưởng. Rõ. Đồng Tinh Thần cười nham hiểm, sau đó, bỏng ra tay, linh khí cảnh giới thiên tôn nối lên, nhanh chóng ép gần Trần Đức. Tốc độ cực kỳ nhanh, và không hề giữ lại, sử dụng hết 200 phần trảm thực lực. Cá người hắn ta như biến thành một con mãnh hổ, sư tử biến dị to lớn, hào hùng, cả không gian chấn rung vì mỗi một hành động của hắn ta, đôi mắt đỏ ngầu, như nhìn thấy dã thú thơm ngon, gầm thét, ngang ngược, sát ý cuồn cuộn mênh mông. Nghịch thần quyền. Quét lên một trận cuồng phong, linh khí, nửa thời gian hơi thở sau, Đồng Tinh Thần đập một quyền về phía Trần Đức. Điều quỷ dị là, một quyền này không giấy lên làn sóng gì, thậm chí không có một chút khí tức, trong chớp nhoáng rơi lên người Trần Đức. Mọi người Lưỡng Nghi Tông đều run lên, tại sao Trần Đức không tránh? Đúng lúc mọi người còn nghi hoặc, bỗng nhiên, cú đấm của Đồng Tinh Thần lại xuyên qua cơ thể Trần Bát Hoang. Không sai. Thực sự là xuyên qua người. Có thế Trần Bát Hoang dường như trong suốt, bóng ngược không có chút thực chất, cứ xuyên qua như vậy, hủy hiệt bóng ngược. Hư ảnh. Đồng Tinh Thần sững người,
trong lòng bỏng nối lẽn nổi sợ, nhìn chằm chằm vào nơi không có bóng người phía trước. Nhìn cái gì, tao ở trên đầu mày. Bỏng lời của Trần Đức vang lên, Đồng Tinh Thần ngẩng đầu theo bản năng, lại thấy anh hét lớn một tiếng, hào hùng hạ xuống giống như núi lớn. Đồng Tinh Thần ngưng tụ sức mạnh toàn thân, chống lại cú đạp này. Cùng lúc đó, cú đạp của Trần Đức vừa giáng xuống, lúc này, 200% linh khí của Đống Tinh Thần như cành cây khô héo trực tiếp sập đổ, tiêu tan. Cú đạp của Trần Đức không hề do dự đáp xuống mặt của hắn ta, dầm cho khuôn mặt của hắn ta biến dạng, méo mó, trực tiếp lún xuống lòng đất, đập ra một cái hố lớn. Sau đó, bành, cả cơ thể Đống Tinh Thần nổ tung như pháo hoa, ma tươi bần khắp nơi, xác thịt văng bừa bãi. Hay, cảnh này khiến hai người Tiêu Chính Thái, Vương Chính Thanh nhìn mà máu nóng sôi sục, vô cùng kích động, bất luận hôm nay có phải chết hay không, thất bại hay không, cuối cùng bọn họ cũng được mớ mày mớ mặt. Các đệ tử Lưỡng Nghi Tông sững cả người, kích động đến không thể kích động hơn. Không vì điều gì khác, chỉ bởi vì trước đó Đồng Tinh Thần quá cuồng ngạo, mở miệng ra là sỉ nhục bọn họ là rác rưởi, phế vật, bọn họ lại không có cách nào chống lại. Bây giờ, cuối cùng nỗi hận trong lòng cũng được giải tỏa. Mày! Quỷ Lão Lục ngạc nhiên, kinh hãi nối giận, mày dám giết đệ tử của tao? Tôi không chỉ giết đệ tử của ông đâu, đôi mắt của Trần Đức vẫn rất bình tĩnh, lời nói không hề có chút gợn sóng. Mà cả toàn bộ Kình Thiên Tông các ông. Ha ha, nhóc con, mày đúng là ngông cuồng, Quan Vân Dương cười khinh thường lớn tiếng. Thiên đường có lối mà mày không đi, địa ngục không cửa, mày lại xông vào. Phế vật ngạo mạn, ngông cuồng như mày. Tao gặp nhiều rồi, Quan Vân Dương tao đứng ở đây, mày có thực lực thì đến giết tao đi. Loại phế vật cuồng ngạo ngu dốt như mày, bản tôn gặp nhiều rồi, đúng là không biết mày lấy dũng khí ở đâu ra, tao khinh. Ha ha ha, trên trường luyện võ, hàng chục ngàn người Kình Thiên Tông đều cười lớn theo, nói thật, tuy cái chết của Đồng Tinh Thần khiến bọn họ kinh ngạc, nhưng cũng chỉ có chút kinh ngạc vậy thôi, cũng không dấy lên làn sóng gì. Dù sao, chân bát hoang là cái thá gì? Một võ giả cảnh giới thiên tôn mà thôi, trước mặt Quan Vân Dương, loại tu sĩ, võ giả này chỉ lè một tên hề, muốn cứu tông môn, giết tất cả người Kình Thiên Tông bọn họ, ha ha. Nực cười, đúng là quá nực cười. Không nói đến đích thân Quan Vân Dương ra tay, chỉ cần bất kỳ người nào trong ba trưởng lão Quỷ Lão Lục, Vạn Tân Hoa, Giao Xoa Cốt đã có thể khiến anh quỳ xuống, khuất phục. Trần Đức không nói gì, trước khi ra tay, anh thường không thích nói nhiều. Dường như anh không nghe thấy tiếng cười chế giễu của những người này, tay cầm kiếm long ngâm, bước từng bước về phía Quan Vân Dương, rất nhanh, đã rất gần với ổng ta, chỉ cách ông ta chưa đến một mét ngắn ngủi. Giải quyết hắn. Quan Vân Dương chắp hai tay sau lưng, không. Hành động, đối diện với Trần Đức ép lại gần, ổng ta chỉ nhàn nhạt nhá ra mấy chữ như vậy. Cùng lúc đó, ba người Quỷ Lão Lục, Giao Xoa Cốt, Vạn Tinh Hoa bỗng ra tay. Quỷ Lão Lục giơ một quyền. Giao Xoa Cốt tấn công bằng thần hồn, một thanh trường kiếm lóe lên trong tay Vạn Tinh Hoa giống như nhả ra xà ngữ, u ám băng lạnh, khóa chặt hoàn toàn Trần Đức. Ầm ầm, cả không gian đều đang khuấy động, khí tức chết chóc tràn ngập, trên trường luyện võ, dường như ba vị ma vương giáng xuống, ánh sáng ảm đạm. Một luồng tử khí khiến người ta sợ hãi, khó thở bồng lan rộng, bao trùm trong lòng mọi một người. Ba trưởng lão cảnh giới thần thông Kình Thiên Tông ra tay với Trần Đức cùng một lúc. Kể cả là hàng ngàn đệ tử Kình Thiên Tông, cũng tập trung tinh thần theo dõi, thưởng thức thực lực bá đạo, cường mạnh của ba người, không muốn bỏ lỡ cảnh đặc sắc này. Sắc mặt các đệ tử Lưỡng Nghi Tông, đám người Y Thái Cực, Đồ Trường Sinh, Lý Thanh Nguyệt đều. Xám xịt như người chết. Trần Bát Hoang còn đánh thế nào? Phải biết rằng, ba người Quỷ Lão Lục, Vạn Tinh Hoa, Giao Xoa Cốt đều có cảnh giới đáng sợ thần thông ngũ lục trọng. Ba người bọn họ liên thủ, kể cả là Y Thái Cực thời kỳ đỉnh cao cũng chưa chắc có thể chống lại được. Căng thẳng. Vô cùng căng thẳng. Trái tim của tất cả mọi người Lưỡng Nghi Tông gần như ngừng đập, nín thở, nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm ba bóng hình đó. Nhanh, thực sự quá nhanh. Ba bóng hình như ma quỷ rất khó bật được bằng mắt thường, hơn 90% võ giả có mặt. Không một ai có thể nhìn rõ. Gần như trong thời gian 1% hơi thở, Giao Xoa Cốt tỏa ra khí đen mênh mông bao trùm nơi này, cú đấm của Quỷ Lão Lục cũng chỉ cách Trần Đức chưa đến 1/10 mm, kiếm.
Cúa Vạn Tinh Hoa đã đến phía trước cố họng Trần Đức. Ha! Bỗng nhiên! Đúng lúc này, trong trường luyện võ đột ngột xảy ra biến ảo, một giây trước Trần Đức còn không động đậy, dường như không thể phản ứng, ánh mặt lướt nhìn ba người, ánh mắt này dường như nhìn thấu tất cả, xuyên qua vạn vật, trong đôi mắt thâm sâu, lóe lên vẻ lạnh lẽo và băng lạnh vô cùng đáng sợ. Ngàn cân treo sợi tóc. Thanh kiếm trong tay Trần Đức cùng lóe lên theo ánh mắt này. Kiếm long ngâm dao động, thét dài, phát ra hào quang hỗn độn, hoành hành đảo quét như thần long quẫy đuôi. Không có ai nhìn rõ anh tung ra đường kiếm này thế nào, càng không ai nhìn rõ quỹ đạo vận hành của kiếm. Lúc này, bọn họ chỉ cảm thấy một luồng thánh ý mênh mang giáng xuống, một luồng khí tức thánh nhãn vỏ biên đáng sợ lấy Trần Đức làm trung tâm. Cuồn cuộn lan ra. Lúc này, thánh ý khủng bố cuồn cuộn bao phủ, khí tức mênh mông bao la, giáng xuống chẻn trường luyện võ nhỏ bé, thời gian dường như dừng lại. Không gian dường như ngưng lại ở khoảnh khắc đó. Cơ thế của ba trưởng lão Kình Thiên Tông Quỷ Lão Lục, Giao Xoa Cốt, Vạn Tinh Hoa bỗng dừng trên không trung, sau đó nửa giây sau. Ba bóng hình trên không trung giống như quả lựu đạn, bỗng rơi xuống đất, khói bụi mù mịt, đập ra một cái hố sâu. Trong hố lớn đó, ba người đã chết. Chết đến mức không thể chết hơn được nữa. Rõ ràng Trần Đức chỉ tung ra một đường kiếm. Nhưng trên người bọn họ lại có hàng trăm ngàn vết rạch, dường như bị hàng vạn đường kiếm xuyên qua. Toàn thân từ trên xuống dưới không có chỗ nào lành lặn, đầy vết kiếm sâu, có thể NSLN thấy cả xương. Đôi mắt của ba người trừng mở thật to. Trên khuôn mặt già cồi tràn đầy kinh hãi, hoảng sợ, hãi hùng, hung dữ. Đây là những biểu hiện trên cơ mặt sau khi chết dựa theo tâm lý khi còn sống của họ. Cả trường luyện võ yên lặng như tờ. Đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Bất luận là Kình Thiên Tông hay Lưỡng Nghi Tông, tất cả mọi người đều như hóa đá, nhìn chằm chằm cảnh đó, đầu óc hỗn loạn, hoàn toàn mất đi tư duy. Một số đệ tử Lưỡng Nghi Tông tim ngừng đập, ngất xỉu tại chỗ. Kinh hãi. Cảnh này quá kinh hãi. Giống như ảo giác, như nằm mơ, khiến người ta khó mà tin nổi. Ba trưởng lão Kình Thiên Tông, chết, chết rồi, đúng thế. Chết thật rồi. Không có chút tiếng động. Từ lúc ba người ra tay đến khi chết đi, chỉ trong thời gian một hơi thở. Vãi, tôi đang nằm mơ ư, Vương Chính Thanh tự véo mình, cảm thấy đau mới kêu lên thô lỗ. Ba người Y Thái Cực, Lý Thanh Nguyệt, Đồ Trường Sinh quay sang nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Vừa nãy khi tức đó là Thánh Kiếm Lão Tổ, Y Thái Cực lập tức hiểu ra mọi chuyện. Đúng rồi, Tông Chủ từng nói. Ông ấy ban tặng thánh kiếm sứt mẻ đó cho Trần Đức, Đồ Trường Sinh cũng nói, đó là uy lực của thánh kiếm, giết chết ba người trong lúc họ không đề phòng cũng rất bình thường, nhưng... Hay cho một trận bát hoang. Đồ Trường Sinh còn chưa nói hết, Quan Vân Dương vẫn luôn bình thản, ngạo mạn, trầm mặc, cuối cùng cũng nổi giận. Trái tim ông ta đang nhỏ máu. Ba trưởng lão, đó là chiến lực đỉnh cao trong Kình Thiên Tông. Mà lại chết như vậy. Khuôn mặt Quan Vân Dương cũng đang co giật, khí hung sát gào thét nối lên, thực lực thần thông cửu trọng lập tức bùng phát, sự phẫn nộ của ông ta đã trở nên không thể hình dung, lạnh thấu xương cốt, cơ thể dâng lên trong không trung. Không ngờ mày lại có thánh khí, đáng tiếc, mày nên dùng nó để giết tao, bây giờ. Sức mạnh thánh nhân đã cạn kiệt, mày, lại có thế làm gì? Trần Đức Vân không nói gì, đúng thế, sau khi kiếm long ngâm nuốt chửng sức mạnh kiếm thánh sứt mẻ. Đã dự trữ một phần, mà một phần này, vừa nãy anh đã dùng hết. Trên thực tế, cho dù anh không dùng uy lực thánh nhân, cũng có thể giết ba người Quý Lão Lục, nhưng anh không muốn lãng phí thời gian, chỉ muốn mau chóng giải quyết cuộc chiến. Chỉ vì Trần Đức cảm thấy Y Thái Cực đã đến bên bờ cái chết, nếu không cứu chữa, chắc chắn sẽ chết. Anh không muốn lãng phí một giây một phút. Tất cả đệ tử Kình Thiên Tông nghe lệnh, tiêu diệt Lưỡng Nghi Tông. Báo thù cho ba trưởng lão. Quan Vân Dương hoàn toàn nổi giận, uy lực đáng sợ tràn ngập cả ngọn núi của trường luyện võ, cuồng phong gào rít, gió lạnh ầm ầm. Sau một tiếng ra lệnh của ông ta, gần vạn người Kình Thiên Tông cùng nổi lên linh khí, ý sát phạt kỳ quái dập dờn, lao giết về phía đám người Lưỡng Nghi Tông. Hai, cuối cùng Lưỡng Nghi Tông ta cũng khó thoát khỏi kiếp nạn, Đồ Trường Sinh thở dài, cố gắng đứng thẳng người chuẩn bị chiến đấu. Ông ta biết rõ kiếm thánh có bao nhiêu sức mạnh thánh nhân, không có uy lực thánh nhân,
Trần Bát Hoang có mạnh đi nữa, thiên phú có tốt, có yêu nghiệt đi nữa, đối diện với Quan Vân Dương và hàng chục ngàn người Kinh Thiên Tông cũng chỉ có con đường chết. Trần Đức không nên đến đây. Nhưng bây giờ nói những điều này cũng vô dụng. Ba trường lão Kinh Thiên Tông đã chế ép chúng ta có chết trận cũng không thiệt, Lý Thanh Nguyệt cười đau thương, chỉ đáng tiếc, Lưỡng Nghi Tông đã tồn tại hàng chục ngàn năm, nay lại diệt vong trong tay chúng ta. Đệ tử Lưỡng Nghi Tông tuyệt vọng, sợ hãi, cũng chỉ dựa vào niềm tin, đứng thắng người, chuẩn bị chiến đấu. Cậy đông người, phải không? Bỗng nhiên, Trần Đức vẫn trầm mặc, ngước đôi mắt, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh lùng. Có thể nhìn rõ ràng, đôi mắt của anh đã biến thành màu tím. Màu tím vô cùng nghèo dị. Đôi mắt ngự thú. Đồng thời, trong vòng hàng trăm mét, linh thú trong núi vang lên tiếng gầm rú, chấn rung là rừng núi. Sau đó, một cảnh chấn hãi lòng người xảy ra, linh thú trong núi, từng con dã thú liên tiếp ngưng tụ thành một trận thú triều, dày đặc chi chít, hào hùng xông ra. Có linh thú bay trên trời, có loài chạy dưới đất, che kín bầu trời, như châu chấu vượt biên. Hàng chục ngàn người. Hàng chục ngàn người đã là gì? Những con linh thú dã thú này tập hợp lại với nhau cũng phải hơn 200-300 ngàn con. Chúng như núi điên, đôi mắt khát máu, trong tích tắc, xông về phía Kình Thiên Tông, con trước ngã xuống con sau tiếp tục cắn xé, tàn sát đám người. Trong phút chốc, có trên ngàn người Kình Thiên Tông đã chết. Nhìn thấy cảnh nè y, tất cả mọi người Lưỡng Nghi Tông, kể cả đám người Y Thái Cực, Đồ Trường Sinh hoàn toàn sửng sốt. Bây giờ Kình Thiên Tông còn không tự lo nổi cho mình, đâu có cơ hội ra tay với bọn họ. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn Trần Đức thay. Đổi liên tục. Trong đầu họ cũng phái vang lên lời nói khí phách mạnh mẽ, tràn đầy niềm tin của Trần Đức. Sau đây, mọi người chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, đám chó gà này, cứ giao cho tôi. Đám chó gà này, cứ giao cho tôi. Giao cho tôi. Câu này đã được nói ra từ rất lâu, lúc này như tiếng sấm động trời vang lên bẻn tai, trong đầu tất cả mọi người. Bọn họ vô cùng kích động. Sự xuất hiện của linh thú hoàn toàn khiến Kình Thiên Tông hỗn loạn, bọn họ có thể đột phá vòng vây rồi. Vãi! Trong không trung, Quan Vân Dương nhìn thấy cánh này liền nổi giận như núi lửa phun trào, Trần Bát Hoang, mày chết cho tao. Cuối cùng ông ta không nhịn được, đích thân ra. Tay! Nếu là trước đây, ông ta tuyệt đối sẽ không ra tay với loại kiến hôi cảnh giới thiên tôn như Trần Bát Hoang, ông ta khinh thường, cũng chê bấn tay. Nhưng tên nhóc này quá quỷ dị rồi. Anh vừa xuất hiện, thế cục vốn thâng trầm lại đảo ngược càn khôn, bắt đầu xoay chuyển. Là tông chủ, cao thủ cánh giới thần thông cửu trọng, lúc này, Quan Vân Dương lại hơi hoảng sợ. Trần Bát Hoang không chết, ông ta không yên lòng. Quan Vân Dương không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì sẽ dùng toàn bộ sức lực. Kể cả cánh giới của Trần Bát Hoang kém xa ông ta cũng không hề xem thường, ra tay với lực mạnh nhất, ắt phải giết chết bắn một đòn. Bát Hoang. Hai người Đồ Trường Sinh, Lý Thanh Nguyệt lập tức chú ý đến động thái của Quan Vân Dương, giật lông mày, đến trước Trần Đức ngay lập tức. Bát Hoang, cậu về trước đi, đưa theo sư tôn cùng chạy đi, cứ giao lão giả này cho tôi và Thanh. Nguyệt. Không. Trần Đức nà nụ cười hòa nhã, quay đầu, lướt nhìn hai người, tôi đã nói, sau đây, mọi người cứ nghỉ ngơi. Trần Bát Hoang tôi, nhất ngôn cửu đính, trước nay không nuốt lời. Bát Hoang, tôi biết thiên phú của cậu rất mạnh, cũng tin vào con mắt của tông chủ tuyệt đối không sai, nhưng... Bây giờ không phải là lúc đùa, Đồ Trường Sinh tỏ ra nghiêm trọng, gấp gáp nói. Mau đi đi, cậu không phải là đối thủ của Quan Vân Dương, tôi và Lý Thanh Nguyệt liên thủ, có thể miên cường kéo dài thời gian. Đúng, Bát Hoang, bây giờ không phải lúc thể hiện, cậu là hy vọng của Lưỡng Nghi Tông, dần theo các đệ tử Lưỡng Nghi Tông mau chóng rời khỏi đây. Trong đôi mắt Lý Thanh Nguyệt đầy vẻ kiên quyết, tuy bà ta là phụ nữ, nhưng lại có dũng khí hơn rất nhiều đàn ông, kề vai sát cánh với Đồ Trường Sinh. Ba người chúng mày, không cần nhường nhau, cùng chết đi, Quan Vân Dương cao cao tại thượng, cúi nhìn ba người, kiếm ấn lượn vòng, đang vào thế sắp nổi điên. Linh khí xung quanh giống như gió lốc cuồng phong hội tụ về phía ông ta, kiếm quang trong tay lóe lên, chấn động, ầm ầm không dứt, kiếm thế hội tụ, một đường kiếm từ trên rời giáng xuống. Cả người Quan Vân Dương và kiếm trong tay dường như hợp thành một, cũng không biết ông ta dùng đến võ kỹ đẳng cấp nào, một đường kiếm khủng bố khuấy động khiến lòng người run rẩy, sắc mặt hai người Đồ Trường Sinh, Lý Thanh Nguyệt trắng bệch,
kiếm còn chưa đến, chỉ riêng khí tức đã khiến bọn họ chấn thương, nỗi sợ hãi tràn ngập đến phát run. Cùng lúc đó, kiếm đến trước ba người, không khác gì tấn công, nhanh, nhanh vô cùng. Hai người đồ trường sinh, Lý Thanh Nguyệt gần như sắp không thể bắt được dấu vết của đường kiếm này, dựa vào bản năng chiến đấu, hai người vụt cơ thể chống đỡ chiêu này, nhưng khi họ vừa hoàn hồn, chuẩn bị ra tay, lại thấy một bóng hình đã chặn phía trước bọn họ, không phải ai khác, chính là Trần Bát Hoang. Anh vung trường kiếm màu xanh trong tay lên. Bành! Bỗng nhiên, hai thanh kiếm va vào nhau, hư không như bị quan vân dương chém nứt, xuất hiện các đường nứt dài màu đen, lan rộng vào hư không như mạng nhện. Rực rực! Đột nhiên, không gian nứt lìa, xuất hiện một động đen đáng sợ. Chỉ có điều, hư không nhanh chóng liền lại, chỉ vỡ nứt trong một khoảnh khắc. Nguyên tắc không gian của Vân Tiêu giới, không phải là điều quan vần dương có thể lay động thực sự. Kiếm long ngâm chấn rung, hai cánh tay Trần Đức tê dại, suýt nữa buông tay, trong miệng tràn ra ít máu tươi, đỏ một vùng. Nhưng anh đã đỡ được đường kiếm của quan vân dương. Rất khó khăn, nhưng cuối cùng anh đã chặn được tất cả linh khí, lực chém chí với sức mạnh của bản thân, không hề làm tổn thương đến người phía sau. Ba vị trưởng lão, bây giờ... Ba vị đã tin tôi chưa? Trần Đức không quay đầu, trầm trọng nói tôi, có thế chiến với ông ta. Trong lòng hai người đồ trưởng sinh, Lý Thanh Nguyệt giấy lên làn sóng lớn, Trần Bát Hoang, thực sự đấp chống lại được đường kiếm của quan Vân Dương. Bọn họ cực kỳ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nỗi kinh hoàng trong lòng không thể hình dung bằng lời. Bọn họ biết Trần Đức rất mạnh, thiên phú tuyệt đỉnh, có thể chiến đấu vượt cấp, là một tên biến thái cấp yêu nghiệt. Nhưng, có biến thái đi nữa, yêu nghiệt đi nữa cũng phải có giới hạn, có điểm cực hạn chứ. Quan Vân Dương đã đạt đến cảnh giới thần thông cửu trọng rồi đấy. Trần Bát Hoang, làm được bằng cách nào? Việc này đã vượt qua nhận thức của họ, lật đổ thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan của họ. Tính như vậy, chẳng phải sức chiến đấu thực sự của Trần Đức đã vượt qua những ông lão sống mấy trăm năm như bọn họ. Y Thái Cực, Từ Thái Khôn. Các đệ tử Lưỡng Nghi Tông cũng vô cùng chấn hãi. Rút! Đại chiến còn ở ngay trước mắt, không được nghĩ nhiều, đồ trường sinh lập tức định thần, cùng hai người Lý Thanh Nguyệt rút về trong đám người Lưỡng Nghi Tông, hành lễ với Trần Đức bằng thân phận trưởng lão một cách trịnh trọng. Bát Hoang, Lưỡng Nghi Tông tồn tại hay diệt vong, giao cho cậu đấy. Sư huynh, xin trấn hung Lưỡng Nghi Tông. Sư huynh, xin trấn hung Lưỡng Nghi Tông. Cùng với đồ trường sinh hành lễ. Hàng ngàn đệ tử Lưỡng Nghi Tông nhếch nhác, sa sút, đã như súng hết đạn liên tiếp quỳ một trần xuống, nước mắt rưng rưng nhìn thấy hy vọng. Chỉ một đường kiếm đó, Trần Đức đã chứng minh được bản thân. Thực lực của anh thực sự đã vượt qua đám người đồ trường sinh, Lý Thanh Nguyệt. Thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây là sự thực, không phải hư ảo, càng không phải nằm mơ. Chúng ta rút thôi. Đồ trường sinh hạ lệnh một tiếng, dẫn theo hàng ngàn đệ tử rút lui. Đến một chỗ tương đối an toàn mới dừng chân. Trong Lưỡng Nghi Tông, dấp thú gầm thét vang trời, tiếng gào rú, tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai không dứt. Hàng triệu dã thú, linh thú chen chúc đầy Lưỡng Nghi Tông, tàn sát giết chóc với hàng chục ngàn người Kinh Thiên Tông, đối phó với số lượng lớn như vậy, Kinh Thiên Tông đã tốn thất hơn 2.000 người. Lòng quan Vân Dương đang nhỏ máu, vốn dĩ, một trận chiến chắc thắng, bây giờ trở thành thế này, toàn thân ông ta cũng đang run lên. Tức giận, bất ngờ, kinh ngạc, các loại biếu cám hội tụ trên khuôn mặt ông ta, vô cùng dữ tợn. Trần Bát Hoang, mày chết cho tao. Cũng đúng lúc đám người đồ trường sinh rút lui, quan Vân Dương tức giận gầm một tiếng, ra tay ép lại gần lần nữa. Một quyền đấm thắng Trần Đức. Một quyền này, linh khí tỏa ra, hào quang đen nhánh lóe lên, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, sấm sét vờn quanh, mưa bão trên không trung cũng chảy ngược lên vào lúc này. Cùng với nâm đấm của ông ta, ào ào giáng xuống cơ thể của Trần Đức. Bành! Sức mạnh dữ dội nối lên lập tức nuốt chửng, lật bay Trần Đức. Trong hàng trăm mét, một ngọn núi đổ sập, tảng đá lớn lăn xuống. Nhãi nhép, lại dám đấu với tao. Quan Vân Dương nhìn ngọn núi đổ sập, tự tin Trần Đức đã chết, cười điên cuồng. Đang định quay người đối phó với đám linh thú, nhưng đúng lúc ông ta quay người. Một tiếng nổ bỗng vang lên ở ngọn núi chỗ Trần Đức ngã xuống, sau đó, một bóng hình cầm kiếm bay vút lên không trung. Cơ thể quan Vân Dương cứng đờ,
nhìn chằm chằm bóng hình đó, mí mắt giật mạnh. Trần Bát Hoang, anh chưa chết, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng, vị trí cánh tay của anh máu ảo ảo cháy, có thể nhìn thấy cả xương, vô cùng kinh hãi. Khụ, đứng trên không trung, sắc mặt tái nhợt. Đây chính là thần thông cửu trọng ư, đúng là rất mạnh. Trần Đức lẩm bẩm một mình, khoảng cách giữa anh và Quan Vân Dương đúng là rất lớn. Đường kiếm trước đó, anh đã dùng cửu trọng cực ảnh mới đỡ được, một quyền sau đó, nếu không phải anh có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tránh được chố chí mạng, e rằng sớm đã là một xác chết. Một viên đan dược lăn trong tay, Trần Đức nuốt xuống, khuôn mặt nổi lên sắc hồng đỏ, thương tích trên người nhanh chóng hồi phục đến 7-8 phần. Ấy thế mà chưa chết, ánh mắt Quan Vân Dương hừng hực, cảm thấy bất ngờ. Dùng thực lực thiên tôn cảnh đỡ một kiếm và một quyền toàn lực của ông ta thì Trần Bát Hoang tuyệt đối là người đầu tiên. Phải công nhận rằng Trần Bát Hoang quả thật là một yêu nghiệt. Càng yêu nghiệt thì hôm nay càng phải chết, trong mật Quan Vân Dương hiện lên vẻ ác độc, lại tiếp tục xúc thế, giống như một viên đạn thoáng chốc đã xông đến trước mặt Trần Đức. Ầm, ầm, một quyền. Ông ta lại đánh ra một quyền về phía Trần Đức. Đối mặt với một quyền kia, Trần Đức lập tức thi triển cửu trọng cực ảnh đến mức cùng cực, sức mạnh tăng lên gấp 500 lần, cơ bắp trên cánh tay giống như nham thạch phồng lên, linh khí màu vàng bùng nổ, đón đỡ. Trực tiếp cứng đối cứng. Đám người Đồ Trường Sinh, Lý Thanh Nguyệt. Thấy cảnh ấy thì quả thật có chút há hốc miệng. Dùng nầm tay cứng đối cứng, Trần Bát Hoang, điên rồi ư. Y Thái Cực, Đồ Trường Sinh, Từ Thái Khôn, Lý Thanh Nguyệt mặt mày trắng bệch, lo lắng không thôi. Tuy Trần Đức mạnh thật, nhưng sự chênh lệch cảnh giới giữa anh và Quan Vân Dương không chỉ là tí tẹo. Dù là ai cũng biết, thực lực chênh nhau quá lớn thì chỉ có phòng ngự chờ đợi thời cơ ra tay mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Cứng đối cứng trắng khác nào tự tìm lấy cái chết. Vốn dĩ, Đồ Trường Sinh còn tưởng rằng Trần Đức cũng hiểu được đạo lý ấy, nhưng giờ xem ra. Ông ta thật sự hối hận, không nên để một mình Trần Đức đối đầu với Quan Vân Dương. Hành động đó quả thật là vô cùng sơ suất. Thoáng chốc, nắm tay của cả hai đã va vào nhau. Ầm, một tiếng nổ cực lớn vang lên cùng với một làn sóng linh khí tỏa ra, Trần Đức lại bay ngược ra sau, nắm tay của anh cũng vặn vẹo, gãy xương, da chóc thịt bong, rồi rơi mạnh xuống đất như bị một sợi dây thừng vô hình giật ngược lại. Bay ra cả 300.400 mét thì Trần Đức mới khó khăn lắm dừng lại được, dưới chân anh kéo ra một cái khe dài vài trăm mét. Đá đất bay tứ tung, nứt ra. Còn Quan Vân Dương thì sao? Nắm tay ông ta chỉ là hơi đỏ lên mà thôi. Có điều, khi thấy Trần Đức vẫn còn sống thì lại cực kỳ bất ngờ. Hai quyền. Tận hai quyền mà không chết. Phải biết rằng, Quan Vân Dương mạnh nhất không phải kiếm, mà là quyền. Thế nên, lần đầu sử dụng kiếm, Trần Bát Hoang không chết, ông ta cũng không bất ngờ lắm. Nhưng, sau hai quyền mà anh vẫn chưa chết. Với hai quyền kia của ông ta thì dù là Y Thái Cực thi triển lưỡng nghi chuyển sinh thuật cứng đối cứng cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Mà Trần Đức, một tu sĩ thiên tôn cảnh, trực tiếp đỡ hai quyền của ông ta lại vẫn sống nhăn răng. Quan Vân Dương đã không phải là bất ngờ nữa, mà là hoảng sợ. Tên này, phải chết. Quan Vân Dương đỏ mặt, một tên mới 20 mấy tuổi mà có tư chất như vậy thì đấp hoàn toàn bỏ xa ông ta. Trần Bát Hoang không chết, mai sau. Người chết chính là Quan Vân Dương ông ta. Ầm, Quan Vân Dương lại giơ quyền lên, lần này, ông ta trực tiếp sử dụng võ kỹ hoàng giai cấp cao. Thăng Long Quyền, đùng, từng luồng sầm sét như rắn điện giáng xuống. Từ trên trời rồi tụ lên cánh tay ông ta, phút chốc, nó như một con rồng sấm sét nháy mắt xông thẳng về phía Trần Đức. Trần Bát Hoang, mau tránh ra, đừng cứng đối cứng với ông ta, lúc này, cuối cùng Đồ Trường Sinh cũng không nhịn được. Đứng ở đằng xa hét lên nhắc nhở. Thăng Long Quyền là võ kỹ làm nên tên tuổi của Quan Vân Dương, ông ta dựa vào nó trước đó đã đánh bại đối thủ cạnh tranh ngồi lên vị trí tông chủ Kình Thiên Tông. Ầm, tiếng sấm cuồn cuộn, dưới cơn mưa to, ông ta nhoáng cái đã hạ xuống trước mặt Trần Đức như một vị thần sấm đến trái đất, cả người sấm sét vẩn quanh, nổ đi đùng chồng rất kinh người. Nhưng, Trần Đức vẫn không trốn. Đối mặt với Thăng Long Quyền, anh vẫn đứng im tạo trồ. Ha, sợ ngu người rồi hả, Quan Vân Dương thấy Trần Đức đứng được ra tại chỗ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Xong, ông ta cũng không chút lơ là, chẳng những thế, trái lại khi sắp đến gần Trần Đức,
Quan Vân Dương còn xúc thế thêm lần nữa, phát huy hơn hẳn lúc bình thường, sức mạnh thoáng chốc tăng lên 300%. Chết đi, có thể làm tao sử dụng chiêu này, mày, chết cũng đáng, Quan Vân Dương nắm chắc phần thắng, hét. Nhoáng cái, một quyền lập tức hạ xuống. Ù, ù. Giờ phút này, một cánh tượng khủng bố chợt xuất hiện, trong phạm vi 50 mét đã trực tiếp bị một mảng sấm sét bao phủ, dã thú hay linh thú bên trong đều lập tức hóa thành từng đống xương máu. Bát hoang. Sư huynh. Đám đầu trường sinh hoảng sợ nhìn cảnh tượng ấy, cả người như bị nhấn nút pause cứng lại, một cảm giác đau thương chợt dâng lên trong lòng. Trần Bát Hoang, cũng bị sấm sét bao phủ. Bọn họ không thể nhìn thấy tình hình giữa chiến. Trường, nơi đó tất cả đều là từng luồng dao động bá đạo, khủng bố của Quan Vân Dương, cuồn cuộn không ngừng như một vùng biến sấm sét. Chẳng ai thấy được, giữa biển sấm sét kia, Quan Vân Dương vốn đang nắm chắc phần thắng giờ lại ngẩn người, hoảng sợ. Chí vì, khi nắm đấm của ông ta hạ xuống, Trần Bát Hoang lại biến mất, trực tiếp biến mất như quý mị. Một quyền bá đạo phô trương thanh thế như vậy, nhưng lại không thể đụng tới nối một cọng lông của Trần Bát Hoang. Ông ta chợt ngẩng đầu nhìn lên trời theo bản năng. Cùng lúc đó, đoàng, trên không trung mây đen cuồn cuộn u ám ấy lóe lẻn từng ánh chớp, chiếu sáng cả một vùng trời đen thui. Dưới ánh sáng choang ấy, bóng dáng Trần Bát Hoang lại đứng lơ lửng giữa không trung, ánh vàng lập lòe như một vầng mặt trời chói chang rũ mắt. Nhìn xuống Quan Vân Dương, trên bàn tay bị thương máu cháy đầm đìa ban nãy, lúc này lại đang đan xen, ngưng tụ từng luồng sấm sét. Không, không thế nào, Quan Vân Dương quá thật là không tài nào tin nổi. Sao lại có thế được? Tại sao Trần Bát Hoang lại có thể né được Thăng Long Quyền của ông ta? Thăng Long Quyền không những sẽ tăng lên sức mạnh của ông mà cả tốc độ cũng nhanh hơn bình thường gấp 10 lần. Thế nên tốc độ của anh ta phải nhanh tới cỡ nào chứ? Trần Đức rũ mắt nhìn xuống Quan Vân Dương, trong tay không ngừng bấm ấn, đầu ngón tay liên tục múa may ra tàn ảnh. Chẳng mấy chốc, biến sấm sét xung quanh Quan Vân Dương giống như bị thứ gì đó lôi kéo bổng dưng bay thẳng lên không rồi tụ lại trong lòng bàn tay Trần Đức. Trấn lôi ấn. Bấy giờ, Trần Đức cũng hét lén, trấn lõi ấn. Ngưng tụ lại, thoáng chốc, sấm sét đi đùng như là tận thế đến trông vô cùng khủng bố. Chạy. Trong lúc bất ngờ chưa kịp phản ứng. Quan Vân Dương hoàn toàn không kịp chống lại nên chỉ có thể chọn cách bỏ chạy. Một võ giả thông thần tầng 9 như ông ta, đối mặt với một võ giả thiên tôn cảnh lại phải bỏ chạy thì đúng là khó tin, cũng có lẽ sẽ chẳng ai tin vào điều đó. Nhưng, ông ta lại thật sự chạy trốn. Không chút suy nghĩ, ông ta nhanh chóng rút. Lui. Nhưng, điều kỳ lạ là ngay khi ông ta vừa di chuyển, Trần Bát Hoang đã đến gần và đứng ngay cạnh ông ta. Khoảng cách giữa hai người chỉ chưa đầy nửa mét. Nhanh quá. Ra đầu Quan Vân Dương tê dại, tốc độ của Trần Bát Hoang quá nhanh, quá quái dị. Nhanh hơn ông ta gấp trăm lần. Ông ta không có cơ hội né tránh nào cả. Đó là, côn bằng, phù hư thân pháp. Côn bằng phù hư thân pháp trong truyền thuyết, nhìn thấy những hoa văn ẩn hiện dưới lòng bàn chân Trần Đức, y thái cực nhớ đến những ghi chép trong sách Cố Ớ Tông Môn, sắc mặt đỏ bừng. Truyền thừa của lão tổ, Bát Hoang, cậu ấy thực sự đã đạt được truyền thừa của lão tổ. Y thái cực không hề nhìn nhầm, đó đúng là côn bằng phù hư thân pháp này là võ kỹ thiên giai cao cấp, giống như lưỡng nghi chuyển sinh thuật, cực kỳ hiếm thấy. Cộng thêm cựu trọng cực ảnh, loại tốc độ đó đã vượt quá mức bình thường rồi, sao Quan Vân Dương có thể trốn thoát được. Trong phút chốc, chấn lôi ấn giáng xuống, nhấn chìm Quan Vân Dương. A. À. Quan Vân Dương gầm lên một tiếng, bay ngược ra xa, chấn lôi ấn mạnh mẽ hạ xuống trên người ông ta, cho dù ông ta có cảnh giới rất cao cũng khó có thể chống lại được loại võ kỹ cao cấp này, da thịt rách toạc, áo quần nhuốm đầm máu. Trần Bát Hoang, mẹ y thực sự khiến tao rất kinh. Ngạc! Quan Vân Dương lau vết máu trên mặt, vẻ mặt gớm ghiếc, hai mắt như dân cạp nong nhìn chằm chằm Trần Đức, sát khí đằng đằng, dùng ánh mắt áp bức anh. Còn ông thì không khiến tôi ngạc nhiên chút. Nào cả. Trần Đức ăn miếng trả miếng, trên người anh cũng dính rất nhiều máu, có của Quan Vân Dương, nhưng, máu của anh chảy ra nhiều hơn. Vậy sao? Quan Vân Dương hít sâu một hơi, quá thực, một võ giả thông thần cảnh tầng 9, vậy mà đấu với mày lại gian nan như vậy, thật mất mặt. Có điều. Lúc này, khóe miệng của ông ta hiện lên một vòng cung kỳ quái, Trần Bát Hoang,
cho dù mày may mắn chiếm được thế thượng phong thì đã sao? Có thể giết chết tao không? Không thể, đúng không? Quan Vân Dương là một kẻ rất tùy ý, có chỗ dựa nên không sợ. Đúng vậy, trước mắt ông ta quả thực đã bị thương, nhưng vết thương trên người ông ta căn bản không đáng gì cả, hoàn toàn là vết thương nhẹ. Không hề thương tổn đến căn nguyên của ông ta. Khoảng cách giữa ông ta và Trần Bát Hoang thật sự không phải chỉ là chút đỉnh, cho dù tốc độ của anh nhanh đến mức quái dị thì đã sao? Dùng võ kỹ cực mạnh thì thế nào? Vẫn không thể thực sự khiến ông ta bị thương. Mày không thể giết tao, nhưng tao có thể giết mày. Khí thế của Quan Vân Dương không hề suy giảm, một luồng khí tức đẳng máu, đang đắng sát khí bao quanh người ông ta, sau đó, ông ta cất bước tiến về trước. Bịch! Một bước, toàn bộ mặt đất vừa bị dẫm lên sụp xuống, xung quanh giường như có động đất, hơi run lên. Tiếp đó, bước thứ hai, bước thứ ba, từng bước hướng về phía Trần Đức. Trần Bát Hoang, hôm nay, tao sẽ cho mày biết khoảng cách giữa thiên tôn và thông thần lớn như thế nào. Khí tức trên người Quan Vân Dương tăng lên theo mỗi một bước đi của ông ta, sau 9 bước, ông ta đột nhiên dừng lại. Quan Vân Dương đã đạt tới thông thần cảnh đỉnh phong của đỉnh phong. Cơ bắp toàn thân căng phồng, dao động kinh thiên động địa, rời núi lấp biển chắc chắc cũng sẽ không vấn đề gì. Trần Bát Hoang, mày có thiên phú không tệ, nhưng đáng tiếc, mày đã chọn sai tông môn, đối đầu với tao thì chỉ có một con đường chết. Quan Vân Dương không giữ sức nữa. Lúc trước ông ta dùng hết sức lực chí là sức mạnh của chính bản thân ông ta, nhưng ông ta cũng có võ kỹ. Võ kỹ huyền giai cao cấp. Cực cảnh biến. Chỉ cần dưới thông thần cảnh, bất kể là ở cảnh giới nào, đều có thể dùng võ kỹ này đạt tới cực hạn của cảnh giới hiện có. Thời gian duy trì, chỉ có 10 phút. Nhưng, như vậy cũng đủ rồi. Một chiêu, tao chỉ cần một chiêu là có thể nghiền nát mày thành bột. Ánh mắt của Quan Vân Dương cực kỳ hung ác. Nhìn chằm chằm Trần Đức, tâm trạng điên cuồng dao động. Trước đây, ông ta chưa từng nghĩ đến chuyện Trần Đức có thể ép ông ta đến nước này, ép đến mức phái dùng cực cánh biến. Đây là con át chủ bài của ông ta, thường thì. Chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ thì ông ta sẽ không thi triển võ kỹ này. Trần Đức không nói, anh Vân luôn im lặng, cứ im lặng như vậy nhìn Quan Vân Dương, không lẽn tiếng cũng không động thủ. Đôi con người sâu thẳm màu tím cứ như vậy mà yên lặng nhìn ông ta. Bùm! Cũng trong giây phút đó, Quan Vân Dương không thể đợi thêm được nữa, sau khi thi chiến cực cảnh biến, năm ngón tay ông ta tụ lại thành nầm đấm, khí huyết cuộn trào, toàn bộ cánh tay đỏ như máu, trong chốc lát vung vẩy trên không trung. Nầm đấm vừa động, bất luận là khí thế hay sức mạnh cũng đều mạnh hơn trước gấp trăm lần. Quả thực là gấp trăm lần, tuyệt đối không ngoa. Nắm đấm xẹt qua không gian. Cả không gian giống như một mảnh vải vụn bị ông ta khuấy động, vết nứt không gian giống như thủy tinh vỡ nát, không ngừng nứt ra khiến da đầu người ta tê dại. Trong cùng một giây, thị huyết quyền. Quan Vân Dương hét lên dữ dội, cánh tay mang. Theo sức mạnh 30 đến 50 ngàn long tượng, gào thét lao về phía Trần Đức. Một quyền tung ra, thiên địa im lặng, khí huyết dâng trào. Một quyền này thực sự là quá mức kinh người, quyền ý vậy mà lại phát ra âm thanh nổ đùng đoàng. Cuốn theo dấu vết của đại đạo thiên địa, tà khí bức người. Toàn bộ thiên địa đều trở nên im lặng vì một quyền này, hàng ngàn dã thú và linh thú cảm nhận được luồng sức mạnh dâng trào kia, đột nhiên ngừng chém giết, toàn thân run lẩy bẩy, theo bản năng rút lui. Một quyền, cực kỳ quỷ dị, kinh hoàng, chấn động. Đồ Trường Sinh, Lý Thanh Nguyệt, Từ Thái Khôn, Y Thái Cực và những người khác đều toát mồ hôi lạnh, đều lè thông thần cảnh. Nhưng bọn họ so với Quan Vân Dương hiện tại hoàn toàn là người của hai thế giới. Cho dù là bọn họ cũng không hề tự tần có thể tiếp được chiêu này, Trần Bát Hoang có thể đỡ được một quyền này không? Chắc chắn là không thế, thậm chí trong đầu bọn họ còn hiện lên hình ảnh Trần Đức mất mạng, bọn họ hoàn toàn không tin Trần Đức có thể chịu. Được một quyền này, không phải bọn họ coi thường Trần Đức, cũng không phải Trần Đức không đủ chấn động, yêu nghiệt. Trần Đức thấy thực lực Quan Vân Dương chợt tăng vọt rồi đèn cuồng xông đến, con người vẫn bình tĩnh không có gì thay đổi, lòng bàn tay liên tục múa may bấm ấn. Trấn Lôi ấn, Thiên Bình ấn, Nhân Vương ấn. Ba ấn đều ngưng tụ lại trong tay phải anh. Tay trái lại bỗng nhiên nối lên một ngọn lửa yếu ớt, nó rất nhỏ, nhưng vừa xuất hiện thì nhiệt độ trong không khí chợt tăng lên. Nhiệt độ ấy dù là Quan Vân Dương cũng có thể cảm nhận được một cách rõ rệt. Lẽ nào cậu ta vẫn còn con bài chưa lật?
Suy nghĩ đó vừa xuất hiện đã bị Quan Vân Dương ném lên 9 tầng mây, thực lực mà Trần Bát Hoang thể hiện ra đã đủ khủng bố và yêu nghiệt. Nếu vẫn có con bài chưa lật thì các võ giả khác còn sống cứu gì nữa. Ông ta không tin Trần Đức còn con át chủ bài nào nữa, sự lạnh nhạt, bình tĩnh kia của cậu ta chắc chắn chỉ là làm màu, muốn dụ cho ông ta lộ ra sơ hở mà thôi. Thế nên, ông ta không chút do dự trực tiếp đấm một quyền về phía Trần Đức. Thoáng chốc, nắm tay của ông ta đã hạ xuống và bao phủ lấy anh. Trần Đức không hề chần chừ, cùng lúc đó, anh cũng giơ trường lên, trực tiếp đón đỡ. Bát Hoàng Ấn. Toàn bộ linh lực trên người anh như một cái máy bơm chuyển hết vào lòng bàn tay, Bát Hoàng Ấn càn quét không địch thủ trực tiếp nghênh đón. Ầm. Chí trong phút chốc, quyền chướng đã va vào nhau. Xèo, xèo, xèo. Tiếng va chạm như lốc xoáy càn quét khắp mọi nơi, không gian nổ ầm ầm, vỡ vụn hết lớp này đến lớp khác, dao động vô hình trực tiếp san bằng một ngọn núi cao cả vài trăm mét. Trần Đức bị một quyền kia đấm bay ngược ra. Sau. Toàn bộ linh lực của anh đã bị tiêu hao hết, không còn sót lại chút nào. Nhưng, một quyền của Quan Vân Dương vẫn bị anh đỡ được và hóa giải. Vẫn không thể lấy đi tính mạng anh. Trái lại, nắm tay của Quan Vân Dương còn bị bẻ gãy, nát bét như bị thuốc nổ nổ tung trên không trung, máu me be bét. Cánh tay kia của ổng ta hoàn toàn hóa thành một đống bọt máu. Đỡ, đỡ được, Quan Vân Dương không tài nào tin nổi. Cơn đau trên cánh tay suýt nữa khiến ông ta ngất xíu. Một quyền vô địch, toàn lực đầy tự tin của ông ta lại bị Trần Bát Hoang hóa giải. Quan Vân Dương nhìn cánh tay bị nổ tung máu me be bét mà sắc mặt hết sức khó coi, ảm u như răng đầy mây đen. Nên mới nói chuyện thì đừng nói chắc quá, đúng không nào? Một quyền của thông thần tầng 9 có vẻ cũng chẳng thể giết chết võ giả thiên tôn cảnh là tôi nhỉ. Mặt mày Trần Đức tái nhợt, dù anh đã rất suy yếu. Nhưng vẫn rất bình tĩnh và lạnh nhạt, không có. Vẻ gì là kích động? Là tao sơ sót, Trần Bát Hoang, mày thật sự rất mạnh, nhưng... Vậy thì sao, một chiêu không giết được mày thì còn có chiêu thứ hai, còn mày, có thể giết chết tao sao? Quan Vân Dương phát hiện Trần Đức đã suy. Yếu. Giờ phút này, Trần Bát Hoang đã là nỏ mạnh hết đà. Chiêu Bát Hoang Ấn kia cực kỳ nghịch thiên, dùng cảnh giới thiên tôn cứng đối cứng với thông thần tầng 9. Khoảnh khắc ấy, Quan Vân Dương đã rất kinh ngạc và sợ hãi. Nhưng, ông ta rõ ràng phát hiện sau một trưởng Trần Bát Hoang đã cực kỳ suy yếu. Ngay cả đứng thôi cũng hết sức khó khăn. Mày không thể giết tao thì tao sẽ giết chết mày. Ông ta vừa nói xong, lại đấm ra một quyền. Lần này, không có long trời lở đất, không có xúc thế hay võ kỹ, mà chỉ đơn thuần là linh lực. Không xong rồi. Đồ Trường Sinh hoảng sợ. Ông ta cũng nhận ra Trần Đức đã suy yếu. Thoáng chốc, linh khí trên người ông ta chợt bùng nổ, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía Trần Đức định bảo vệ anh. Tiếc là, tốc độ của ông ta quá chậm. Ông ta vừa nhích người, Quan Vân Dương đã đến gần Trần Đức. Quyền phong mênh mông cuồn cuộn, nổ ầm ầm phút chốc đập đến trước mặt Trần Đức. Chết đi cho tao. Một quyền đấm thẳng vào đầu Trần Đức, Quan Vân Dương âm trầm ác độc cười. Cuối cùng cũng sắp giải quyết được tẻn khốn này nên trong lòng rất là phấn khích. Chết! Xong, đúng lúc này, Trần Đức vốn đang trong bước đường cùng bỗng chậm rãi nở một nụ cười gàn đầy quỷ dị, ông đang nói mình hả? Khi Trần Đức mở miệng thì biến cố cũng chợt xảy ra. Khoảnh khắc nắm tay Quan Vân Dương đấm tới, một ngọn lửa giống như dân nước bổng quấn lên cánh tay ông ta. Chưa đến 0,00001 giây đã bao phủ cả cánh tay ông ta. Ngọn lửa hừng hực tức thì khiến không khí xung quanh trở nên nóng bỏng, một cảm giác bỏng cháy chợt xuất hiện, nắm tay đang đấm vào đầu Trần Đức của Quan Vân Dương bỗng hóa thành tro. Mà đây lại chỉ mới là bắt đầu. Ngay sau khi ngọn lửa ấy nuốt chửng ánh tay ông ta, lại men theo cánh tay bao trùm lấy cả người Quan Vân Dương. Nhiệt độ khủng bố nóng bỏng thiêu đốt, dù là Quan Vân Dương cũng không thể chống cự. A. Quan Vân Dương hét lên thảm thiết. Mặt mày giữ tợn định dập tật lửa. Đáng tiếc, mọi thứ đều là phí công. Ngọn lửa len lồi kia giống như hàng ngàn con kiến gặm cắn cơ thể, thần kinh ông ta từng chút một. Nó thậm chí còn chui vào trong tim gan phèo phổi và thức hải. Của ông ta. Không, đây là cái gì, đây là cái gì? Quan Vân Dương hét lên, ông ta cực kỳ sợ hãi, bóng ma chết chóc như bao phủ cả người ông ta, tim gan phèo phổi run rẩy, máu bốc cháy.
cơ bắp héo rút, khô cạn. Quan Vân Dương định vận chuyển linh khí, nhưng linh hải của ông ta đã bị đốt khô kiệt, ngay cả kim đan cũng bị hòa tan. Phế rồi. Ông ta trực tiếp bị ngọn lửa kia đốt cháy thành một phế nhân. Trần Đức bước từng bước một về phía Quan Vân Dương, đi đến trước mặt ông ta rồi dừng lại. Anh Chí dùng sức mạnh cơ thể, giơ tay chộp một cái. Phụt, xèo, xèo. Cánh tay xuyên anh qua ngọn lửa, đâm thủng xương cốt đến tận trái tim ông ta. Phụt, năm ngón tay nắm lại, dùng sức bóp một cái, một tiếng trầm đục chợt vang lên, Quan Vân Dương ngã bịch xuống đất. Trong mắt Quan Vân Dương đã không còn chút sức sống nào, chỉ còn lại sự không cam, khó hiếu, chấn động, sợ hãi và ngờ vực. Ngọn lửa vẫn đang nuốt lấy ông ta. Xin lỗi nhé, tôi đúng là có thể giết chết ông, Trần Đức nhàn nhạt nói một câu. Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của anh, Quan Vân Dương đã hoàn toàn bị dây ly hỏa đốt thành tro. Ngọn lửa hóa thành một luồng sáng nhạt bay vào trong cơ thể, dung hợp vào máu của anh. Bịch! Giờ phút này, Trần Đức ngồi bệt xuống đất, cuối cùng cũng không thể đứng nổi nữa. Anh đã quá mệt mỏi, trận chiến với Quan Vân Dương chắc phải vượt qua gần hai cánh giới lớn, mỗi một chiêu, mỗi một bước và mỗi động tác đều gặp phải áp lực rất lớn. Cao thủ cỡ đó, dù là sử dụng ly hỏa thì anh cũng chỉ có thể lén thả nó ra trong khi bát hoang ấn. Gây ra chấn động to lớn, không thì sẽ bị đối phương phát hiện. Linh Lung vì đại trận khô hàn đã rất suy yếu, nên anh hoàn toàn không thể mượn sức mạnh của cô ta, chỉ đành dựa vào chính mình. Trận chiến này có thể nói không bước nào là không nguy hiểm và chấn động. Hiểm hiếm thắng thám. Đôi mắt ngự thú chùn bước, hơn 100.000 linh thú như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lùi vào trong núi linh thú, Kình Thiên Tông cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm. Bọn họ rất thám. Hơn 10.000 người đến, giờ lại chỉ còn chưa đến 3.000. Trên trường luyện võ, lọt vào trong tầm mắt đâu đâu cũng là máu tươi, xác chết và thi cốt không được đầy đủ. Xác chết khắp nơi, máu tươi nhuộm đẫm mất. Đất, Quan Vân Dương đã chết, các người còn không bỏ vũ khí xuống, tự phong linh hái, khoanh tay chịu trói sao. Đồ Trường Sinh là người đầu tiên đi đến trước mặt Trần Đức, nhìn hình ảnh ấy mà hết sức chấn động. Xong, ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại, hét lên điếc cả tai. Thoáng chốc. 3.000 người còn lại lập tức nhìn thấy xác chết của Quan Vân Dương. Giờ phút này, họ thật sự hoảng. Tông chủ, trưởng lão Kình Thiên Tông đều bỏ mạng, mà họ tuy còn sống, nhưng cũng bị thương nặng. Lúc này, sao có thể không hoảng cho được? Cả đám đều dứt khoát tự phong linh hải, đầu hàng. Thắng! Chúng ta thắng rồi! Ha ha, chúng ta thắng phôi! Mấy ngàn đệ tử Lưỡng Nghi Tông thấy cảnh đó đều vô cùng kích động, ngửa mặt lên trời cười to. Trần Bát Hoang dùng sức một người dẹp yên toàn bộ Kình Thiên Tông. Cảnh tượng khó tin đầy chấn động ấy nếu không được nhìn thấy tận mắt thì ai mà dám tin cơ chứ? Bỗng dưng, hết người này đến người khác như thủy triều xông về phía Trần Đức. Bát Hoang Sư Huynh! Bát Hoang Sư Huynh uy vũ! Bát Hoang Sư Huynh vô địch! Ha ha, Bát Hoang Sư Huynh, anh thật là mạnh! Bọn họ xúm lấy Trần Đức, nâng anh lên rồi tung lẽn trời hết lần này đến lần khác. Phấn khích hô tẹn anh. Sau trận chiến này, địa vị của Trần Đức đã nhanh chóng tăng lên trong lòng các đệ tử Lưỡng Nghi Tông. Gần như trở thành cây trụ tinh thần của họ. Cả đám đều nước mắt lưng tròng, hết sức kích động hét tên anh. Lưỡng Nghi Tông có Trần Bát Hoang thì có hy vọng rồi, có hy vọng rồi, Đồ Trường Sinh cũng kích động đến bật khóc. Nếu không có Trần Đức thì hôm nay Lưỡng Nghi Tông chắc chắn sẽ diệt vong. Lý Thanh Nguyệt. Từ Thái Không cũng kinh ngạc nhìn Trần Đức tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hết sức vui. Mừng! Trần Đức cũng vui vẻ trong sự tung hứng của mọi người, nở nụ cười ấm áp. Sau đó, hoàn toàn ngất xỉu. Một trận chiến sống còn này cuối cùng cũng kết thúc. Đợi đến khi Trần Đức tỉnh lại lần nữa thì đang nằm trên một chiếc giường cực kỳ mềm và quý giá. Anh hơi nhúc nhích, cơ thể lập tức truyền đến một cơn đau như muốn xé rách cả người. Bát Hoang! Cậu tính rồi à, Đồ Trường Sinh ở cạnh giường thấy anh tỉnh bèn bước đến, đừng lộn xộn, cậu bị thương quá nặng, phải nghỉ ngơi cho. Tốt! Trần Đức cảm nhận vết thương trên người, bàn tay khẽ lật, lấy ra 3 viên đan dược, không chút suy nghĩ ném vào trong miệng. Chẳng mấy chốc, vết thương trong cơ thể đã bắt đầu liền lại, khôi phục 70-80%. Trường lão, tôi ngất bao lâu, Trần Đức nhìn đại trướng lão trợn mắt há hốc mồm nghiêm trọng hỏi. Không lâu.
chỉ mới 3 ngày thôi, Đồ Trường Sinh nhìn Trần Đức từ trên xuống dưới một lượt, bát hoang, cậu. Không sao rồi. Đồ Trường Sinh chống gậy, kinh ngạc nhìn Trần Đức, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Phải biết rằng, ông ta biết rõ vết thương của Trần Đức đã ảnh hưởng đến kinh mạch, xương cốt. Dù có dùng một số tiền lớn mua không ít đan dược đút cho anh ăn thì ít nhất cũng mất nửa tháng mới khỏi hẳn được. Nhưng mà, Trần Đức vừa mới ăn vào 3 viên đan dược, thế mà lại khôi phục được 70-80 độ O. Đồ Trường Sinh quá thật không thể tin vào hai mắt của mình. Lần này vừa tính, Trần Đức lại làm cho ông ta chấn động thêm một lần nữa. Cho dù ông ta có ngu hay mắt mờ thì cũng biết tác dụng rõ ràng như thế là có liên quan đến mấy viên đan dược kia. Trần Đức cũng không chú ý tới vẻ mặt đầy chấn động của Đồ Trường Sinh, sau khi nghe nói đắp 3 ngày TH, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm trọng, khẽ. Nhíu mày, đắm chìm trong suy nghĩ của mình. 5 ngày, bấm tay tính toán thì chỉ còn lại có 5 ngày là nhà họ Ưng sẽ rời phong ấn trong cơ thể Ưng Thanh Vũ lên người khác, sau đó, xử lý cô ta. Anh phải chạy đến nhà họ Ưng và ngăn cản mọi thứ trong vòng 5 ngày. Bát hoang, giọng nói già nua của Đồ Trường Sinh chợt truyền đến, Trần Đức lập tức hoàn hồn lại. Thấy Trần Đức hoàn hồn lại, Đồ Trường Sinh thân thiết, dịu dàng hỏi, bát hoang, vết thương của cậu sao rồi, thật sự không sao rồi hả? Vâng, Trần Đức gật đầu. Tốt, Đồ Trường Sinh vui vẻ nói, không sao là được rồi, không sao là được rồi. Bát hoang, đi theo tôi. Mấy trưởng lão đang chờ cậu tinh lại đế bàn với cậu một chuyện. Bàn bạc với tôi, Trần Đức tò mò hỏi, chuyện gì thế? Là chuyện rất quan trọng. Đồ Trường Sinh cũng không vội nói, dẫn Trần Đức đi thẳng đến đại điện nghị sự của Lưỡng Nghi Tông. Bình thường, đại điện nghị sự chỉ có những ai trên chấp sự mới được vào, Trần Đức là người đầu tiên và cũng là duy nhất từ trước đến giờ dùng thân phận đệ tử đến nơi này. Anh vừa đến, từ Thái Khôn. Lý Thanh Nguyệt và Y Thái Cực cũng nhận được tin đi vào trong điện. Ngoài ra, còn có 50 mấy gã chấp sự cũng tiến vào bên trong. Họ lần lượt tìm được vị trí của mình rồi ngồi xuống. Y Thái Cực thì lại đứng bên cạnh vị trí tông chủ. Sau trận chiến kia, ông ta đã già đi rất nhiều, thực lực cũng tụt xuống một mảng lớn, trông hơi uể oải. Trần Đức hơi xấu hổ, trong đại điện chỉ còn lại 2 vị trí. Một cái là tông chủ. Cái còn lại là vị trí trưởng lão bên cạnh 3 người Đồ Trường Sinh. Anh cũng không tiện đi qua ngồi, chỉ có thế đứng. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Ai đến đây cũng không nói chuyện, mà chỉ lặng lặng ngồi. Bên ngoài, 40000-5000 đệ tử và mấy trăm chấp pháp giả của Lưỡng Nghi Tông cũng tập hợp lại, nghiêm nghị đứng ngoài cửa. Đợi mọi người trở về vị trí của mình, Y Thái Cực mới chậm rãi mở miệng. Bát hoang! Lần này gọi cậu đến là có 2 chuyện muốn bàn với cậu. Việc đầu tiên, tông chủ đang ở vương triều vô cương phía xa đã nghe nói về chuyện của Kình Thiên Tông. Sau khi chúng tôi thảo luận và bàn bạc đã đưa ra một quyết định. Ông ấy đã nhường ra vị trí tông chủ, sau ngày hôm nay, cậu, Trần Bát Hoang chính là tông chủ của Lưỡng Nghi Tông. Cậu ấy vừa được nói ra, Trần Đức lập tức ngơ ngác, song anh chỉ ngẩn ngơ một lát rồi nhanh chóng hoàn hồn, từ chối, không được, tôi không đồng ý. Tại sao? Tốc độ từ chối của Trần Đức khiến mọi người bất ngờ. Phải biết rằng, chuyện một đệ tử vừa gia nhập Lưỡng Nghi Tông chưa được 10 ngày đã lên làm tông chủ là lần đầu tiên. Có biết bao nhiêu đệ tử, chấp sự, trưởng lão mong muốn được lên làm tông chủ, dần dắt Lưỡng Nghi Tông. Nhưng Trần Bát Hoang lại từ chối. Lẽ nào, anh định rời khỏi Lưỡng Nghi Tông? Suy nghĩ đó vừa xuất hiện, Y Thái Cực lập tức hơi sốt ruột, chưa chờ Trần Đức trả lời đã nói tiếp. Bát hoang, giờ từ trên xuống dưới Lưỡng Nghi Tông chỉ có cậu mới có tư cách đảm nhiệm vị trí này. Trình Lâm Phong cũng đã hoàn toàn nhường lại vị trí tông chủ. Cái này, Trần Đức cười khố, bất đắc dĩ nói, mọi người, Trần Bát Hoang tôi ham chơi từ nhỏ, không chịu gò bó, càng không giành quản lý. Tôi thật sự không thích hợp với cái vị trí tông chủ kia. Trần Đức không phải đang khiêm nhường, mà là nói thật. Huống chi, anh còn rất nhiều chuyện phải làm. Không muốn bị những việc đó ràng buộc tự do. Bát hoang, cậu yên tâm, vị trí này sẽ không ràng buộc sự tự do của cậu, chuyện trong tông môn cũng có các trưởng lão giải quyết. Chỉ là, vị trí này cậu nhất định phải ngồi, nếu cậu không ngồi thì Lưỡng Nghi Tông sẽ chẳng có ai có thể đám đương nối vào lúc này. Y Thái Cực nói một cách hết sức nghiêm túc.
Trần Đức đã chứng minh được chính mình. Chỉ có anh mới đảm nhiệm được chức vụ tông chủ Lưỡng Nghi Tông. Cũng chỉ có anh mới có thể dần dắt Lưỡng Nghi Tông đi về phía phục hưng và phồn vinh. Nhưng mà, Trần Đức còn định nói gì đó, bỗng nhiên. Bịch, Y Thái Cực lập tức quỳ xuống đất, bát hoang. Lúc này, không phái cậu thì không được. Ông ta vừa quỳ, thoáng chốc, ba vị trường lão, mười mấy chấp sự cũng đứng dậy, quỳ xuống đất. Bên ngoài đại điện, chấp pháp giả, Vương Chính Thanh, Tiêu Chính Thái. Mỗi một đệ tử đều lần lượt quỳ xuống. Bọn họ không nói gì, chỉ im lặng quỳ xuống. Hiện trường lập tức trở nên nghiêm nghị, tĩnh lặng. Bọn họ dùng hành động chứng minh sự sùng bái và kính trọng của mình với Trần Đức, cũng cho thấy quyết tâm làm anh ngồi lên vị trí tông chủ. Anh đồng ý đi, trông dáng vẻ này nếu anh không đồng ý thì e rằng họ sẽ chẳng đứng dậy đâu, giọng nói của Linh Lung chợt truyền đến, huống chi, thân phận ấy cũng sẽ mang đến rất nhiều thuận lợi cho anh trong tương lai. Có một số việc, chỉ có thế là tông chủ mới tham gia được. Trần Đức trầm ngâm một lát. Sau đó, đi đến trước mặt Y Thái Cực, Y Lão, ỏng đứng dậy đi, vị trí tông chủ kia, tôi đồng ý với ông là được. Được, được, được. Y Thái Cực lại bật khóc thêm lần nữa, ông ta thật sự lo Trần Đức sẽ quyết tâm từ chối. Giờ phút này, ông ta kích động đến nổi run người, nhìn về phía cái vị trí dành riêng cho tông chủ ở trên cao đối diện với cửa ra vào nói. Tông chủ, ngài ngồi lên đi rồi tôi đứng dậy. Ông lão này. Trần Đức có chút cạn lời. Đây quá thật là ép người một cách trắng trợn mà. Được, tôi sẽ ngồi lên. Trần Đức đi về phía trước, bước lên bậc thang. Tổng cộng 9 bậc. 9 giây sau, anh bèn đứng đối diện với vị trí tông chủ. Sau đó, Trần Đức hít sâu một hơi, dứt khoát xoay người, ngồi xuống. Ra mắt tông chủ. Ai ngờ, Y Thái Cực không những không đứng dậy, trái lại còn quỳ rạp xuống, kính cấn cúi chào. Trần Đức. Tức thì, các trường lão như Đồ Trường Sinh, Lý Thanh Nguyệt, Từ Thái Khôn, chấp sự, chấp pháp giả và mấy ngàn đệ tử cũng dập đầu. Ra mắt tông chủ. Ra mắt tông chủ. Ra mắt tông chủ. Từng tiếng hô đinh tai nhức óc tràn ngập khí thế cuồn cuồn không ngớt giống như sóng chiều chợt vang lên. Trần Đức ngồi trên vị trí tông chủ, từ trên cao nhìn mấy ngàn võ giả đang nguyện trung thành ở dưới, một khí thế mênh mông cuồn cuộn chậm rãi dâng lên, nhàn nhạt nói. Đứng lên hết đi. Anh vừa nói xong, Y Thái Cực bèn dẫn đầu đứng dậy, sau đó là các trường lão và đệ tử. Tiếp theo, Y Thái Cực tiến lên, nói ra chuyện thứ hai. Tông chủ, người trong thủ đô Vương Triều Vô Cương đến, là người nhà họ Ưng thuộc tộc Bất Tử. Điều trong ba gia tộc lớn, họ nói có chuyện quan trọng cần phải nói cho chúng ta biết. Trong đại điện, trên vị trí tông chủ, ánh mắt Trần Đức chợt khựng lại. Nhà họ Ưng. Ha ha, đúng là khéo ghê. Anh đang chuẩn bị rời khỏi Lưỡng Nghi Tông đi đến nhà họ Ưng, không ngờ lại có người của họ đến, đúng là trùng hợp thật. Tông chủ, bọn họ đang nghỉ ngơi trong điện tiếp khách, có cần mời họ đến không? Lúc này, Đồ Trường Sinh đứng dậy hỏi. Khỏi cần các người mời, chúng tôi đã đến rồi. Ông ta vừa nói xong, bỗng dưng có một giọng nói đầy kiêu ngạo vang lên. Bên ngoài đại điện, có hai bóng người một già một trẻ sóng vai đi đến. Người trẻ là một chàng trai mặt như quan ngọc, chân mày hẹp dài, mũi ưng, làn da trắng nõn, mặc một bộ đồ sa hoa lộng lẫy, bẽn hông đeo một cái ngọc bội, lặc lư theo từng bước đi của hân ta. Rõ, ràng là đàn ông lại có chút ẻo lả, hơi toát ra khí chất của một người con gái. Còn già là một bà lão khoảng 60-70 tuổi, dáng người già cả có chút ốm yếu, tóc lư thưa, cao cao gầy gầy, nhắm mắt theo đuôi đi theo chàng trai. Hai người nhanh chóng bước vào đại điện, trên mặt cả hai đều toát ra vẻ kiêu ngạo, chẳng coi ai ra. Gì? Cậu chính là tông chủ mới nhận chức của Lưỡng Nghi Tông. Người nói chuyện là bà lão kia, hai người đi vào trong điện, dù đứng ở dưới, nhưng lại dùng một thái độ hống hách nói chuyện với Trần Đức. Đúng là một thế lực hạng ba, ha ha, một con kiến thiên tôn cảnh cũng có thể lẻn làm tông chủ, Lưỡng Nghi Tông, môn phái thánh nhân. Đúng là khiến bà lão tôi mớ rộng tầm mắt. Bà lão trực tiếp giễu cợt, khinh bỉ châm chọc một cách trắng trợn. Bà ta không muốn giấu giếm, cũng không cần thiết phải giấu. Bởi vì đằng sau bà ta là nhà họ Ưng, là tộc Bất Tử Điếu. Hơn nữa, bà ta còn là thông thần cảnh. Chỉ một cái Lưỡng Nghi Tông mà thôi, bà ta hoàn toàn không coi ra cái đinh gì. Tuy Y Thái Cực, Đồ Trường Sinh,
Từ Thái Khôn, Lý Thanh Nguyệt vô cùng khó chịu, nhưng cũng không ai dám nói gì, thậm chí còn chẳng dám thó mạnh. Đành vậy chứ biết sao, thực lực hạng ba so với nhà họ Ưng thì quả thật giống như con kiến trước mặt con voi. Họ mà dậm chân một cái, Lưỡng Nghi Tông sẽ long tròi đất lỡ, tông hủy người vong. Tiền bối. Y Thái Cực hoi cười khổ, định tiến lên giải thích một chút tại sao Trần Đức lại là tông chú, chí là ông ta chưa mở miệng đã bị Trần Đức ngắt lời. Anh ngồi trên vị trí tông chú, rũ mắt nhìn xuống hai người, nhàn nhạt nói, người tới là ai? Tự báo họ tên đi. Hử! Thấy Trần Đức lạnh nhạt, bình tĩnh như thế, bà. Lão có hơi khó chịu, hừ hừ nói tôi, người hầu của nhà họ Ưng, Ưng Hoa Thủy. Người đứng bên cạnh tôi chính là một trong 10 thanh niên xuất sắc nhất của nhà họ Ưng, Ưng Thanh Khoa. Ồ! Trần Đức lạnh nhạt gật đầu, hờ hững nói, tới đây có chuyện gì không? Bát Hoang, Y Thái Cực đứng cạnh sốt ruột đến độ đổ mồ hôi lạnh, nhỏ giọng nhắc nhở, nói chuyện nhẹ nhàng một chút, trước mắt thì chúng ta không thể chọc vào nhà họ Ưng được. Trần Đức không để ý đến ông ta. Trần Đức như không nghe thấy. Đối phương kiêu ngạo, hờ hững ra vẻ ta đây như thế mà còn muốn anh nhẹ nhàng một chút. Ha ha, đùa cái gì vậy? Xong, Trần Đức cũng không tức giận, bà lão kia vẫn chưa chạm vào giới hạn của anh. Ít nhất thì trước mắt phần chưa. Anh tạm thời coi bà ta như một con khỉ đang múa xiếc vậy. Thái độ ấy của Trần Đức khiến Ưng Hoa Thủy cực kỳ khó chịu, đang định mở miệng nói gì thì Ưng Thanh Khoa hơi ẻo lả bên cạnh bòng nói. Ưng lão, đừng lãng phí thời gian nữa, nói thẳng vào chuyện chính đi. Đây là môn phái cuối cùng cần thông báo rồi, thông báo xong chúng ta còn phái quay về thủ đô nữa. Vâng. Ưng Hoa Thủy khẽ hừ một tiếng, lùi sang bên cạnh. Ưng Thanh Khoa lấy ra một cuốn ý chỉ màu đỏ, mở ra rồi nói. 5 ngày sau, Ưng Thương, con trai thứ 14 của Chiếu Vương sẽ vâng theo lệnh vua tổ chức một buổi lễ long trọng, nghênh đón thiếp thất thứ 36, riêng mời các thế lực ở Bắc Hoang trong Vân Tiêu giới đến dự lễ. Đến lúc đó, Thành Phụng Thiên sẽ tổ chức đại hội luận võ nhằm chung vui. Thế lực các người hãy chọn ra một số thanh niên tài tuấn để đến góp vui. Ưng Thanh Khoa gắn từng từ một đọc. Ý là có 3 điều, đầu tiên, con trai thứ 14 của Ưng Chiếu là Ưng Thương sẽ lấy vợ bé thứ 36 vào 5 ngày sau nên mời tất cả những thế lực ở Bắc Hoang đến tham gia. Thứ hai là vào ngày Ưng Thương kết hôn sẽ tổ chức một tiết mục giống như ở thế tục trên trái đất như ca hát nhảy múa. Mà Vân Tiêu giới một nơi tôn thờ võ đạo thì đương nhiên sẽ là luận võ. Họ yêu cầu mỗi tông môn phái cử ít nhất 3 người đến tham gia, không giới hạn thân phận, tuổi không vượt qua 30 là được. Thứ ba, người vợ mà Ưng Thương sắp cưới lần này cực kỳ xinh đẹp, quả thật nghiêng nước nghiêng thành. Vì khoe ra nên dáng dấp của người con gái đó cũng được in chẽn tờ ý chí kia để mọi người cùng nhìn. Tóm lại là muốn các tông môn đưa tiền, đưa người rồi ngắm người phụ nữ của Ưng Thương. Hắn ta máy móc đọc xong ý chí, sau đó cầm ý chỉ nói, Lưỡng Nghi Tông, tiếp chỉ. Cảm ơn cậu Ưng. Y Thái Cực tự mình bước lên nhận lấy tờ ý chỉ kia. Trông ông ta rất cung kính, dù tên kia khá trẻ, Y Thái Cực cũng gọi một tiếng cậu. Nhưng, Ưng Thanh Khoa lại không thả tay ra, mà vẫn cầm chặt lấy ý chỉ. Y Thái Cực ngẩng đầu lên, khó hiểu nói, cậu Ưng, cậu đây là... Ai cho ông cái quyền được đứng để tiếp chỉ? Khóe miệng Ưng Thanh Khoa bỗng nhếch lên lộ ra một nụ cười giễu cợt, giọng điệu nhẹ nhàng, óng ẹo nói, tiếp chỉ, phái quỷ lại, ỏng không biết sao. Câu đó vừa được nói ra. Y Thái Cực, Đồ Trường Sinh, Lý Thanh Nguyệt, Từ Thái Khôn, thậm chí là toàn bộ đệ tử của Lưỡng Nghi Tông đều đanh mặt lại, cực kỳ tức giận. Vân Tiêu giới cũng không bắt bất cứ ai phải quỳ tiếp chỉ. Không có cái quy định ấy. Trừ khi tự nguyện, không thì một khi võ giả quỳ xuống chẳng khác nào là một sự sỉ nhục. Làm hại đến đạo tâm, suy nghĩ cũng đi vào con đường cụt, tu vi cả đời chắc chắn sẽ bị hạn chế, thậm chí vào lúc quan trọng có khi sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Ưng Thanh Khoa đây là đang cố ý gây chuyện. Y Thái Cực nhìn thẳng vào Ưng Thanh Khoa, gương mặt già nua đỏ bừng nói, thưa cậu. Cổ quốc vô cương hình như cũng không có quy định phải quỳ lạy để tiếp chỉ. Cậu, tôi nói có là có. Ưng Thanh Khoa liếc nhìn Trần Đức vẫn im lặng ngồi ở phía trên, lại ngó Y Thái Cực, cười cợt, ở trước mặt cái loại thấp kém như các người, tôi đây. Chính là quy định. Ngoài ra, tôi cũng không phải là nhằm vào ông. Các thế lực hạng ba đều phải quỳ xuống tiếp chỉ. Lẽ nào,
ông định làm trái sao? Y Thái Cực cân răng, gân xanh gồ lên. Trong lòng tràn ngập tức giận, nhưng lại không dám thể hiện ra. Đành vậy, chưa nói đến nhà họ Ưng sau lưng họ, chỉ cần Ưng Hoa Thủy kia thôi cũng đủ để làm Lưỡng Nghi Tông lắc lư rồi. Huống chi, Ưng Thanh Khoa cũng không yếu. Theo dao động của cảnh giới thì chắc là thông thần tầng 7. Vậy mà tuổi lại chỉ khoảng 27, 28. Lưỡng Nghi Tông thật sự không chịu nổi bất cứ sóng gió nào nữa, Y Thái Cực đúng là không dám đắc tội họ. Dù sao, ông ta cũng đi đến cuối con đường tu hành rồi, quỳ một cái cũng chẳng sao. Y Thái Cực nghĩ vậy, hai đầu gối khẽ cong, lập tức quỳ xuống. Tốc độ ông ta quá nhanh nên Trần Đức muốn cản cũng không kịp cản. Ông ta vừa quỳ, trong ngoài đại điện đều chìm trong im lặng. Sắc mặt mọi người đều hết sức khó coi. Thật là nhục nhã. Y Thái Cực vừa quỳ, chịu nhục không riêng ông ta mà toàn bộ Lưỡng Nghi Tông đều bị sỉ nhục, khó chịu đến cùng cực. Nhưng, lại không ai dám nói gì. Đồ Trường Sinh không dám, Lý Thanh Nguyệt và Từ Thái Khôn càng không dám nói. Bọn họ không mở miệng, những người còn lại đều im lặng. Biết vậy chứ sao, hai người kia đã mạnh, nhà họ Ưng còn mạnh hơn. Lưỡng Nghi Tông, một thế lực hạng ba đối mặt với con quái vật lớn đó chỉ có thể nhịn và bị sỉ nhục. Yếu là không có lý. Yếu là không có quyền lên tiếng. Chẽn vị trí tông chủ. Trong con người Trần Đức lóe lên một vẻ sắc lạnh, ảm u, lạnh lùng liếc nhìn phía dưới. Bàn tay khẽ lật, một bầu rượu xuất hiện, anh im lặng ừng ực uống vài hớp rượu. Rượu mạnh chảy xuống cổ họng, anh vẫn không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm phía dưới. Y Thái Cực đã quỳ xuống, hai đầu gối chạm đất. Cùng lúc đó, ông ta giơ hai tay lên nhận lấy tờ ý chỉ màu đỏ chói mắt kia. Chỉ là, Ưng Thanh Khoa vẫn nắm lấy ý chỉ kia không buông. Cũng không định thả ra. Y Thái Cực khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn hẳn ta nói, thưa cậu, cậu. Ông già kia, ông quỳ xuống cũng vô dụng, bảo tông chú các người tự mình đến tiếp. Ưng Thanh Khoa kiêu ngạo rũ mắt nhìn Y Thái Cực, lớn tiếng nói, giọng nói vang vọng cả đại điện. Tông môn khác chỉ cần quỳ xuống thì ai cũng tiếp chỉ được, nhưng riêng Lưỡng Nghi Tông ông lại. Không được, cậu. Y Thái Cực tức đến run người, nhìn chằm chằm vào Ưng Thanh Khoa. Cố ý. Đây tuyệt đối lẻ nhầm vào Lưỡng Nghi Tông bọn họ. Tông môn khác có thế tiếp, họ lại không được, đây chẳng phải nhảm vào thì là gì. Khốn kiếp, hắn ta chắc Trần là cố ý. Đúng vậy, hắn ta tuyệt đối là đang cố ý sỉ nhục chúng ta. Thật đáng ghét mà. Một đám đệ tứ Lưỡng Nghi Tông đều tức đến run người, nổi giận nhỏ giọng bàn tàn, mặt mày đỏ lừ. Ưng Thanh Khoa cũng không sợ hãi trước sự tức giận và khó chịu của họ. Chẳng những thế, hân. Ta còn kiêu ngạo nói. Đúng vậy, giờ, tôi chính là nhầm vào mấy người, nhầm vào Lưỡng Nghi Tông đó, thì sao? Lưỡng Nghi Tông là thế lực đầu tiên lạnh nhạt với họ như vậy. Ưng Thanh Khoa quả thật rất khó chịu. Mấy ngày nay, dù họ đi đến tông môn nào thì cũng là bậc bề trên, được coi là khách quý, hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Nhưng Lưỡng Nghi Tông thì sao? Hôm qua còn tạm được. Cái gì ngon thú vị đều dâng lên. Nhưng hôm nay, chỉ là một tông chú thiên tôn cảnh lại dám thờ ơ, ngồi ở trên không nói chuyện với họ. Dựa vào cái gì? Ưng Hoa Thủy đã khó chịu, Ưng Thanh Khoa lại càng khó chịu hơn. Thế nên, hân ta trực tiếp nói rõ, cho thấy mình nhằm vào Lưỡng Nghi Tông. Dù cho đối mặt với mấy ngàn người trong Lưỡng Nghi Tông, hắn ta cũng không kiêng dè hay sợ hãi. Có được thực lực tuyệt đối thì hân ta chính là pháp tắc. Là quy định. Mày tên là Trần Bát Hoang đúng không? Ưng Thanh Khoa liếc Trần Đức, hờ hững nói, còn không xuống dưới tiếp chỉ. Trần Đức ngồi trên ghế tông chủ nhìn hai người Ưng Thanh Khoa và Ưng Hoa Thủy vẫn không nhúc nhích. Nhóc con, cậu Ưng gọi mày đó, mày còn không lăn xuống à? Là không nghe được hay muốn chết? Ưng Hoa Thủy âm trầm nói, kiêu ngạo nhìn Trần Đức. Cho mày 3 giây, nếu không lăn xuống thì chết. Ồ, Trần Đức như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Chậm rãi đứng dậy, bước từng bước một xuống bậc thang. Sau khi bước xuống bậc thứ 9, Đồ Trường Sinh, Từ Thái Khôn, Lý Thanh Nguyệt và các chấp sự thấy anh đứng dậy thì lòng thầm cứng lại, vô cùng đau đớn. Theo họ, Trần Đức thật sự định quỳ xuống. Dù sao, trước mặt ngoài việc quỳ xuống tiếp chỉ đã không còn con đường thứ hai để chọn. Ưng Thanh Khoa cũng nở một nụ cười đầy kiêu căng và ngạo mạn. Vậy mới đúng chứ? Con kiến như vậy thấy hắn ta thì có tư cách gì kiêu ngạo.
có tư cách gì ngồi chẽn cao. Chẳng mấy chốc, Trần Đức đã đến gần Ưng Thanh Khoa, gần đến nồi xác chỉ cách nhau chưa đến nửa mét. Y lão, ông đứng lên trước đi, Trần Đức xoay. Người, tự mình đỡ Y Thái Cực lên. Bát Hoang, xin lỗi, ánh mắt Y Thái Cực đầy buồn bắp, ông ta không ngờ Trần Đức mới đảm nhiệm chức tông chủ ngày đầu tiên đã bị nhà họ Ưng gây khó dễ. Sớm biết thế đã chờ cho qua chuyện này lại giao chức tông chủ cho Trần Đức sau rồi. Ông ta thở dài một hơi, tràn ngập tự trách xin lỗi. Y lão, không sao. Trần Đức khẽ cười, lại bước lên mấy bước đứng đối diện với Ưng Thanh Khoa rồi vươn tay, mở lòng bàn tay ra. Sau đó, nhàn nhạt nói, 3 giây, tao cho mày 3 giây, đặt nó vào tay tao, không thì chết. Anh vừa nói xong câu đó, trong ngoài đại điện vốn im ri lại càng trở nên im thin thít. Mọi người như nghe được điều gì khó tin và vô cùng hồn láo, hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Đức. Đây là chán sống rồi à? Mọi người tê cả da đầu, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Cái họ phải đối mặt chính là hai cao thủ cảnh giới thông thần của nhà họ Ưng đó. Thế mà Trần Bát Hoang lại dám nói chuyện với họ như vậy. Dù là ai cũng không ngờ Trần Đức sẽ điên cuồng và kiêu ngạo như thế. Ngay cả đệ tử trong tông hay các chấp sự cũng thấy anh quá ngông cuồng. Trong ngoài đại điện im lặng khoảng 3 giây. Thì, ha 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 ha, ha 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 ha. 3 giây sau, Ưng Thanh Khoa bỗng bật cười, cười rất lớn tiếng và vô cùng kiêu ngạo, giống như nghe thấy được chuyện buồn cười nhất trên đời, ôm bụng cười to. Cả đạo hồ điện đều quanh quẩn tiếng cười của Hân. Ta, Ưng lão, bà, ha ha, bà nghe thấy không, ha ha, bà có nghe thấy ban nãy thắng nhóc kia nói gì không? Đương nhiên nghe thấy. Ưng Hoa Thúy khẽ gật đầu, trên gương mặt tràn ngập nếp nhăn như cảm thấy hết sức buồn nôn, âm trầm cười cợt, cậu ta bảo trong 3 giây, cậu phải đưa ý chí cho mình, không thì sẽ chết. Ha 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 ha. Ưng lão, bà biết không, tôi lớn như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên có người dám ăn nói kiêu ngạo như vậy trước mặt tôi đó. Ưng Thanh Khoa vẫn cười, cả khuôn mặt tràn ngập vẻ hài hước, bỡn cợt, còn có một sự bất ngờ. Đúng vậy thưa cậu. Đây đúng là người đầu tiên nói vậy với cậu, Ưng Hoa Thúy cười gằn, dáng không bật cười thật to. Được. Bồng dưng, Ưng Thanh Khoa thôi không lớn tiếng cười nữa, nhìn chằm chằm vào Trần Đức nói. Nhóc con, được đấy, mày rất giỏi cũng thật ngông cuồng và kiêu ngạo. Nhưng mà, hắn ta chợt thay đổi giọng điệu, nghiền ngâm nói, 3 giây đã hết rồi nhỉ. Thế sao tao vẫn còn sống? Hơn nữa, còn sống được rất tốt. Chẳng phải mày muốn giết tao sao? Nhào vô, đã đến lúc thể hiện sự giỏi giang, kiêu ngạo và ngông cuồng của mày rồi đó. Sắc mặt Trần Đức vẫn không chút thay đổi, dưới ánh nhìn của Ưng Thanh Khoa, anh lùi lại phía sau. Lùi lại làm gì, chẳng phải muốn giết tao hả? Tao đang đứng trước mặt mày đó, mày trâu bò, giỏi giang thế thì ra tay coi nào, ngông cuồng tiếp coi, sao? Sợ, lẽ nào mày là một tên ăn hại, nhát cái dám nói mà không dám làm? Không phải sợ, mà là lo máu của mày sẽ bắn lên người tao. Trần Đức bỗng mở miệng nói chuyện. Anh vừa nói rồi bất ngờ đấm ra một quyền về phía Ưng Thanh Khoa. Một quyền của Trần Đức cuốn theo 300.000 long tượng lực, nắm tay đột phá không gian, âm thanh, chí trong thời gian ngắn ngủi, hư không xung quanh đều mất tiếng, tản ra từng vòng sóng gợn. Nắm tay anh vững vàng xuyên qua lớp phòng ngự của Ưng Thanh Khoa rồi đấm thẳng lẻn mặt Hân ta. Bốp! Một giây trước đó còn nhe răng cười, chế giễu người khác, giây tiếp theo, Ưng Thanh Khoa đã giống như một cái cọc gỗ ngã thẳng xuống đất, sàn nhã được làm từ đá hoa cương cứng dân trong điện cũng không chịu nối sức mạnh ấy, nổ tung, gạch đá bay tứ tung. A. Trước đó, Ưng Thanh Khoa cười lớn tiếng bao nhiêu thì lúc này lại hét thảm bấy nhiêu. Hắn ta ôm đầu, cuộn người giống như con tôm hét lén đau đớn. Rõ ràng có thể thấy được. Cả khuôn mặt hắn ta đã vặn vẹo, biến hình, nứt ra thành từng rãnh, một bên má chảy máu đầm đìa, lộ ra tận xương. Một quyền, Ưng Thanh Khoa đã bị thương nặng. Gần chết. Cả đại điện chỉ còn lại có tiếng kéo thảm thiết của Hân ta. Giờ phút này, toàn bộ trưởng lão, chấp sự, đệ tử của Lưỡng Nghi Tông đều ngơ ngác, bị cảnh tượng ấy làm cho hết sức chấn động. Tông chủ của họ thế mà lại ra tay thật. Kia chính là người nhà họ Ưng đó. Cả đám đều nhìn chằm chằm Ưng Thanh Khoa đang hét lên thám thiết,
không ngừng run rẩy kia như hóa đá, vẻ mặt cứng lại. Y Thái Cực suýt nữa ngất xỉu. Tiêu rồi, tiêu rồi. Sao Trần Bát Hoang lại bốc đồng như vậy chứ? Làm việc không dùng đầu óc sao? Tuy anh mạnh thật, nhưng mạnh hơn nhà họ Ưng chắc. Với thực lực của nhà họ Ưng, chỉ thổi một hơi thôi thì Lưỡng Nghi Tông họ cũng không chịu nổi rồi. Có lẽ không cần đợi nhà họ Ưng ra tay, một mình Ưng Hoa Thủy động thủ thôi cũng khiến Lưỡng Nghi Tông bọn họ không chết cũng phái chóc ra. Ưng Hoa Thủy ngây ra, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn đông cứng đến mức không thể đông cứng được nữa, ánh mắt hung ác, trong đầu trống rồng. Một võ giả cảnh giới thiên tôn. Ưng Thanh Khoa thông thần lục thất trọng lại bị đánh một quyền trọng thương. Bà ta kinh ngạc, cực kỳ chấn động. Dưới chấn động như vậy, bà ta hoàn toàn quên mất 7 giờ mình nên làm gì, cứ yên lặng rồi dừng lại một cách đờ đẫn. Rất nhanh, Ưng Thanh Khoa bất tỉnh. Đau đến chết ngất, máu tươi cháy dài. Sao vẫn chưa chết? Trần Đức có chút kinh ngạc nhìn Ưng Thanh Khoa, một quyền của anh hạ xuống, vậy mà vẫn có thể sống được, quả thực là mạng lớn. Nhưng, dù còn sống, chưa đến 100 năm, vết thương của Ưng Thanh Khoa cũng không thế nào hoàn toàn hồi phục. Bởi vì hắn ta không chỉ bị thương cơ thể, mà còn có thần hồn. Thần hồn và linh lực của Trần Đức hợp nhất, cho dù tùy ý ra tay cũng liên quan đến công kích đối với thần hồn, loại cấp bậc như Ưng Thanh Khoa bất ngờ không kịp phòng bị, vậy nên không thế nào chịu đựng nổi. Thằng nhãi, mày dám! Đột nhiên, Ưng Hoa Thủy lấy lại tinh thần, âm thanh chói tai giống như thanh kiếm sắc nhọn vọng lại bẽn tai tất cả mọi người. Trần Bát Hoang, bây giờ mày lập tức quỳ xuống tự sát đi, nếu không hôm nay Lưỡng Nghi Tông sẽ bị diệt toàn bộ. Bà ta quát một tiếng, như tiếng sấm nổ kéo suy nghĩ từ trong chấn động của tất cả mọi người trở lại, khi Thái Cực cách quá gần, ỏng ta bị chấn động đến mức ho ra một ngụm máu, sắc mặt hoảng hốt. Tiền bối, hiếu lầm, đều là hiếu lầm, Y Thái Cực cố nén lục phủ ngũ tạng đang quân quại, hoảng hốt cầu xin tha thứ tông chủ hắn. Cút! Lời ông ta còn chưa dứt, Ưng Hoa Thủy u ám nhố ra một chữ, trách mang Y Thái Cực, ông nói thêm một chữ nữa thì sẽ chết ngay lập tức. Y Thái Cực liền im miệng, không dám hé răng một chữ, ông ta vừa trải qua một cuộc đại chiến, đã động tới Lưỡng Nghi chuyển sinh thuật, vậy nên rất bất lực khi đối mặt với Ưng Hoa Thủy. Trưởng lão Đồ Trường Sinh, Lý Thanh Nguyệt. Từ Thái Khôn và các chấp sự bị khí thế của Ưng Hoa Thúy chấn áp đến mức khó thở, ngay cả hô hấp cũng rất khó khăn, bọn họ cũng không dám nói lời nào. Bà già, lớn tiếng rêu rao như vậy làm gì? Trần Đức cau mày bịt lỗ tai, giọng nói Ưng Hoa Thủy quá chói tai, giống như kim loại va chạm trên mặt đất, khiến anh rất khó chịu. Đã từng nghe qua câu này chưa, có thế ra tay thì đừng lái nhảy nữa. Lời vừa dứt, Trần Đức không một chút do dự thi triển cứu trọng cực ảnh. Một cái tát nhanh gọn lưu loát quất về phía Ưng Hoa Thủy. Tự tìm cái chết. Ưng Hoa Thủy nhìn thấy cái tát kia liền giữ tợn cau mày, gân xanh không ngừng nhảy lén, bà ta mặt đầy nếp nhăn chen chúc chung một chỗ giống như vỏ cây già cỗi, nhìn vô cùng sợ hãi. Càng kinh khủng hơn là ánh mắt bà ta còn lóe lên vẻ khinh thường và miệt thị đầy cực đoan, bà ta nâng một cánh tay lên nghênh đón. Cùng giây đó, bốp, tiếng bạt tai giòn giã vang khắp trong đại điện. Trên mặt Ưng Hoa Thủy xuất hiện một dấu tay đỏ tươi, sau đó tím tái rồi bắt đầu sưng đỏ. Mà bàn tay kia của lão bà lúc giờ đến trước mặt Trần Đức thì bị anh dùng một tay khác nâm lấy như kìm sắt khống chế, khiến bà ta không có cách nào vùng vẫy thoát ra được. Trong giây lát bà ta ngây ra, Trần Đức lại hạ mấy cái tát vào mặt bà ta. Bốp bốp bốp, tiếng bạt tai giòn giã giống như pháo nổ vang lên liên tiếp, đầu Ưng Hoa Thủy bị lắc qua lắc lại đến biến dạng. Đầu óc choáng váng, mắt nố đom đóm. Sao, sao có thế? Ưng Hoa Thủy hoảng sợ, bà ta đã dùng hết toàn bộ sức mạnh nhưng vẫn không có cách nào thoát khỏi bàn tay kia của Trần Đức. Hơn nữa, điều quỷ dị hơn là, bà ta không có cách nào tụ khí đế bùng nổ linh khí. Bây giờ bà ta giống như một con mãnh thú bị khóa lại, dù thực lực hay cảnh giới có mạnh hơn nữa cũng không thể thi triển. Kinh hoàng, sợ hãi, ngạc nhiên. Từng loại cảm xúc dâng lên, bao phủ trong lòng, Ưng Hoa Thúy hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao bà ta không có cách nào vận chuyển linh khí? Trong đầu bà ta, ngoại trừ sợ hãi ra thì còn tràn đầy khó hiểu và nghi ngờ. Tất cả mọi người Lưỡng Nghi Tông ở xung quanh mặt đầy kỳ quái. Ưng Hoa Thúy xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao không đánh trả?
bà ta bị Trần Bát Hoang tát thành đầu heo rồi. Tại sao còn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, ngốc gà. Mặc dù bọn họ không hy vọng Trần Đức bị thương. Nhưng biểu hiện của lão bà quá kỳ quái và không được bình thường. Đầu óc mọi người mơ hồ. Liên tiếp bị ăn hai ba chục cái bạt tai, lúc này Trần Đức mới dừng tay, buông cánh tay bà ta ra, anh thản nhiên nói, mấy cái tát này chính là sự trừng phạt cho những gì bà lái nhải khi nãy. Trần Đức xoay người, mặt lạnh nhạt làm như không bận tâm, bà nhặt chỉ ý của nhà họ ưng lên rồi quỳ cho tôi. Quỳ cho mày. Lão bà cười gằn, một võ giả cảnh giới thiên tôn mà dám nói chuyện với mình như vậy. Đồ tạp chủng, quả thật mà có hơi kỳ quái, nhưng chuyện mày không nên làm nhất chính là buông tay tao ra. Cảm nhận được linh khí trong cơ thể cuối cùng đã có thế điều khiến được, sự tự tin và cao cao tại thượng của ưng hoa thủy lại một lần nữa quay trở. Về. Bà ta rất tức giận. Giống như một viên đạn hạt sập nổ, khuôn mặt già nua u ám đến mức sáp chảy ra nước. Lời bà ta vừa dứt, linh khí toàn thân bỗng nhiên bùng nổ. Vù vù. Trong nháy mắt, bốn phía gió mạnh đột ngột, một luồng máu tanh nồng nặc tràn ngập ra, loại mùi máu tanh này ít nhất phải giết ngàn người vạn người mới có thể tạo. Thành. Hử. Cảm nhận thấy luồng khí tức ác liệt, chân mày Trần Đức cau lại, một đường kim quang phất ra từ trong tay anh. Trong phút chốc, máu tanh kia đột nhiên biến mất, ngay cả cuồng phong xung quanh cũng tiêu tán, khí thế lão bà đang điên cuồng không tới 10 giây đã tan thành mây khói. Đồ khốn, khí thế mày mạnh thế, muốn hù dọa tao à? Trần Đức im lặng không nói, lão bà này vẫn còn tưởng rằng mình rất mạnh sao? Trải qua một trận đánh sáng khoái với Quan Vân Dương, hiệu quả rất mạnh, anh chí còn cách cảnh giới thông thân một đoạn đường. Chỉ là một bước nhỏ. Thực lực tăng lên lại là một bước lớn cực lớn. Tuy ưng hoa thủy là thông thần cửu trọng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một nô lệ nhà họ ưng, thực lực thật của bà ta còn yếu hơn Quan Vân Dương quá nhiều. Muốn giết một người như vậy thì rất dễ dàng. Trần Đức có thể dùng một tay bấu vào kinh mạch của đối phương, khóa kín tứ chi và xương cốt bà ta, thậm chí đã có thể nhìn thấy toàn bộ linh hải qua vết đốm. Không biết vì sao, lão bà này lại không hề phát hiện ra điều đó. Trên thực tế, không phải ưng hoa thủy không phát hiện ra, mà là bà ta không nghĩ đến phương diện đó, trong nhận biết của bà ta, không ai ở cảnh giới thiên tôn mà có thể đối phó được với một cường giả cảnh giới thông thần đính phong. Bà ta chỉ cảm thấy Trần Đức có phần kỳ quái, cẩn thận chút là được. Bà ta thật sự rất cao ngạo. Từ lúc bắt đầu đến giờ chưa từng coi Trần Đức, thậm chí toàn bộ Lưỡng Nghi Tông ra gì. Cho dù thanh thế bà ta phơi phới. Bị một bàn tay Trần Đức phất cho lùi xuống, nhưng bà ta cũng không hề để ý. Đồ tạp chủng, chết đi. Dưới cơn thịnh nộ, ưng hoa thủy di chuyển với tốc độ rất nhanh, trong một phần 10 hô hấp, một chảo rơi xuống đầu Trần Đức. Nếu mày muốn tìm đến cái chết như vậy, thế thì mày hãy chết đi. Ưng hoa thủy hung hăng nhào tới, nhưng Trần Đức không hề hoảng hốt, tay dâng lên từng đường điện mang màu vàng, chấn lôi ấn và côn bằng phù hư thân pháp cùng thi triển. Đột nhiên lại biến mất tại chỗ, ra sau tới trước, đánh về phía ưng hoa thủy. Tí tách, giống như sấm mùa xuân nổ vang, cơ thể ưng hoa thủy chậm lại, bị điện mang bao phủ hoàn toàn, một giây kế tiếp, ưng hoa thủy đã bị thương nặng. Phụt, toàn bộ cơ thể của bà ta bị cắt làm đỏi, máu thịt mơ hồ, sâu đến mức có thể nhìn thấy xương. Đôi mắt già nua nhìn Trần Đức với vẻ kinh hoàng đờ đẫn, không thể tưởng tượng nổi giống như gặp quỷ, bà ta nói một cách khó khăn. Mày sao có thể biết, nhân vương, ấn, nhưng Trần Đức cũng không trả lời bà ta, anh lại ngưng kết ấn ký, một ấn lớn đột nhiên hiện lên, từ trên trời hạ xuống, liên tục nghiền. Phụt, ưng hoa thủy bị nghiền thành máu, chảy xuống mặt đất, nhìn cực kỳ gai mất. Không chỉ mình bà ta chết, ưng Thanh Khoa ở bên cạnh cũng đớ bất tỉnh, chết hắn hoàn toàn. Tất cả mọi người trong Lưỡng Nghi Tông đều chấn động NSLN cảnh này. Toàn bộ đại điện rơi vào tĩnh lặng. Kim rơi có thể nghe thấy. Trần Bát Hoang, quá mạnh. Hai chiêu và dùng thực lực cánh giới thiên tôn lại chém chết võ giả thông thần đính phong. Nếu như trước đó giết Quan Vân Dương, mọi người cho rằng may mắn, vậy thì bây giờ Trần Bát Hoang lại một lần nữa dùng thực lực hoàn toàn chứng minh được bản thân mình. Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt. Tất cả mọi người rơi vào chấn động, hồi lâu không nói, gần như đã nghẹt thở. Hai tay Trần Đức đưa ra,
chỉ ý của nhà họ Ưng trên mặt đất đã rơi vào tay anh. Trong cả quá trình, anh đều ung dung tùy ý. Giống như làm chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Kêu người thu dọn chỗ này đi, Trần Đức cảm nhận thấy xung quanh tĩnh lặng, anh khẽ mở miệng nói phá vỡ yên lặng nơi đây. Ách, được. Y Thái Cực là người đầu tiên lấy lại tinh thần từ trong chấn động, ông ta sai người đi lên dọn dẹp sạch vết máu, sau đó thận trọng nói. Bát Hoang, bọn họ đều là người của nhà họ Ưng, cứ giết chết như vậy, e rằng Lưỡng Nghi Tông sẽ gặp đại nạn đó. Lão Y, ông yên tâm, chỉ cần giữ làm tốt chuyện giữ bí mật, ai mà biết bọn họ là do tôi giết. Ngộ nhớ bọn họ chết trên đường về nhà họ Ưng thì sao? Trần Đức nhẹ nhàng cười một tiếng, an ủi Y Thái Cực. Lại không nói nhà họ Ưng liệu có biết hay không. Dù biết, anh cũng không quan tâm. Ai, Y Thái Cực khẽ thổ dài, không biết làm. Sao? Ông ta không trách Trần Đức. Gây nên hậu quả như vậy, chỉ trách hai tên nhãi nhà họ Ưng quá phách lối và kiêu ngạo. Nếu như bọn họ khiêm tốn ôn hòa một chút thì tuyệt đối sẽ không bỏ mạng tại nơi này. Vừa đến liền muốn chân Bát Hoang quỳ xuống tiếp chỉ. Ở nơi đất lạ, nếu như có thực lực của Trần Đức, vậy thì cũng sẽ ra tay giết. Chỉ mong nhà họ Ưng không tra ra. Y Thái Cực tràn đầy lo lắng. Cùng với lo lắng, ông ta cũng cực kỳ hưng phấn. Trần Đức càng mạnh, Lưỡng Nghi Tông bọn họ cũng mạnh theo, cơ hội khôi phục thời kỳ hưng thịnh sẽ ngày càng lớn. Với thiên phú kinh khủng của Trần Đức, nói không hề khoác lác, trong thế hệ trẻ, dù ở toàn bộ Vân Tiêu giới cũng là tồn tại đếm trên đầu ngón tay. Dù ông ta liều chết cũng phải giữ được Trần Đức, Lưỡng Nghi Tông bị diệt thì Trần Đức cũng không thể chết. Lúc này, Y Thái Cực căn dặn người trong Lưỡng Nghi Tông quên chuyện hôm nay, đồng thời bảo đám người Đồ Trường Sinh và Từ Thái Khôn ngụy tạo tình huống hai người rời khỏi Lưỡng Nghi Tông. Bọn họ sắp xếp những chuyện này xong, Trần Đức không hề nhúng tay vào, sau khi về chỗ ở của mình, anh lấy ra chí ý nhà họ Ưng. Sau đó, anh dần dần mở ra. Anh muốn nhìn xem vợ lẽ cũ Ưng thương đứa con thứ 14 nhà họ Ưng rốt cuộc đẹp như thế nào mà nhà họ Ưng lại tổ chức một hôn lễ thật lớn cho cỏ ta. Chỉ ý mở ra. Trần Đức tùy ý liếc nhìn. Nhất thời. Sắc mặt anh biến đổi. Trên bức họa là một bóng hình tuyệt đẹp, trong trẻo lạnh lùng, hơn nữa còn vỏ cùng quen thuộc. Âu Dã Tư Linh. Vợ lẽ Ưng thương sắp lấy lại là Âu Dã Tư Linh. Đầu Trần Đức ong ong. Trước đó. Âu Dã Tư Linh và Ưng Thanh Vũ cùng bị nhà họ Ưng mang đi, anh luôn lo lắng. Dù sao, Âu Dã Tư Linh không phải Ưng Thanh Vũ, thản. Phận Ưng Thanh Vũ đặc thù, trong cơ thể phong ấn sức mạnh đặc biệt, nhà họ Ưng cũng không thế nào khiến cô ta bị thương trong chốc lát được. Nhưng, Âu Dã Tư Linh chỉ là người của Côn Luân Hư. Đối với Vân Tiêu giới mà nói, Côn Luân Hư được xem là gì? Rác rưởi. Thậm chí còn không bằng rác rưởi. Dù đằng sau Âu Giáp Tư Linh có học viện vô song thì sao chứ? Đừng nói chỉ một học viện vô song, cho dù người của cả Côn Luân Hư đều là hậu thuẫn của Âu Giáp Tư Linh thì nhà họ Ưng cũng sẽ không có một chút sợ hãi nào đâu. Suy nghĩ lại thì cũng bình thường thôi, với sắc đẹp của Âu Giáp Tư Linh, dù ở Vân Tiêu giới cũng hàng đầu trong hàng đầu, có mấy người đàn ông có thể không rung động chứ? Trần Đức nhớ tới phương trưởng Phật Môn ở Côn Luân Hư đã từng nói, người nhà họ Ưng coi trọng Âu Giáp Tư Linh. Cho nên mới dẫn cô ta đi. Nói như vậy thì đúng là sự thật. Ánh mắt Trần Đức lóe lên. Anh rất hiểu Âu Dã Tư Linh. Cô ta là một người cực kỳ tuân theo cam kết, nếu không ban đầu ở địa cầu đã giết chết anh. Không còn nghi ngờ gì nữa, Âu Dã Tư Linh đã nhận định ra Trần Đức anh. Hôn lễ lần này nhất định là có nguyên nhân khác. 5 ngày sau chính là ngày nhà họ Ưng xử lý Ưng Thanh Vũ. Cái này chẳng lẽ còn có liên quan nào đó, Trần Đức trầm ngâm. Phái đến nhà họ Ưng một chuyến. Chỉ là, nhà họ Ưng quá mạnh, nếu cứ đi như vậy thì không biết sống chết. Ngay đêm đó, anh liền bàn bạc với Linh Lung nên làm thế nào. Một ngày sau, Trần Đức gọi Y Thái Cực và 3 vị trương lão. Đến, lão Y, chư vị trưởng lão, hôm nay tôi chuẩn bị khởi hành đến nhà họ Ưng, sau ngày hôm nay chuyện trong tông phiền đại trưởng lão xử lý. Cái gì? Đồ Trường Sinh là người mở miệng nói đầu tiên, tông chủ, cậu muốn đích thân đến nhà họ Ưng. Tuyệt đối không thế đâu. Đơ Ô Trường Sinh là người đầu tiên đứng ra bác. Bỏ. Tiếp đó, Từ Thái Khôn và Lý Thanh Nguyệt cũng tiến lễ hành lễ. Tông chủ,
cậu không thể đi đến nhà họ Ưng. Tông chú, xin cậu nghĩ lại. Nguyên nhân bọn họ phản đối cũng rất đơn giản, lần này đại hội tỷ võ cử hành lễ thành hôn của Ưng Thương yêu cầu các tông môn phải lựa chọn không dưới 3 người đến tham gia và chúc mừng. Loại đại hội tỷ võ này không phải Lưỡng Nghi Tông chưa từng tham dự qua. Trong Bắc Hoang có rất nhiều thế lực lớn có chuyện gì quan trọng cũng đều sẽ cử hành đại hội tương tự, cho nên bọn họ rất rõ ràng đại hội tỷ võ này là muốn giết người. Một vài tông môn vì muốn lấy lòng nhà họ Ưng, biểu dương sức mạnh của bản thân tông môn, muốn phóng đại thành tựu xuất sắc thì không thiếu được những trận tranh đấu. Một khi bị cuốn vào loại tranh đấu này, Lưỡng Nghi Tông thân là thế lực tam phẩm hạng 18, giống như lá lục bình trôi trong đại dương, rất rất yếu. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt mất. Dù là tông chủ thì sao? Tông môn quá yếu, ở nơi đó một khi không cẩn thận cũng sẽ bị bắt nạt, đặc biệt là loại thân phận thánh nhân môn phái truyền thừa Lưỡng Nghi Tông này, ai cũng muốn dùng hai chân đạp để biếu dương mình. Cho nên, đại hội tỷ võ nhà họ Ưng không chắc chắn và mang tính nguy hiểm. Trần Đức là hy vọng của Lưỡng Nghi Tông, nếu như anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong đại hội tỷ võ, nỗi đau này Lưỡng Nghi Tông không gánh nổi. Càng không muốn đi mạo hiểm. Tông chú, cứ giao chuyện này cho tôi, Đồ Trường Sinh cung kính nói, tôi nguyện ý chọn ra 3 đệ tử đi, cậu không cần đích thân lao vào nơi nguy hiểm. Trần Đức nhìn chằm chằm Đồ Trường Sinh, cuối cùng đã hiểu Lưỡng Nghi Tông thân lẻ môn phái thánh nhân mà tại sao lại sa đọa đến vậy. Anh đã tìm hiểu qua lịch sử của Lưỡng Nghi Tông, sau khi thánh nhân chết, Lưỡng Nghi Tông bị cuốn vào một trận đại chiến, trong đại chiến, rất nhiều bảo vật quý, võ kỹ và công pháp bị cướp đoạt. Từ đó về sau, Lưỡng Nghi Tông bắt đầu sa sút dần, từ thế lực chí cường, bắt đầu trở thành bẽn lẻ hóa. Nhưng, đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất e rằng vẫn là vì phong cách làm việc của Lưỡng Nghi Tông quá bảo thủ hèn nhát. Gặp phải chuyện gì, suy nghĩ đầu tiên mãi là nhịn, là tránh, là cụp đuôi làm người. Trong tu hành, điều cần chú trọng là hiểu rõ ý niệm. Phong cách làm việc như vậy làm sao hiểu rõ được? Huống chi, lùi một bước nhịn nhất thời, thứ đổi lấy chưa chắc là trời cao biến rộng, gió ém sóng lặng, nhiều hơn chính là được voi đòi tiên, lòng tham không đáy. Một mực nhân nhịn, trốn tránh, Lưỡng Nghi Tông sa sút đến như vậy, ngược lại cũng không kỳ quái. Bên trong phòng nghị sự yên tĩnh vắng lặng. Hồi lâu, Trần Đức mới đưa mắt nhìn về phía đôi mắt già nua của Đồ Trường Sinh, giọng anh chắc nịch, nếu như tôi nhất định phái đi thì sao? Tông chú! Ý tôi đã quyết, đừng nhiều lời. Lời Trần Đức đã chắc chắn, anh ngang ngược nói, tôi là tông chủ, công việc trong tông tôi có thể không quản không hỏi, nhưng lúc tôi muốn quản thì không ai được phép cãi lại. Lời này vừa nói ra, cơ thể ba vị trưởng lão hơi đình trệ, vẻ mặt bừng tỉnh, biết được quyết định của Trần Đức không có cách nào thay đổi được, bọn họ chỉ có thể ngầm đồng ý. Đồ Trường Sinh thở dài nói, không biết lần này tông chủ chuẩn bị dẫn theo 3 vị đệ tử nào đến nhà. Họ Ưng, Di, E Tố đi một mình. Trần Đức lấy từ trên người ra 3 túi đựng đồ rồi giao cho Đồ Trường Sinh. Trong này có chút đan dược, sau khi tôi đi, túi thứ nhất phát cho đệ tứ ngoại vi Lưỡng Nghi Tông, túi thứ hai phát cho đệ tứ trung tâm, túi thứ ba đế 3 người các ông và các chấp sự cùng hướng. Ngoài ra, Trần Đức lấy ra một viên đan dược 2 màu hắc bạch đan sen, anh đi đến trước mặt Y Thái Cực, lão Y, viên thuốc này cho ông. Uống nó có thể khôi phục vết thương lúc trước đánh nhau với Quan Vân Dương. Những đan dược này đều được luyện chế từ những dược liệu trên Cấn Sơn, ban đầu anh vốn chuẩn bị đưa Cấn Sơn đến Lưỡng Nghi Tông. Nhưng, Lưỡng Nghi Tông không có đồ đựng lớn như đỉnh Long Văn, nếu Cấn Sơn đặt trong tông môn, chưa tới 3 ngày sẽ giản đến một vài phiền phức không cần thiết. Cho nên, trong một đêm, Trần Đức không tiếc hao phí máu tươi và thần hồn luyện chế một số thiên tài địa báo thành đan dược. Phần còn lại anh Vân tạm thời cất giữ. Đây là, Y Thái Cực nhìn thấy đan dược trước mắt, tinh quang trong mắt lóe lên, chấn động đến cực điểm. Đan dược trong tay Trần Đức. Ông ta nhìn qua rồi. Ảm Dương Hoan Tinh Đan. Đan dược huyền giai trung cấp. 50 năm trước, trong một buổi đấu giá, ông ta đã từng thấy viên đan dược này được đấu giá cực cao 100 triệu cân linh thạch. Nếu uống viên đan này vào sẽ cực kỳ phù hợp với Lưỡng Nghi Tâm Kinh ông ta tu luyện, e là chưa đến nửa tháng, vết thương của ông ta sẽ khỏi hoàn toàn. Cực kỳ chân quý. Y Thái Cực mê tít, nhưng ông ta vẫn chọn từ. Chối, ôn hòa nói, bát hoang, viên thuốc này quá chân quý,
tôi không thể nhận, lần này cậu đi tới nhà họ Ưng, nguy hiểm khó lường, giữ lại nó bẽn người đế đến thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ giúp được cậu đấy. Lão Íp ông cứ nhận đi. Trần Đức thản nhiên nói, đan dược này đối với tôi không tính là chân quý, bởi vì nếu như muốn, tôi có thể luyện chế bất cứ lúc nào. Luyện chế. Lập tức bốn người Y Thái Cực, Đồ Trường Sinh, Từ Thái Khôn, Lý Thanh Nguyệt trong lòng khẩn trương, giống như nhìn thấy chân báo hiếm có, ánh mắt họ phát sáng nhìn chằm chằm Trần Đức. Bát Hoang, cậu biết luyện đan, cậu là luyện đan sư, Y Thái Cực khẩn trương nói. Ừ, Trần Đức khẽ gật đầu, hiểu sơ một chút. Y Thái Cực, mẹ nó, có thể luyện chế ra đan dược huyền giai trung cấp, cái này mà còn gọi là hiểu sơ một chút. Phải biết rằng luyện đan sư trong vạn vạn dặm không có một ai, mà luyện đan sư có thể luyện chế ra đan dược huyền giai trung cấp thì càng vô cùng khan hiếm. Một luyện đan sư cấp bậc như vậy dù là thế lực tam phẩm hạng nhất cũng phải nịnh nọt kết bạn, không dám tùy tiện đắc tội. Sốt cuộc Trình Lâm Phong đã dẫn về một yêu nghiệt như thế nào? Nhịp tim Y Thái Cực tăng lẽn, đập cuồng loạn. Đột nhiên, sắc mặt ông ta trăng nhợt, cuối cùng kích động đến ngất đi. Trần Đức nhanh tay nhanh mất, lập tức đến đỡ ông ta, anh cười khổ, đến mức vậy sao? Tông chủ, đến mức đó đấy, chẽn mặt Đồ Trường Sinh tràn đầy hưng phấn, nụ cười đầy kích động, không biết đâu, sư tôn kích động, chúng tôi cũng kích động, luyện đan sư ở Vân Tiêu giới có địa vị khá cao. Ngừng lại một chút. Đồ Trường Sinh nói tiếp, tông chủ, Thành Phụng Thiên ở bên trong Hoàng Đô Vô Cương, cậu đến đó, nếu như thời gian cho phép có thể đi tới Thành Đan Đế thì lấy lệnh bài. Nếu như có thể lấy được danh hiệu luyện đan sư cao cấp, dù là hoàng gia cũng muốn lôi kéo và chiêu đãi nồng hậu với cậu, đến lúc đó dù là nhà họ Ưng hay những người đi tham dự hôn lễ cũng tuyệt đối không tùy tiện động vào cậu. Ồ, có lợi ích này hả? Trần Đức hơi kinh ngạc, điều này anh vẫn chưa tìm hiểu qua. Phải. Nhưng cụ thể thì chúng tôi không tìm hiểu được nhiều, đợi đến Hoàng Đô rồi, cậu có thể tìm hiểu một chút, dù sao thì. Luyện đan sư lợi hại thật sự cũng sẽ hội tụ trong Hoàng Đô, hưởng thụ những đãi ngộ mà chúng tôi không được, Đồ Trường Sinh mang theo mấy phần phấn chấn. Trần Đức có thân phận luyện đan sư này, Đồ Trường Sinh sẽ an tâm hơn rất nhiều về chuyến đi đến nhà họ Ưng, đồng thời cũng cực kỳ mong đợi đan dược trong túi đựng đồ. Cùng lúc đó, bén trong thánh khư. Ba người Diệp Vô Song, Đoạn Nguyên, Lưu Tuấn Hiền bị thương nặng gần như sắp chết, trước mặt bọn họ, một bóng dáng người đàn ông đứng ngạo nghễ khoanh tay nhìn xuống bọn họ. Lăng Không. Chuyến đi Thánh Khư lần này, Lăng Không đã lấy được cơ duyên cực lớn. Cánh giới Cố Hằn vốn từ địa tôn lục trọng trực tiếp đạt đến cánh giới thiên tôn bát trọng. Tốc độ có thể nói là tương đối kinh khủng. Mặc dù trong Thánh Khư có rất nhiều người mạnh hơn hân, cơ duyên lấy được cũng nhiều hơn. Nhưng đối phó với ba người Diệp Vô Song, Đoạn Nguyên, Lưu Tuấn Hiền thì dư sức có thừa. Mặt khác, ba người này cũng không có chút ích lợi nào ở Thánh Khư. Một chuyến đi tay không. Lưỡng Nghi Tông chúng mày quả nhiên giống như trong truyền thuyết, là tông môn rác rưởi, ha ha, Lăng Không lạnh lùng cao ngạo. Hài hước tới cực điểm. Sau khi lẩy được cơ duyên, hắn một mực đi tìm Lưỡng Nghi Tông. Lý do duy nhất chính là hắn chí muốn đi tìm Trần Bát Hoang dứa nhục trước. Đáng tiếc người đó lại không tới. Lăng Không rất thất vọng, vỏ cùng thất vọng. Hần có lòng tin tuyệt đối, nếu như gặp lại Trần Bát Hoang, hắn nhất định sẽ đè anh xuống đất. Giày xéo, trà đạp. Ba người chúng mày quỳ xuống, Lăng Không quét ánh mắt khinh bỉ nhìn ba người, dập đầu cầu xin tao đi, tao có thể tha cho chúng mày một mạng. Mày muốn giết thì cứ giết. Diệp Vô Song tính cách cương trực thần thánh, cô ta nhìn chằm chằm Lăng Không đầy bất khuất, loại người như mày mãi mãi chỉ có thể là bại tướng dưới tay sư huynh Bát Hoang, trước mặt anh ấy, mày vĩnh vĩnh không ngóc đầu lên được. Mẹ kiếp đồ đàn bà thúi, Lăng Không tức giận, tát một cái vào mặt Diệp Vô Song, đến mức sắc. Mặt cô ta đỏ bừng, Trần Bát Hoang có cái gì tốt mà chúng mày ai cũng bảo vệ hơn ta. Hả? Không quỳ đúng không? Hôm nay ông đẩy bắt mày phải quỳ. Lăng Không cực kỳ ghen tị, không hiểu nổi tại sao ai cũng vây quanh Trần Đức, Hoa Linh Vi đã như vậy rồi, người phụ nữ trước mặt cũng vậy. Một cái tát lại hạ xuống không một chút thương hoa tiếc ngọc, khuôn mặt Diệp Vô Song rất nhanh liền sưng đỏ. Sư tỷ, Lưu Tuấn Hiền cắn răng nghiến lợi, vẻ mặt giật giật, Lăng Không, bắt nạt một người phụ nữ thì có bản lĩnh gờ hả, mày cứ ra tay với tao đi. Không sai, Lăng Không, mày cũng chỉ có thể phách lối trước mặt phụ nữ thôi.
thật trắng trợn, ha ha. Đoạn Nguyên bị thương nặng, hai lỗ máu trên người đang cháy máu, áo dài màu đen đã bị nhuốm thành màu máu đỏ, trông cực kỳ gai mắt. Xem ra chúng mày thực sự muốn chết, sắc mặt Lăng Không u ám, mí mắt nhúc nhích, giống như sắp phun ra núi lửa, vô cùng kinh khủng và âm u. Nếu như vậy thì ông đây tác thành cho chúng. Mày! Lời vừa dứt, Lăng Không không chút do dự, một quyền đánh về phía Lưu Tuấn Hiền, Đoạn Nguyên. Tại sao không giết Diệp Vô Song? Nguyên nhân rất đơn giản. Hân muốn làm chuyện đó với Diệp Vô Song. Trải qua trận chiến lần trước, hắn nhìn ra Diệp Vô Song rất tôn kính và sùng bái Trần Bát Hoang, thậm chí là ái mộ. Hắn cũng coi Diệp Vô Song là người phụ nữ của Trần Bát Hoang, vì vậy Hân chuẩn bị ngủ cùng cô ta, làm chuyện đó với cô ta, để Trần Bát Hoang đau khổ và tức giận. Sau đó tới báo thù. Đến lúc đó, hắn sẽ hành hạ Trần Đức thật tốt. Mang theo loại suy nghĩ đen tối này, một quyền của Lăng Không gào thét vang dội. Đoạn Nguyên, Lưu Tuấn Hiền đã nhắm hai mắt lại, chờ đợi cái chết. Đối mặt Lăng Không, bọn họ không có con đường sống để phản kháng. Lăng Không. Đúng lúc đó, một tiếng thét truyền ra, một bóng dáng như con bướm bay tới trước mặt Đoạn Nguyên, Lưu Tuấn Hiền, đồng thời cũng giơ một quyền lên nghênh đón. Bùm. Hai quyền đụng nhau, Lăng Không đột nhiên thụt lùi mười mấy bước. Người đến vần đứng vững vàng tại chỗ. Cô Tư, Đoạn Nguyên mở mắt, nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp, anh ta kinh ngạc. Người tới. Là Hoa Linh Vi của Tiêu Lỏi Môn. Hôm nay cô ta không đeo mặt nạ, ngũ quan tuyệt đẹp tinh tế, vóc dáng uyến chuyến đú khiến cho bất kỳ người đàn ông nào rung động. Lưu Tuấn Hiền cũng ngây người, bông hoa Diệp Vô Song trong tông so sánh với cô ta cũng kém đi mấy phần. Hoa Linh Vi dù là khí chất, dung mạo hay cảnh giới cũng vượt xa Diệp Vô Song. Đoạn Nguyên, mấy người mau đi đi, Hoa Linh Vi cũng không quay đầu lại, cô ta nhàn nhạt nói. Được. Đoạn Nguyên rất quả quyết, mang Lưu Tuấn Hiền, Diệp Vô Song cùng rời khỏi nơi nguy hiểm này, chạy ra khỏi Thánh Khư. Hôm nay, Thánh Khư sắp đóng, nếu không đi ra sẽ tiến vào thời không cháy loạn, sau đó chết ở chỗ này. Cơ duyên của Thánh Khư sau một giờ sẽ kết thúc. Linh Vi, cô, mặt thấy ba người chạy trốn, ánh mắt Lăng Không căm hận, quả đấm nắm chặt. Tôi muốn bảo vệ bọn họ, anh có ý kiến sao? Hoa Linh Vi quét mắt về phía Lăng Không, bắt đầu từ bây giờ, đến khi rời khỏi Thánh Khư, tốt nhất anh nẻn đi theo sau lưng tôi. Nói xong, cũng không chờ Lăng Không đồng ý, Hoa Linh Vi xoay người rời đi. Lăng Không sát ý dạo dực, nhưng cũng không còn cách nào khác. Hoa Linh Vi ngày trước lẻ tồn tại giống như nữ thần. Mà bây giờ vẫn là nữ thần. Thực lực của cô ta vốn không bằng Lăng Không, nhưng sau khi đến Tiêu Lôi Môn, uống cùng loại đan dược, cô ta đã bỏ xa Lăng Không. Một nhóm thánh khư, cơ duyên Hoa Linh Vi lấy được lại càng không yếu hơn Lăng Không. Cô ta vĩnh viễn là tồn tại Lăng Không chỉ có thế ngửa mặt ngước nhìn. Hân tức giận đi theo sau lưng Hoa Linh Vi, hai người cũng rời khỏi thánh khư, xuất hiện cùng với. Bọn họ trong cửa thánh khư, từng bóng người cũng đi ra như mưa rơi. Sau khi mấy người xuất hiện, lập tức có người của Hoàng Thành Vô Cương và ba gia tộc lớn của Đô Thành đến lôi kéo một vài người đã giành được cơ duyên nghịch thiên. Như Bàn Chiến, không hổ danh là em trai của Bàn Khai, đi tới đâu cũng trở thành tiêu điểm, là thiên chi kiêu tử, lần này cơ duyên Hân lấy được có thể nói là tốt nhất và mạnh nhất lần này. Hôm nay, hắn đã đạt đến cảnh giới thông thần lục trọng. Vừa đi ra, hoàng tộc liền có người đưa cảnh ô lưu ra lôi kéo hắn. Ngoài ra còn có một vài người cũng không tệ. Có thể nói thánh khư khiến cho rất nhiều người lấy được cơ duyên, có người lấy được pháp bảo, có người lại lấy được công pháp, võ kỹ v.v. Càng có không ít người thực lực đột nhiên tăng mạnh, khí chất tăng vọt. Đương nhiên, cũng nhiều người không thu hoạch được gì, bọn họ vò cùng hâm mộ với những người lấy được cơ duyên. Ngoài đám người ra, ba người Đoạn Nguyên đứng trong một góc, mặt đầy u ám thất vọng. Không cần như vậy, cơ duyên không phải ai cũng có thể lấy được, Trình Lâm Phong ôn hòa nói, lần này mọi người cũng cực khổ rồi, nhưng mọi người còn phải cùng tôi đi một chuyến đến Hoàng Đô Vô Cương. Đi Hoàng Đô làm gì, Diệp Vô Song kỳ quái hỏi. Một là đi mở mang kiến thức, nơi này cách Hoàng Đô rất gần, thứ hai là đi gặp Bát Hoang, cậu ta đến Hoàng Đô rồi. Nói đến đây, Trình Lâm Phong kể chuyện xảy ra ở Lưỡng Nghi Tông trong thời gian này cho ba người biết.
Ba người nghe xong liền cực kỳ kinh hãi. Không ngờ ngay cả Quan Vân Dương cũng bị Chân Bát Hoang đánh bại. Hai người Diệp Vô Song và Lưu Tuấn Hiền nghĩ đến trước đây còn khiêu chiến anh, bọn họ nhận ra lúc đó mình ngây thơ và ngu ngốc biết bao. Lại nghĩ đến Lăng Không kia, Thiên Tôn Bát Trọng đã làm dáng vẻ ngạo mạn hò hét muốn nghiền nát giết chết Chân Đức, bọn họ cảm thấy thật buồn cười. Nếu thật sự đụng phải Chân Đức, khi đó nhất định sẽ rất đặc sắc ấy chứ. Không biết Lăng Không sẽ có biếu cám ra sao đây. Chuyến đi đến Thánh Khư lần này, rất nhiều người lấy được cơ duyên, cũng có rất nhiều người thực lực vốn cực kỳ mạnh, như Thánh Nữ Ấn An Sương của Tiêu Lôi Môn, những tu sĩ địa phương Vân Tiêu Giới, võ giả, các thánh tử thánh nữ của các tông môn lớn, v.v. Thực lực bản thân họ cực kỳ khủng khiếp. Sau khi đi ra khỏi Thánh Khư, cũng có không ít người đến giao hảo lôi kéo bọn họ. Thánh Nữ Ưng Thương nhà họ Ưng truyền tới chỉ ý, bảo chúng ta đến Thành Thiên Phụng tham gia hôn lễ của hắn. Sau khi đám người Tiêu Lôi Môn tụ tập, Quách Ly Long nói, chúng ta đi không? Đi, nhà họ Ưng người đông sự nghiệp lớn. Không đờ không ne mặt bọn họ, đôi môi đo mỏng của Ấn An Sương khẽ mở. Trong Thánh Khư lần này, có 8 vị trí cho thế lực tam phẩm hạng nhất, vậy nên Tiêu Lôi Môn có 8 người tới. Theo thứ tự là Thánh Nữ Tiêu Lôi Môn Ấn An Sương, các đệ tử trung tâm Hồng Lôi, Cổ Trí An, Du Kiệt, Lý Tông Minh, Trương Chi Lạc. Người mới thì là hai người Hoa Linh Vi, Lăng Không. Lăng Không, nhà họ Ưng vừa có người đưa cảnh ô lưu với anh đúng không? Anh có thể đi, còn Hồng Lôi, Du Kiệt đi theo Quách Trường Lão cùng đi tham dự đại hội luận võ. Dạ, Thánh Nữ. Ấn An Sương nói. Quách Trường Lão, chuyện nhà họ Ưng giao cho ông, trong tông môn dạo này có nhân vật lớn tới thăm. Tôi dân mấy người Linh Vi về tông trước. Được. Quách Ly Long gật đầu, lần trước trong cuộc tuyển chọn ở Thành Thông Thiên ông ta đã mắc. Phải sai lầm lớn, khiến địa vị trong tông của ông ta rơi xuống ngàn trượng, từ trướng lão xuống đến chấp sự. Đến mức ông ta bây giờ chỉ có thể nghe theo sắp xếp của Ấn An Sương, không thể có bất kỳ phản bác nào. Ông ta rất bực bội. Cho nên, đại hội luận võ lần này ông ta phái lập công chuộc tội. Lấy thành tích sáng chói đế nhà họ Ưng nhìn với cặp mắt khác xưa. Chỉ cần có thể được nhà họ Ưng ủng hộ, thân phận của ông ta khôi phục, vậy không phải chuyện sẽ dễ dàng sao? Đến lúc đó, chừng những trừng phạt bị hủy bỏ, ông ta còn được nhận thưởng. Thánh Nữ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tỏa sáng trong đại hội luận võ. Ừ, Ấn An Sương không nói gì liền gật đầu, sau đó mỗi người đi một ngả. Cảnh tượng như vậy cũng diễn ra ở một góc. Bao gồm những cường giả tuyển chọn từ Thành Thông Thiên ngày trước như Bàn Chiến và Hàn Hư cũng đều phải đến hôn lễ nhà họ Ưng. Nhà họ Ưng dốc hết sức chuẩn bị cho tổ chức hôn lễ, toàn bộ Thành Phụng Thiên có thể chứa được hơn 30 triệu người, mà tông môn được mời đến lần này chỉ có thế lực Lưỡng Nghi Tông mới lo lắng đến chuyện tốn thất thành viên, người đi ít, còn các tông môn khác vì để cho nhà họ Ưng mặt mũi, chỉ ít cũng phải mười mấy người, mấy chục người đi. Tông môn đứng cùng một chiến tuyến và quan hệ tốt với nhà họ Ưng gần như huy động mọi lực lượng trong tông môn, trước 4-5 ngày đã đến Thành Phụng Thiên. Hôn lễ lần này phóng đoán có 10 triệu người tham gia dự lễ. Đối với Vân Tiêu Giới, 10 triệu người tham dự hôn lễ không tính là lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, có thể nói là việc trọng đại chưa từng có. Vô số cường giả hội tụ tập trung. Cùng ngày, tại Lưỡng Nghi Tông, sau khi Y Thái Cực tỉnh dậy, Trần Đức không chút chậm trễ, anh lập tức lấy bản đồ Bắc Hoang, chuẩn bị đi Hoàng Đô Vô Cương. Bản đồ trải trước mắt, Trần Đức cực kỳ cảm khái. Vân Tiêu Giới quả thực quá lớn. Toàn bộ Vân Tiêu Giới bằng gấp mấy ngàn lần địa cầu. Mà đất Bắc Hoang tuy là mảng nhỏ nhất trong số các mảng chính, nhưng cũng tương đối rộng lớn, tương đương với 700-800 cái địa cầu. Hoàng Đô Vô Cương nằm ở trung tâm Bắc Hoang, cách Lưỡng Nghi Tông mấy triệu cây số. Khoảng cách như vậy dựa vào linh thú tự nhiên thì không được, vì vậy Vân Tiêu Giới đã có trận địa vận chuyển không gian đặc biệt. Giống với loại Trình Lâm Phong đưa bọn họ đến địa cầu, với thực lực và cảnh giới của Trình Lâm Phong, không thể tự do qua lại trong đường giao thông không gian mà không lạc đường, ông ta đã sớm định sẵn một địa điểm tốt ở gần Lưỡng Nghi Tông. Cho nên, lúc ấy bọn họ mới có thể trực tiếp đến Lưỡng Nghi Tông. Trận địa vận chuyển cũng giống như vậy. Giữa hai địa điểm kết nối với nhau và truyền cho nhau. Chưa tới nửa ngày, Trần Đức đã vượt qua mấy triệu cây số, đến bên ngoài Hoàng Thành Vô Cương. Hoàng Thành như núi, chiều rộng không biết bao nhiêu cây số,
giáp với 100.000 ngọn núi hoang, cao đến ngàn trượng, chọc thủng bầu trời, quét mắt nhìn cũng phải mấy chục ngàn tầng, mỗi tầng đều có tinh binh hùng mạnh canh giữ. Dưới cứ thành lớn, không ít võ giá đã đến, ngồi trên thú cưỡi khổng lồ, còn bay trên trời, còn chạy dưới đất, cực kỳ tráng lệ. Tùy tiện liếc nhìn, ngoài thành hoàng đô này cũng không có tồn tại nào thấp hơn cảnh giới địa tôn. Có một vài người thực lực kinh khủng, dù mạnh như Trần Đức cũng cảm nhận được uy hiếp. Thật sự rất mạnh. Hoàng thành Vô Cương nói là hoàng thành, trên thực tế chỉ là một mảnh đất thuộc địa bàn trung tâm do hoàng tộc chiếm dụng, mảnh đất này cực kỳ khổng lồ. Bên trong thành còn có chẽn trăm thành cố. Mỗi một thành cố đều mênh mông, vô biên vô tận. Cảnh tượng hùng vĩ này ở mấy nơi như địa cầu, Côn Luân Hư hay thành Thông Thiên tuyệt đối không thể nào nhìn thấy. Trần Đức hít sâu, so sánh với hoàng đô, Lưỡng Nghi Tông chỉ là một hạt bụi nhỏ nhặt không đáng kế. Nếu muốn trở nên mạnh hơn, chỉ chờ đợi vào Lưỡng Nghi Tông thì tuyệt đối không thể. Đi theo bản đồ, mấy lần quanh co, Trần Đức không đi thành Phụng Thiên trước, mà là đi tới thành Đan. Dù sao thì nhà họ Ưng quá khổng lồ, thân là một trong ba gia tộc của Cố Quốc Vô Cương, lá bài tẩy Trần Đức chuẩn bị dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Thời gian còn có 5 ngày, anh phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trong 5 ngày này. Vừa tới thành Đan, mùi vị đan dược thoang thoảng xông vào mũi, đi vào trong thành, Trần Đức cũng không chỉ hoãn đi thẳng tới Đan Môn. Đan Môn, chính là nơi Hoàng Triều Vô Cương mở ra sát hạch luyện đan sư. Ở bên trong hoàng thành ngoại trừ hoàng tộc và ba tộc còn lại ra, đây cũng là nơi được canh phòng nhiều nhất. Vừa tới gần, Trần Đức liền cảm giác được một vài khí tức như ẩn như hiện của một vài võ giả, những người này chỉ ít cũng vượt quá cảnh giới thông thần. Không hổ là vùng đất quan trọng trong hoàng thành, Trần Đức đứng phía xa hít sâu một hơi, sau đó đi về phía Đan Môn. Đứng lại, một tên canh phòng ở cửa quét mắt NSLN Trần Đức, đây là trọng địa Đan Môn, cậu tới đây có chuyện gì? Trần Đức bình thản ôn hòa đáp lại, nơi này chắc là nơi sát hạch luyện đan sư phải không? Tôi tới đây là muốn tham gia sát hạch. Tham gia sát hạch, cậu là luyện đan sư, lính canh phòng hoài nghi, quét mắt nhìn Trần Đức từ trên xuống dưới, rõ ràng không tin. Trần Đức quá trẻ, hơn nữa hân chưa từng gặp qua, rất xa lạ. Bên trong hoàng thành, hẳn phần lớn đều quen những luyện đan sư 20 mấy tuổi. Ngoài trừ những người đó ra, võ giả trẻ tuổi như vậy. Cho dù là luyện đan sư thật, e rằng ngay cả chân hỏa cũng không có cách nào nằm trong tay thì làm sao luyện đan. Đúng. Trần Đức gật đầu, là tôi. Sát hạch của đan môn chỉ là thuộc tính hỏa đơn thuần, có lẽ nắm giữ chân hỏa chưa đủ, chỉ ít cần biết luyện đan mới có thể sát hạch. Canh phòng cũng không có coi thường Trần Đức, suy cho trong các luyện đan sư trẻ tuổi có rất nhiều người muốn tới đây thử một chút tài nghệ. Nhưng muốn trở thành luyện đan sư đâu có dễ dàng như vậy. Dù là thể chất thuộc tính hỏa chưa chắc có thể có chân hỏa, mà có chân hỏa cũng chưa chắc có thể nắm trong tay. Mỗi một tầng, người bị kẹp chết lẽn đến 90%. Cho nên, luyện đan sư mới thưa thớt như vậy. Hắn đã gặp không ít người như Trần Đức, vì vậy Hần kiên nhẫn nói, thẳng nhãi, cậu có thể luyện đan sao? Có thế. Trần Đức lấy ra một viên bạch ngọc xích dương đan mình luyện chế trước đó. Anh giơ ra trước mắt canh phòng, thưa anh, đây là đan dược so tôi luyện, mời xem qua. Bạch ngọc xích dương đan toàn thân màu đỏ, sáng bóng, màu sắc đồng đều, tản ra mùi hương thơm mát đậm đặc. Nhưng, nhìn thấy nó, canh phòng lại cười, thằng nhài, hay thôi đi, đan môn không thích hợp với cậu đâu. Hà, Trần Đức hoài nghi, chẳng lẽ đan dược của anh có vấn đề? Anh kiểm tra một hồi, sau khi chợt chán không có vấn đề gì. Anh hỏi, thưa anh có ý gì? Tại sao đan môn không thích hợp với tôi? Trần Đức rất khách sao, đối với một hộ vệ canh cửa cũng gọi bằng, anh, không phải nịnh hót gì cả, mà canh phòng này cũng rất tốt, rất khách sáo và hòa nhã với anh. Có qua có lại mới toại lòng nhau, người khác khách sáo với anh, đương nhiên anh cũng sẽ khách sáo lại với người ta, cái này không liên quan gì đến thân phận địa vị. Xảy ra chuyện gì sao? Đúng lúc đó. Đột nhiên trong đan môn có một người đàn ông trung niên đi ra, ông ta liếc nhìn Trần Đức hỏi, tôi thấy cậu ta ở đây rất lâu rồi, có chuyện gì không? Đội trướng Diêm, là như vậy, canh phòng tới gần người đến, nói ra đầu đuôi câu chuyện. Đội trưởng Diêm cau mày thật chặt, ông ta đi đến trước mặt Trần Đức, thang nhãi, đưa đan dược của cậu cho tôi. Được, Trần Đức không có nghĩ quá nhiều,
anh đưa Bạch Ngọc Xích Dương đan cho đội trưởng Diêm. Đội trưởng Diêm cầm nó trong tay quan sát tỉ mỉ, ông ta hỏi, tới đan môn sát hạch cần thẩm tra thân phận, cậu tới từ đâu? Lưỡng Nghi Tông, Trần Đức nói ra lai lịch, anh hỏi, tôi có thể tiến vào không? Ha ha! Đội trưởng Viêm trong mắt lóe lên vẻ tham lam, ông ta cất Bạch Ngọc Xích Dương đan vào trong ngực, trong nháy mắt từ vẻ mặt ôn hòa trở nên lạnh lẽo. Thang nhãi, cút đi, đừng đứng ở đây cản đường. Cút, mấy người có ý gì? Ánh mắt Trần Đức lạnh lùng. Rất rõ ràng. Tên này biết được anh đến từ Lưỡng Nghi Tông, thân phận hèn mọn, vậy nên ông ta muốn cướp đi đan dược của mình. Nhưng, anh cũng không ra tay ngay lập tức, nếu như một viên Bạch Ngọc Xích Dương đan có thể khiến anh đi vào sát hạch, vậy cũng không thành vấn đề. Đối với người khác mà nói, Bạch Ngọc Xích Dương đan có lẽ là báu vật, đối với anh thì chẳng tính là gì. Đan môn là chỗ sát hạch của luyện đan sư, tôi thân là luyện đan sư, tại sao phải cút? Ha ha, nơi này chào đón luyện đan sư, nhưng không chào đón đại sư khoác lác, đội trưởng Diêm lạnh lùng nói, Bạch Ngọc Xích Dương đan là đan dược huyền giai trung cấp, cậu có thể luyện chế sao? Đương nhiên đội trưởng Diêm biết Bạch Ngọc Xích Dương đan, loại đan dược này vô cùng trân quý, giá trị cực cao, dù là trong đan môn, người có. Thế luyện chế ra loại cấp bậc đan dược này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu như tự biết mình thì lập tức cút mau, hiểu không? Trần Đức đưa mắt nhìn tên canh phòng này mặc dù mạnh nhưng cũng chỉ là thiên tôn tứ trọng, thực lực có thể nói rất tốt, mạnh hơn nhiều so với một vài chấp pháp của Lưỡng Nghi Tông. Có thể thấy thế lực tam phẩm hạng 18 Lưỡng Nghi Tông này so với thế lực siêu cấp chân chính thì quá thật không tính là gì. Nhưng... Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.